Viện trưởng Hoa, cậu ta thật sự có thể cứu được ba tôi. Con trai cả nhà họ Minh nhìn Diệp Phàm với vẻ không tin. Nếu như ngay cả cậu ấy còn không cứu được, vậy thì các người chỉ có thể chuẩn bị hậu sự cho ông cụ thôi. Hoa Ân thản nhiên nói. Anh cả, cậu ta cùng một phe với chủ tịch tập đoàn Đường Thị, nếu như không cứu được ông cụ, vậy thì giết cả hai người bọn họ. Vẻ mặt Tam gia nhà họ Minh lạnh như băng. Câm miệng. Diệp Phàm quát một tiếng. Không được lên tiếng, Hoa Ân vội vàng trách móc Tam gia. Rất nhanh, sau khi Diệp Phàm thi triển ba châm đầu tiên của quỷ cốc cửu châm, độc tố bên trong cơ thể ông cụ Minh đã bị loại bỏ sạch sẽ, lục phủ ngũ tạng vốn suy kiệt cũng bắt đầu dần phục hồi lại sức sốc. Sau đó, Diệp Phàm lại đâm ngân châm xuống. Quỷ cốc cửu châm, châm thứ tư. Ngay khi châm thứ tư đâm xuống, ông cụ nhà họ Minh vốn đã bước vào cõi chết đã được kéo trở về, mọi cơ quan trong cơ thể bắt đầu hoạt động bình thường, sắc mặt vốn nhợt nhạt cũng dần lấy lại vẻ hồng hào, thậm chí những vết đồi mồi cũng mở đi, cả người như trẻ ra mười mấy tuổi. Đây chính là công hiệu mạnh mẽ của quỷ cốc cửu châm. Quỷ cốc châm pháp đúng là biến thứ vô dụng thành điều thần kỳ. Hoa Ân nhìn thấy sự thay đổi của ông cụ Minh, ánh mắt ông lộ ra vẻ khiếp sợ. Người nhà họ Minh trông thấy cảnh tượng này cũng kinh ngạc không thôi. Diệp Phàm nhổ hết ngân châm ra, ông cụ Minh đã tỉnh lại. Ba, gia chủ, người nhà họ Minh lớn tiếng gọi. Được rồi, ông ta không chết được đâu. Diệp Phàm nói. Y thuật thật cao siêu, vậy mà có thể cải tử hoàn sinh. Đám người hầu Đông Hải cũng khiếp sợ. Ba, ba không sao, tốt quá rồi. Con trai cả nhà họ Minh xúc động nói. Chàng trai trẻ, cảm ơn cậu, không ngờ y thuật của cậu lại cao siêu như vậy. Lão già này còn tưởng lần này không qua được. Ông cụ Minh tỉnh lại, nhìn về phía Diệp Phàm cảm ơn. Không cần cảm ơn tôi, nếu không vì công ty của bà xã và người nhà, tôi cũng sẽ không ra tay cứu ông. Diệp Phàm hừ lạnh, ánh mắt liếc về phía hầu Đông Hải, bây giờ có thể thả người, gỡ bỏ lệnh niêm phong Đường Thị chưa? Có thể. Hầu Đông Hải gật đầu. Không được, mặc dù ba tôi không sao. Nhưng chúng độc do đan chú nhan của các người là sự thật. Mấy người phải gánh trách nhiệm này. Tam gia nhà họ Minh không cam lòng nói. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh đi, ánh mắt lộ ra sát ý. Lão Tam, bỏ đi, cái mạng này của ba đều nhờ có chàng trai này cứu được, đừng so đo những chuyện khác nữa. Ông cụ Minh nói. Nhưng, không nghe lời ba nói sao? Tam gia đang định nói gì thì người con trai cả đã quát lên, sau đó nhìn Diệp Phàm, chàng trai trẻ, hôm nay cảm ơn cậu. Chuyện trước kia có thể là do hiểu nhầm, hầu tổng đốc, lập tức thả người. Rõ. Hầu Đông Hải gật đầu. Tổng đốc, không xong rồi. Sài Quyền nghe xong cuộc điện thoại liền hô lên. Sao vậy? Hầu Đông Hải hỏi. Vừa nhận được tin tức, hàng trăm người bỗng nhiên trúng độc sau khi sử dụng đan chú nhan, hiện tại đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, hơn nữa nhà xưởng sản xuất đan chú nhan của tập đoàn Đường Thị đang cháy lớn. Bây giờ tất cả các phương tiện truyền thông lớn đều đưa tin tập đoàn Đường Thị sản xuất sản phẩm độc hại và cố tình đốt nhà máy để tiêu hủy bằng chứng. Hơn 1.000 dân chúng đang tập trung bên ngoài phủ tổng đốc, yêu cầu chúng ta trừng phạt nghiêm khắc tập đoàn Đường Thị và người phụ trách. Sai Quyền đáp. Cái gì? Sao lại như vậy được? Đường Sở Sở nghe xong tin tức thì cả người run lên, sắc mặt cũng tái nhợt. Diệp Phàm vội vàng đỡ Đường Sở Sở. Chủ tịch Đường, chuyện này. Hầu Đông Hải nhìn về phía Đường Sở Sở. Tôi đã nói đan chú nhan của các người có độc, xem đi, bây giờ nhiều người trúng độc như vậy. Tuyệt đối không được bỏ qua cho bọn họ. Tam gia nhà họ Minh vội vàng nói. Câm miệng. Diệp Phàm vung tay tát ông ta một cái, tam gia nhà họ Minh nằm lăn trên đất hôn mê bất tỉnh, những người khác trông thấy cảnh tượng này thì ngây ra. Lập tức thả người nhà họ Đường và Đường Thị. Tôi sẽ phụ trách cứu chữa những người trúng độc. Đồng thời cũng sẽ cho người làm rõ ràng, rốt cuộc ai giở trò quỷ ở phía sau. Diệp Phàm lớn giọng nói với Hầu Đông Hải, sau đó quay sang nhìn Đường Sở Sở, bà xã, chuyện này giao cho anh giải quyết, em đi đón chú dì về nhà đi. Vâng. Đường Sở Sở gật đầu. Chàng trai trẻ, có cần nhà họ Minh tôi giúp một tay không? Ông cụ Minh nhìn Diệp Phàm nói. Không cần. Diệp Phàm lạnh nhạt, dẫn Đường Sở Sở đi ra ngoài. Đám người hầu Đông Hải cũng lần lượt rời đi. Ba, cơ thể ba không sao thật chứ? Có cần để viện trưởng Hoa kiểm tra một chút không? Lúc này, người con trai cả nhìn ông cụ hỏi. Không cần, bây giờ ba cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực, không có bất cứ vấn đề gì. Ông cụ Minh lắc đầu.
Người này chỉ cần vài ngân châm đã có thể kéo ba ra khỏi cõi chết, hơn nữa còn đột nhiên trẻ ra nhiều như vậy, trình độ y thuật như vậy có thể xưng là thần y. Vừa rồi cậu ta còn đứng từ xa tát lên mặt Tam gia, tu vi võ công có lẽ đã đạt tới cấp bậc cực cao. Không biết người này tới từ thế lực nào mà lợi hại như vậy. Người con trai cả nghiêm túc phân tích. Mặc kệ cậu ta tới từ đâu thì đều phải tạo quan hệ tốt. Con có dự cảm, nếu có thể kết giao với người này, nhà họ Minh chúng ta sẽ có lợi ích rất lớn. Ánh mắt ông cụ Minh lóe lên ánh sáng sâu thẳm. Nhưng vì chuyện ba chúng độc, bọn đã bắt người nhà của người phụ nữ kia lại, liệu cậu ta có? Con tìm cơ hội, tự mình tới nhà họ Đường một chuyến, bày tỏ xin lỗi, bất kể như thế nào thì cũng phải lôi kéo quan hệ. Vâng, con trai cả gật đầu nhìn ba mình. Bên kia, trại giam Thiên Hải, nhóm người bà cụ Đường đã được thả. Mẹ, lúc này, Tam gia nhà họ Đường, Đường Chính Đạo xuất hiện. Chính Đạo, cuối cùng con cũng tới. Bà cụ Đường trông thấy Đường Chính Đạo, xúc động hô lên. Mẹ, mẹ không sao chứ, con vừa trở về thì nhận được tin mọi người bị bắt nên lập tức chạy tới đây. Đường Chính Đạo nói. Mẹ không sao, nhưng vị này là... Bà cụ Đường hỏi, ánh mắt chú ý tới chàng trai trẻ mặc bộ quần áo lộng lẫy bên cạnh Đường Chính Đạo. Vị này chính là Chu Thiếu, con trai của quân chủ quân Thiên Lang. Đường Chính Đạo giới thiệu. Con trai của quân chủ, bà cụ và những người khác đều rất ngạc nhiên. Bọn họ đương nhiên biết rõ quân chủ ở Long Quốc đại diện cho cái gì, đó chính là người đứng đầu thống lĩnh đại quân, không phải là người mà dân thường bọn họ có thể so sánh. Vị này là con trai quân chủ, thân phận cao quý biết bao. Lão thân tham kiến Chu Thiếu. Bà cụ Đường và vợ chồng Đường Chính Nhân, đám người Đường Chính Nghĩa đều hành lễ với thiếu chủ quân Thiên Lang, Chu Xuyên. Mọi người đều là người thân của Đường quân đoàn trưởng, không cần phải khách khí như vậy. Chu Xuyên thản nhiên nói. À đúng rồi, Chính Đạo, đột nhiên chúng ta được thả, có phải do con tìm Tổng đốc không? Bà cụ Đường hỏi Đường Chính Đạo. Chuyện này, Đường Chính Đạo hơi do dự, ông ta cũng muốn tìm Tổng đốc. Nhưng vẫn chưa kịp tìm, ánh mắt ông ta đảo một vòng rồi nói, đều là công lao của Chu Thiếu, cậu ấy biết mọi người bị bắt tới đây nên đã tìm Tổng đốc Thiên Hải, đối phương mới vội vàng thả người. Chu Xuyên nghe Đường Chính Đạo nói vậy thì ngạc nhiên. Hắn gọi điện cho Tổng đốc Thiên Hải lúc nào? Hóa ra là Chu Thiếu, cảm ơn Chu Thiếu, nếu không có cậu thì nhà họ Đường chúng tôi sợ là xong đời rồi. Bà cụ Đường và những người khác cảm kích nhìn về phía Chu Xuyên. Chút chuyện nhỏ cũng không tính là gì. Chu Xuyên thấy người nhà họ Đường cảm ơn, hắn đắc ý tự nhận luôn phần công lao này. Bà nội, ba, mẹ. Lúc này, Đường Sở Sở nôn nóng đi tới. Con bé này còn biết xuất hiện cơ à, đi suốt hai ngày trời, cả nhà bị nhốt vào tù cũng không thấy mày đâu hết. Nếu không phải may mắn nhờ Chu Thiếu giúp đỡ thì giờ vẫn chưa ra được đâu. Dương Ngọc Lan bất mãn. Chu Thiếu. Đường Sở Sở khó hiểu. Không phải anh Tiểu Phàm kêu Thống đốc Thiên Hải thả người à? Sao lại biến thành Chu Thiếu giúp đỡ rồi? Sở Sở, đây là con trai của quân đoàn chủ quân Thiên Lang, tên là Chu Xuyên. Rất cảm ơn Chu Thiếu đã giúp đỡ nhà họ Đường chúng tôi. Đường Chính Đạo nói, thật xinh đẹp, Chu Xuyên kia nhìn Đường Sở Sở, hai mắt lóe sáng. Chú ba, là anh Tiểu Phàm yêu cầu Thống đốc Thiên Hải thả người nhà họ Đường mà, sao lại? Đường Sở Sở ngạc nhiên. Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị bà cụ Đường ngắt lời. Thằng nhóc kia dựa vào tư cách gì mà kêu thống đốc thả người? Con đó, cứ thiên vị cậu ta, đúng là con gái như bát nước đổ đi. Bà cụ Đường lạnh lùng mắng. Đúng vậy, tên đó hả, một kẻ lang thang thất nghiệp, sợ là đến mặt thống đốc tròn méo thế nào còn chưa nhìn thấy, yêu cầu thống đốc thả người gì chứ, mơ hả? Sở Sở, đừng để thằng nhóc đó lừa gạt, hôm nay nhờ có Chu Thiếu. Chúng ta phải cảm tạ Chu Thiếu thật tốt. Dương Ngọc Lan giải thích với Đường Sở Sở. Hay là tối nay nhà chúng ta mời Chu Thiếu một bữa cơm đi, Sở Sở, con đi cùng. Đường Chính Đạo lên tiếng. Nhưng, thế nào, giờ con còn không thèm nghe lời chú ba luôn à? Đường Sở Sở vừa định mở miệng thì ánh mắt lạnh lẽo của bà cụ Đường đã lướt qua. Dạ, chú ba. Cuối cùng, cô đành phải đồng ý. Về phần thiếu chủ quân Thiên Lang kia. Anh ta cứ nhìn Đường Sở Sở chằm chằm, ánh mắt lấp lóe. Một giờ sau, Diệp Phàm xuất hiện ở tập đoàn Đường Thị. Anh Tiểu Phàm thế nào rồi? Đường Sở Sở thấy Diệp Phàm, vội vàng hỏi. Anh đã giải độc cho những người chúng độc do dùng đan chú nhan rồi, bọn họ đều không sao,
có điều anh kiểm tra qua thì trong đan chú nhan bán ra hôm nay thật sự có độc. Diệp Phàm nói, sao lại như vậy? Nguyên liệu chế đan chú nhan đều do chuyên gia kiểm định, sao có thể xảy ra chuyện này được? Đường Sở Sở nhíu mày, anh đã sai người đi điều tra rồi, có kẻ mua lại nhà xưởng, đổi dược liệu trong đan chú nhan thành thuốc độc, hơn nữa còn cố ý châm lửa đốt luôn nhà xưởng. Về phần là ai nấp sau màn quấy rối, chắc sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Anh cũng kêu người đè mấy tin tức truyền thông kia xuống rồi. Diệp Phàm nói, rốt cuộc là ai muốn nhắm vào Đường thị chứ? Ánh mắt Đường Sở Sở trần ngập tức giận, tổng giám đốc, không xong rồi. Đột nhiên thư ký của cô Tôn Tiểu Tiểu vội vã chạy vào. Lại xảy ra chuyện gì? Đường Sở Sở hỏi. Các nhà cung cấp nguyên dược liệu lớn đã hợp tác với chúng ta trước đó bỗng dưng tuyên bố chấm dứt hợp đồng với mình, sẽ không tiếp tục cung cấp cho chúng ta bất cứ nguyên liệu dược liệu nào để sản xuất đan chú nhan và kem trị sẹo nữa. Ngoài ra, các nhà cung cấp dược liệu khác ở quận Giang Nam cũng gửi email hồi âm sẽ không hợp tác với chúng ta. Tôn Tiểu Tiểu nói, tại sao lại như vậy? Đường Sở Sở nhíu mày. Xem ra thật sự có người muốn hạ bệ Đường thị. Diệp Phàm cười lạnh, Tiểu Tiểu, em lập tức liên lạc với những nhà cung ứng kia, chị sẽ đích thân bàn bạc với bọn họ. Đường Sở Sở nói, vợ, chuyện này không cần em ra tay đâu, giao cho anh. Diệp Phàm vừa nói vừa gọi điện thoại cho Khương Uyên. Thiếu chủ, Khương Uyên nghe máy, cung kính gọi. Thông báo cho tất cả những nhà cung ứng dược liệu ở quận Giang Nam, ai dám không cung cấp dược liệu cho nhà họ Đường, giết không tha. Diệp Phàm lạnh lùng nói, vâng, thiếu chủ, tôi đi làm ngay đây. Khương Uyên gật đầu. Được, xong rồi, Diệp Phàm cúp điện thoại nói. Anh gọi một cú điện thoại là có thể giải quyết những nhà cung ứng kia á. Đừng bảo là anh đang bốc phét đấy. Tôn Tiểu Tiểu nhìn Diệp Phàm đầy nghi ngờ. Cái vị bám váy tổng giám đốc này có bản lĩnh như thế à? Kết quả chưa tới 3 phút sau, điện thoại Tôn Tiểu Tiểu không ngừng đổ chuông, chờ sau khi cô nàng nói chuyện xong, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Sao thế? Đường Sở Sở hỏi. Tổng giám đốc, những nhà cung ứng đã khôi phục hợp tác với chúng ta, hơn nữa còn chiết khấu 40% giá dược liệu. Tôn Tiểu Tiểu kinh ngạc nói. Cô còn nghĩ tôi đang khoe mẽ nữa không? Diệp Phàm nhìn Tôn Tiểu Tiểu, hừ một tiếng. Anh! Tôn Tiểu Tiểu trừng Diệp Phàm, thoáng chốc không biết nên nói gì, cô ấy luôn cho rằng Diệp Phàm chỉ là một thằng trai bao bám váy tổng giám đốc mà thôi. Không ngờ, đối phương có thể khiến tất cả các nhà cung ứng của quận Giang Nam đồng ý hợp tác lại với Đường thị chỉ bằng một cú điện thoại, thậm chí còn chiết khấu 40% giá dược liệu, đúng là khó tin. Nhóc con, sau này đừng xem thường anh đây. Diệp Phàm vỗ vai Tôn Tiểu Tiểu. Tôn Tiểu Tiểu! Trong một căn biệt thự ở quận Hoài Giang, đột nhiên, có tiếng ly rượu vỡ tan, tại sao chứ? Liễu Như Thị đứng trong biệt thự, vẻ mặt dữ tợn, dưới đất vương vãi vụn thủy tinh. Tiểu thư, nghe nói Diệp Phàm đã cứu chữa những người trúng độc kia, hơn nữa cũng không biết hắn đã dùng cách gì mà đè hết tin tức xuống, còn thả người nhà họ Đường ra tù. Về phần các nhà cung ứng dược liệu, phân điện Long Vương ở quận Giang Nam đã hạ lệnh cho bọn họ, ai không hợp tác với Đường thị giết không tha. Bọn họ đành phải khôi phục hợp tác với nhà họ Đường. Lúc này, một người phụ nữ đứng trước mặt Liễu Như Thị bẩm báo. Điện Long Vương, không ngờ hắn lại có quan hệ với Điện Long Vương Điện. Ta đã đánh giá thấp hắn rồi. Liễu Như Thị lạnh lùng nói. Rõ ràng một loạt hành vi chống lại nhà họ Đường gần đây đều do Liễu Như Thị thao túng sau màn. Đi, đến biệt thự Kim Sơn. Liễu Như Thị mở miệng. Tiểu thư, cô thật sự muốn đến chỗ đó ư? Nghe nói vị kia vô cùng biến thái, rất nhiều cô gái không chịu nổi sự làm nhục của gã, cô là tiểu thư nhà họ Liễu, cần gì phải làm thế? Với thực lực của nhà họ Liễu, giải quyết một nhà họ Đường nho nhỏ đâu có khó khăn. Cô gái kia không đành lòng nhìn Liễu Như Thị bước vào con đường kia. Cô nghĩ nhà họ Liễu có thể chống lại Điện Long Vương không? Muốn đối phó Diệp Phàm, chỉ người kia mới có thể. Huống hồ ta còn chịu được cảnh bị 10 tên đàn ông làm nhục. Giờ thêm một người có xá gì? Liễu Như Thị cười giễu, trong đầu hiện lên nỗi khuất nhục phải chịu đựng tại buổi tối ở Thiên Hải đó, hai tay cô ta siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đầy dẫy thù hận và căm ghét như rắn độc. Sau đó, Liễu Như Thị bước vào một căn biệt tự nguy nga lộng lẫy. Cô đến rồi. Từ trong truyền ra một giọng nói khàn khàn lạnh lẽo, khiến người khác không rét mà run. Liễu Như Thị đi thẳng vào, cửa biệt thự từ từ khép lại. Chớp mắt, màn đêm đã buông xuống, nhà họ Đường. Bà cụ Đường, vợ chồng Đường Chính Nhân,
Đường Chính Đạo và Chu Xuyên đang quây quần bên bàn ăn. Cô Đường vẫn chưa đến à? Chu Xuyên hỏi. Chu Thiếu, cậu yên tâm, Sở Sở nhất định sẽ tới. Đường Chính Đạo vội vàng nói. Bà nội, ba, mẹ. Chẳng lâu sau, Đường Sở Sở đã xuất hiện, Diệp Phàm theo sau lưng cô. Cậu tới làm gì? Bà cụ Đường vừa thấy Diệp Phàm đã lớn giọng mắng. Bà nội, là con gọi anh Tiểu Phàm đến đây, cũng may hôm nay nhờ có anh Tiểu Phàm mới hóa giải được nguy cơ của Đường Thị và nhà họ Đường. Đường Sở Sở nói, chỉ dựa vào nó có bản lĩnh này à? Hôm nay mọi người có thể bình an ngồi ở đây đều nhờ công lao của Chu Thiếu, con lập tức đuổi thằng nhóc này ra đường, sau đó nghiêm túc cảm tạ Chu Thiếu. Bà cụ Đường lạnh lùng nói, Sở Sở, nghe bà nội nói chưa con, mau đuổi thằng nhóc này đi đi, đừng khiến cả nhà mất hứng. Dương Ngọc Lan vội vàng khuyên nhủ Đường Sở Sở. Chu Thiếu, chui ra từ đâu thế? Diệp Phàm đánh giá Chu Xuyên. Diệp Phàm, vị này chính là con trai của đoàn chủ quân Thiên Lang, cũng là con rể tương lai của tôi. Nếu như cậu biết điều thì tốt nhất mau cút đi. Đường Chính Đạo lạnh lùng nói. Anh là bạn trai của cô Đường nhỉ? Người như anh vốn không xứng với cô Đường, người đâu, đuổi ra ngoài đi. Chu Xuyên liếc Diệp Phàm, vẻ mặt đầy miệt thị. Vèo, vèo. Hai chiến sĩ quân Thiên Lang vọt vào, lao về phía Diệp Phàm. Răng rắc, răng rắc. Diệp Phàm thẳng tay bẻ gãy cổ hai người kia, những người đang có mặt ở đây lập tức biến sắc. Mày dám giết người quân Thiên Lang? Chu Xuyên lạnh lùng trừng Diệp Phàm. Diệp Phàm phất lờ, đi vòng qua anh ta. Diệp Phàm, cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm loạn. Đường Chính Đạo vội vàng đứng dậy, chỉ vào hắn gầm lên. Bốp! Diệp Phàm vung tay, tát ông ta bay ra ngoài. Ầm! Đột nhiên Chu Xuyên tung quyền về phía Diệp Phàm. Rắc! Hắn trực tiếp bóp nát nắm đấm của đối phương. Á! Chu Xuyên kêu thảm. Mau thả thiếu chủ ra. Mấy chiến sĩ quân Thiên Lang ngoài nhà hàng vọt vào hết, công kích về phía Diệp Phàm. Rầm rầm. Diệp Phàm ném Chu Xuyên đi, đập đám chiến sĩ quân Thiên Lang ngã sấp mặt. Trong vòng 3 giây, lập tức cút xéo khỏi mắt tôi, ai không đi, giết không tha. 3. 2. Hắn lạnh lùng quát. Tao sẽ không tha cho mày. Chu Xuyên bò dậy khỏi đám quân Thiên Lang, chỉ vào Diệp Phàm gằn từng chữ. 1. Anh ta vừa dứt lời, Diệp Phàm cũng đếm đến 1, hắn xuất hiện ngay trước mặt thiếu chủ quân Thiên Lang, bẻ gãy cổ đối phương. Diệp Phàm, cậu lại dám giết Chu Thiếu. Thấy Chu Xuyên bị giết, Đường Chính Đạo khó tin trợn mắt chừng Diệp Phàm. Tôi đã cho anh ta cơ hội rời đi rồi. Diệp Phàm hừ lạnh. Về phần ông, nể tình ông là chú ba của Sở Sở, hôm nay tôi chỉ tặng ông một cái tát, nếu ông còn dám tìm người đi đào góc tường của tôi thì đừng trách sao tôi không khách khí. Diệp Phàm liếc Đường Chính Đạo, cảnh cáo ông ta. Sở Sở, chúng ta đừng ăn bữa cơm này, về nhà anh nấu cho em ăn. Ngay sau đó, hắn nắm tay Đường Sở Sở rời đi. Đường Chính Đạo nhìn thi thể Chu Xuyên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông ta biết đoàn chủ cưng chiều đứa con trai này cỡ nào, bây giờ Chu Xuyên chết rồi, ai cũng không đỡ nổi lửa giận của đoàn chủ, nói không chừng ông ta và cả nhà họ Đường đều bị lửa giận của đối phương nuốt chừng. Đám người bà cụ Đường đều dại ra, rất lâu sau vẫn không thể hồi phục tinh thần. Bá Vương Minh, quận Nam Thiên. Kẻ nào dám giết con trai ta muốn băm hắn thành nghìn mảnh. Minh chủ Bá Vương Minh Hạng Thiên Kình tức giận nhìn thi thể con trai, cả người bùng nổ sát khí ngút trời, không khí xung quanh như ngưng đọng. Minh chủ, đã điều tra được thân phận hung thủ sát hại thiếu chủ, hắn tên là Diệp Phàm, bạn trai của Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đường Thị ở quận Thiên Hải. Một cấp dưới run cầm cập báo cáo với Hạng Thiên Kình, ông ta giống như một đầu sư tử nổi điên, không ai dám nhìn nhiều một giây. Diệp Phàm. Hạng Thiên Kình nghiến răng nghiến lợi, thông báo xuống dưới, treo lệnh Bá Vương. Tất cả thành viên Bá Vương Minh tập trung tại Thiên Hải, ta muốn bầm thây tên Diệp Phàm này thành nghìn mảnh. Vâng, Minh chủ, cấp dưới gật đầu. Chẳng lâu sau, Bá Vương Minh lập tức treo lệnh Bá Vương. Lệnh Bá Vương vừa ra, toàn bộ quận Nam Thiên dậy sóng. Lệnh Bá Vương chỉ xuất hiện khi Bá Vương Minh gặp chuyện cực kỳ quan trọng, một khi đã ra, hễ là người Bá Vương Minh, bất kể đang ở nơi nào đều phải lập tức có mặt. Lần trước lệnh Bá Vương được treo là 10 năm trước. Đối phó một thế lực khổng lồ ở quận Nam Thiên, triệu tập nhân sự tiêu diệt một gia tộc lớn hơn trăm năm truyền thừa. Từ đó về sau, không ai ở quận Nam Thiên dám đối nghịch với Bá Vương Minh. 10 năm sau, lệnh Bá Vương lại xuất hiện, tất nhiên đã gây náo động khắp quận Nam Thiên rồi.
Thoáng chốc, các thế lực lớn ở quận Nam Thiên đều xôn xao đi tìm hiểu tin tức, muốn biết Bá Vương Minh đã xảy ra chuyện gì, thế mà lại treo lệnh Bá Vương. Sau khi bọn họ biết được tin thiếu chủ Bá Vương Minh bị giết, tất cả đều kinh ngạc đến nhảy dựng. Đường đường là thiếu chủ Bá Vương Minh, thế mà lại bị giết rồi. Chẳng trách Bá Vương Minh lại treo lệnh Bá Vương. Có điều, rốt cuộc kẻ nào can đảm dám đối nghịch với Bá Vương Minh thế? Theo sự xuất hiện của lệnh Bá Vương, tất cả các thành viên Bá Vương Minh ở quận Nam Thiên đều tiến thẳng về phía quận Thiên Hải. Đế Đô, người được Phần Diễm Long Thủ sai đi cướp Long Ngọc quay về bẩm báo, Phần Diễm Long Thủ nhướn mày, lại là Diệp Phàm. Thực lực của hắn đã mạnh như thế à? Ngay cả Phong Kiếm Long cũng bị hắn giết. Đúng vậy chủ nhân, thực lực của người này rất mạnh, ngay cả thuộc hạ cũng không chống cự được một chiêu trong tay hắn. Cấp dưới quỳ trên đất nói. Điều tra rõ thân phận của người kia chưa? Phần Diễm Long Thủ hỏi. Không thể tra được bất cứ thông tin nào của người này trước khi đến Thiên Hải, giống như đối phương bất ngờ hiện ra vậy. Cấp dưới bẩm, thú vị, chuẩn bị sẵn sàng, Bổn Long Thủ tự mình đi gặp hắn. Phần Diễm Long Thủ lạnh nhạt nói. Chủ nhân, ngài muốn tự mình đi. Cấp dưới ngạc nhiên. Thiên phú của người này mạnh như vậy, nếu có thể thu phục hắn sẽ là một trợ lực không nhỏ. Hơn nữa người Kiếm Lãng chết trên tay hắn, chắc chắn Kiếm Lãng sẽ không bỏ qua chuyện này. Hắn đang giữ Long Ngọc, không thể để Kiếm Lãng lấy được Long Ngọc. Bên trong Vũ Phiệt, một trong cửu đại môn phiệt ở Long Quốc, một giọng nói lạnh như băng vang lên, đụng đến người Vũ Phiệt, giết không tha, thông báo cho Vũ Vệ, giết đối thủ đoạt lại Long Ngọc. Hôm sau, biệt thự số 3, khu biệt thự Tử Kinh, bốn người Diệp Phàm, Đường Sở Sở, Trần Tiểu Manh và A Cơ đang ăn bữa sáng. Đúng rồi, Diệp Phàm, anh có biết mặt của Lâm Thi Âm kia đã khôi phục bình thường, hơn nữa còn xinh đẹp hơn lúc trước không? Chuyện này làm chấn động cả trường rồi. Bỗng nhiên, Trần Tiểu Manh nghĩ tới điều gì đó, nhìn Diệp Phàm, kích động nói. Đương nhiên anh biết, mặt của cô ấy chính là anh điều trị khôi phục đấy. Diệp Phàm khẽ hừ nói. Là anh điều trị giúp cô ấy á? Anh điều trị khi nào? Còn nữa, sao anh có quan hệ tốt với Lâm Thi Âm như vậy rồi, còn giúp cô ấy điều trị? Anh cái tên này không phải có một chân với cô ấy đấy chứ? Vẻ mặt Trần Tiểu Manh nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, dáng vẻ hóa thân thành trinh thám. Cô nhóc này, cả ngày suy nghĩ lung tung cái gì? Ăn bữa sáng của em đi. Diệp Phàm trợn trắng mắt với Trần Tiểu Manh. Đường Sở Sở ngược lại không nói gì nhiều, mà nói với Diệp Phàm, anh Tiểu Phàm, ngày mai chi nhánh Tô Thị của tập đoàn Đường Thị đã chính thức khai trương rồi, đến lúc đó anh đi cùng em không? Được. Diệp Phàm gật đầu, em cũng muốn đi, Trần Tiểu Manh đột nhiên kêu lên, em không đi học à? Đường Sở Sở hỏi, đi học cũng có thể xin nghỉ mà, chị họ, dẫn em đi chung đi, em chưa từng được đến Tô Thị, Trần Tiểu Manh kéo tay của Đường Sở Sở làm nũng nói. Được. Được, được, dẫn em đi. Đối mặt với sự làm nũng của Trần Tiểu Manh, Đường Sở Sở chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, nói. Sau khi hai các cô ăn xong thì đến công ty và đến trường, trong nhà chỉ còn lại Diệp Phàm và A Cơ. A Cơ, lát nữa tôi phải ra ngoài một chuyến, cô ở trong nhà xem TV, đừng chạy lung tung, biết không? Diệp Phàm nói với A Cơ. Được. A Cơ nhìn Diệp Phàm, gật đầu. Diệp Phàm cũng để Bách Hoa Lâu điều tra thân phận của A Cơ, nhưng lại không có bất cứ manh mối nào, hắn cũng chỉ có thể để đối phương ở lại đây. Sau đó, Diệp Phàm ăn xong bữa sáng, chuẩn bị đến nhà Lâm Thi Âm, hoàn toàn loại trừ nội thương giúp ba của cô ấy. Nhưng mà lúc Diệp Phàm bước ra khỏi biệt thự, lại phát hiện biệt thự ở bên cạnh vô cùng yên tĩnh, không hề có người tồn tại. Hai người kia dọn đi rồi sao? Diệp Phàm hơi tò mò. Hôm qua hắn trở về đã phát hiện thượng quan Lưu Ly và hầu gái của cô ta không ở đó, bây giờ xem ra hình như là dọn đi rồi. Nhưng mà hắn không tiếp xúc quá nhiều với thượng quan Lưu Ly, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Đột nhiên hai bóng người xuất hiện, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm chăm chú. Các người là ai? Diệp Phàm liếc nhìn hai người này. Mày chính là Diệp Phàm sao? Chính là mày đã giết Phong Kiếm Long tướng. Hai người này nhìn Diệp Phàm nói. Hai người là người của Điện Long Vương, đến cũng rất nhanh, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bọn tao vâng lệnh Kiếm Lãng Long Thủ đến lấy mạng của mày. Trên người của hai người này tỏa ra khí tức khủng bố. Thực lực của hai người bọn họ đều vượt qua nhân cảnh, đạt đến cấp bậc huyền cảnh rồi. Chậm đã. Đúng lúc hai người này muốn ra tay với Diệp Phàm,
một tiếng nói tràn đầy uy nghiêm vang lên từ phía sau bọn họ. Phần Diễm Long Thủ dẫn theo thủ hạ của ông ta xuất hiện ở đây. Phần Diễm Long Thủ, sao ông lại ở đây? Thấy Phần Diễm Long Thủ xuất hiện, sắc mặt hai thủ hạ của Kiếm Lãng Long Thủ này đều kinh ngạc. Trở về nói cho Kiếm Lãng biết, người này, ta bảo vệ rồi. Phần Diễm Long Thủ lạnh lùng nói. Nhưng mà, sao hả, các ngươi còn muốn đối địch với bổn Long Thủ chắc? Đôi mắt tràn đầy sức uy hiếp của Phần Diễm Long Thủ nhìn chằm chằm hai người này, một uy áp vô hình bao phủ lấy bọn họ. Thuộc hạ không dám. Hai người này vội vàng chắp tay nói. Còn không mau cút đi. Phần Diễm Long Thủ lạnh lùng quát. Hai người lập tức sải bước rời khỏi nơi này. Soạt. Ánh mắt của Phần Diễm Long Thủ liếc nhìn về phía Diệp Phàm, nói, cậu chính là Diệp Phàm. Quả nhiên là thiếu niên thiên kiêu, tư thế oai hùng bất phàm. Ông là Phần Diễm Long Thủ. Đúng vậy, tôi chính là Phần Diễm Long Thủ, một trong số 8 đại Long Thủ của Điện Long Vương. Diệp Phàm không ngờ nhanh như vậy hắn đã gặp mặt Phần Diễm Long Thủ này. Không lẽ đối phương đã phát hiện chuyện của Thương Liệt Long Tướng rồi sao? Hôm nay Phần Diễm Long Thủ đến, không biết là vì chuyện gì? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hôm nay bổn Long Thủ đến là vì nhìn chúng thiên phú của cậu, muốn tuyển cậu vào Điện Long Vương, bổn Long Thủ nhất định sẽ bồi dưỡng cậu trọng điểm, tin rằng không bao lâu nữa, cậu sẽ có thể trở thành thiên tài chói mắt nhất của Điện Long Vương. Đến lúc đó của cải, người đẹp, quyền lợi, địa vị, cậu muốn cái gì sẽ có cái đó. Phần Diễm Long Thủ nhìn Diệp Phàm, hứa hẹn. Sao câu này nghe giống như ngũ sư phụ nói? Diệp Phàm mỉm cười. Cậu cười cái gì? Ánh mắt Phần Diễm Long Thủ nhìn Diệp Phàm chăm chú. Tôi không có hứng đối với những thứ mà ông nói, nếu ông không còn chuyện gì, thì có thể cút rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bây giờ hắn vẫn chưa muốn để lộ thân phận, còn Phần Diễm Long Thủ này, tạm thời cho ông ta sống đến lúc Đại hội Long Vương đi. Soạt. Sắc mặt Phần Diễm Long Thủ chợt lạnh đi, nói, người trẻ tuổi, ngông cuồng quá mức không phải một chuyện tốt. Người không ngông cuồng uổng thiếu niên. Làm sao, không phục à? Diệp Phàm kiêu ngạo hỏi. Soạt. Một giây sau, Phần Diễm Long Thủ bước ra một bước, một tay biến thành chảo, tỏa ra khí tức nóng rực, tóm về phía Diệp Phàm. Cút. Diệp Phàm đập ra một quyền, lập tức đánh Phần Diễm Long Thủ bay ra ngoài. Phụt. Cơ thể Phần Diễm Long Thủ đập xuống đất, miệng phun ra máu. Chủ nhân, thấy Phần Diễm Long Thủ bị thương, sắc mặt thủ hạ kia chợt thay đổi. Mắt Phần Diễm Long Thủ trợn rất to nhìn Diệp Phàm, trong lòng vô cùng chấn động. Diệp Phàm đi thẳng tới chỗ Phần Diễm Long Thủ. Ngươi đi cản hắn lại. Phần Diễm Long Thủ chợt quát lên, thủ hạ kia xông về phía Diệp Phàm. Răng rắc. Diệp Phàm vừa vung tay, nháy mắt đã giết chết người này rồi. Còn Phần Diễm Long Thủ đã nhân cơ hội chạy trốn. Hy sinh thủ hạ, tự mình chạy thoát thân. Đúng là đủ ác độc. Diệp Phàm cười lạnh nói. Xem ra Điện Long Vương phải thanh lý một lượt rồi. Ngay sau đó, trong mắt Diệp Phàm lấp lóe ánh sáng lạnh. Tiếp theo, Diệp Phàm đã đến nhà họ Lâm. Chú Lâm. Lúc đến nhà họ Lâm, Diệp Phàm thấy Lâm Lang Thiên, gọi. Anh đến rồi, đã ăn sáng chưa? Muốn ăn chung không? Lâm Thi Âm bước ra từ phòng bếp, mặt mỉm cười nhìn Diệp Phàm. Tôi đã ăn rồi, hai hôm nay có chuyện không đến được, hôm nay tôi đến chữa tận gốc nội thương trong người giúp chú Lâm. Diệp Phàm thản nhiên nói. Tiểu Phàm, làm phiền cậu rồi. Lâm Lang Thiên nhìn Diệp Phàm, cảm ơn, chú khách sáo rồi. Diệp Phàm trực tiếp bắt đầu thi châm lần nữa giúp Lâm Lang Thiên. Hơn nửa tiếng trôi qua, sau khi Diệp Phàm vung tay, bốn cây châm bạc trên người Lâm Lang Thiên đồng loạt bắn ra ngoài. Ầm. Sau khi châm bạc rời khỏi người, trong người Lâm Lang Thiên nổ ra một khí tức khủng bố. Khí tức này thổi quét ra ngoài, trực tiếp phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Thậm chí cánh cửa chống trộm trong nhà kia cũng bị làm nổ vang. Lâm Thi Âm cũng bị làm cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Lâm Phong xuất hiện ở bên ngoài nhà họ Lâm, hắn ta cũng cảm ứng được khí tức khủng bố này, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Đây là... Lẽ nào thực lực của Lâm Lang Thiên khôi phục rồi ư? Điều này sao có thể? Lâm Phong kinh ngạc đến ngây người. Lần này hắn ta vốn là muốn đến dò xét tình hình của hai ba con Lâm Lang Thiên, nhưng không ngờ lại có phát hiện bất ngờ. Ngay sau đó, hắn ta dán lên cửa của nhà họ Lâm nghe ngóng tình hình bên trong. Trong căn phòng này, khí tức bộc phát ra từ trên người Lâm Lang Thiên rất nhanh đã tản đi.
hai mắt ông bắn ra một ánh sáng khiếp người, thay đổi sự chán trường và bể dâu ngày thường. Giờ phút này, cả người Lâm Lang Thiên trở nên tràn đầy tinh thần, tỏa ra một khí thế bệ nghệ thiên hạ, giống như đã đổi thành người khác so với lúc trước. Chú Lâm, nội thương của chú đã khỏi hoàn toàn rồi, bây giờ chú chỉ cần yên lặng tu dưỡng một thời gian, thì cơ thể sẽ không còn bất cứ vấn đề gì, còn thực lực của chú cũng sẽ dần dần khôi phục. Diệp Phàm nhìn Lâm Lang Thiên, nói. Tiểu Phàm, cảm ơn cậu. Trong mắt Lâm Lang Thiên hiện lên vẻ kích động, nói cảm ơn. Soạt. Ở ngoài cửa, Lâm Phong nghe thấy câu này của Diệp Phàm, trong mắt hắn ta hiện ra vẻ khiếp sợ. Vết thương của Lâm Lang Thiên vậy mà khôi phục toàn bộ rồi sao? Hơn nữa thực lực cũng sẽ khôi phục, vẻ mặt Lâm Phong chấn động nói. Không được, tin tức này nhất định phải bẩm báo cho ba biết. Ngay lập tức, sắc mặt Lâm Phong chợt ngưng lại, rồi rời khỏi nơi này. Diệp Phàm nhìn Lâm Lang Thiên nói, chú Lâm, tiếp theo tôi sẽ chữa tật ở chân giúp chú. Chân của tôi. Ánh mắt Lâm Lang Thiên liếc nhìn về phía chân phải bị què của ông, trong mắt lấp lóe vẻ phức tạp, nói, bỏ đi, chân này của tôi không chữa nữa. Ba, tại sao lại không chữa? Lâm Thi Âm khó hiểu nhìn Lâm Lang Thiên. Có lẽ chú có nỗi khổ của mình, có điều nếu như ngày nào đó chú cần chữa trị, thì tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Diệp Phàm nói, Tiểu Phàm, cảm ơn cậu. Cậu ở lại đi, đợi lát buổi trưa tôi đích thân nấu cơm, mời cậu một bữa. Lâm Lang Thiên nhìn Diệp Phàm, nói. Thôi, đợi lát tôi còn có chuyện, hôm khác tôi tới ăn cơm sau. Diệp Phàm mỉm cười nói. Vậy Thi Âm, con cũng đi học đi. Lâm Lang Thiên nói với Lâm Thi Âm. Đúng lúc, để tôi đưa cô đến trường. Diệp Phàm nói với Lâm Thi Âm. Liệu có làm phiền anh không? Lâm Thi Âm hơi xấu hổ, nói. Không sao. Diệp Phàm lắc đầu, rồi lái xe chở Lâm Thi Âm đến trường học. Trên xe. Diệp Phàm không khỏi hỏi, Thi Âm, cô đánh đàn hay như vậy, là học của ai à? Không có, đều là tôi tự học. Lâm Thi Âm lắc đầu. Vậy thiên phú của cô rất mạnh nha, có hứng thú học tài đánh đàn uyên thâm hơn không? Diệp Phàm hỏi. Rõ ràng Diệp Phàm muốn để Lâm Thi Âm đến học hỏi đại sư phụ, với thiên phú của cô ấy, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một cao nhân cầm đạo. Cái này tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ tới. Ánh mắt Lâm Thi Âm lấp lóe nói. Cô có thể suy nghĩ chút, tài đánh đàn của đại sư phụ tôi rất cao siêu. Nếu như cô theo học hỏi bà ấy, thì không chỉ có thể nâng cao tài đánh đàn của cô, còn có thể khiến cô có được bản lĩnh tự bảo vệ mình, như vậy sau này cô cũng sẽ không bị bất cứ ai bắt nạt nữa rồi. Diệp Phàm nói, anh là bảo tôi đi luyện võ sao? Có phải anh và ba tôi đều biết võ công không? Ánh mắt Lâm Thi Âm nhìn về phía Diệp Phàm, tò mò hỏi. Quả thật tôi và ba cô đều biết võ công. Mà cô muốn học võ công rất đơn giản, chỉ cần theo đại sư phụ tôi học đánh đàn là được rồi. Cô có thể suy nghĩ chút. Diệp Phàm thản nhiên nói. Rất nhanh Diệp Phàm đã đưa Lâm Thi Âm đến Đại học Thiên Hải. Cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ. Lâm Thi Âm xuống xe, mỉm cười với Diệp Phàm. Lúc này, điện thoại di động của Diệp Phàm đột nhiên kêu lên. Thiếu chủ, đã điều tra rõ ràng rồi. Hôm qua... Kẻ đứng đằng sau của một loạt hành vi chống đối Đường thị chính là đại tiểu thư Liễu Như Thị của nhà họ Liễu, một trong ba hào môn lớn của quận Hoài Giang. Xuân Lan báo cáo, là cô ta. Trong mắt Diệp Phàm hiện lên ánh sáng lạnh, xem ra lần trước chưa giáo huấn đủ cho người phụ nữ này. Giải quyết người phụ nữ này cho tôi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, đối phó với kẻ địch, tuyệt đối không nương tay. Đây là triết lý mấy sư phụ hắn vẫn luôn truyền bá cho hắn. Vâng. Thiếu chủ. Xuân Lan đáp. Đúng rồi, thiếu chủ, còn có một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì? Hôm qua bá vương minh của quận Nam Thiên phát ra bá vương lệnh, triệu tập tất cả thành viên bá vương minh đến Thiên Hải, bây giờ đã có lượng lớn thành viên bá vương minh sắp đến Thiên Hải rồi, mà mục đích của bọn họ chính là thiếu chủ. Xuân Lan nói thẳng. Bá vương minh. Lông mày Diệp Phàm cau lại. Thiếu chủ, tôi đã tập hợp tất cả lực lượng của Bách Hoa Lâu ở quận Giang Nam. Chắc chắn sẽ không để người của bá vương minh làm thiếu chủ bị tổn thương. Xuân Lan nói. Chỉ dựa vào bọn họ, còn chưa làm ta bị thương được. Nếu đã đến rồi, vậy thì đừng đi nữa. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Hắn cúp điện thoại của Xuân Lan, gọi một cuộc điện thoại cho Khương Uyên. Lập tức triệu tập tất cả nhân viên phân điện quận Giang Nam, đến Thiên Hải với tốc độ nhanh nhất. Khương Uyên nghe điện xong đã trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Trong phút chốc.
toàn bộ nhân viên của phân điện Điện Long Vương quận Giang Nam đều bắt đầu hành động, đi về phía Thiên Hải. Tư thế này trực tiếp chấn động cả quận Giang Hải. Điện Long Vương, đây là muốn làm gì? Sau khi biết tin tức này, mí mắt quận trưởng quận Giang Nam Tô Lâm giật liên hồi, có một loại dự cảm không lành. Quận trưởng, tối qua Bá Vương Minh vừa phát ra Bá Vương lệnh, triệu tập thành viên của cả Bá Vương Minh đến Thiên Hải, bây giờ người của phân điện Điện Long Vương đều đi về phía Thiên Hải sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Một thuộc hạ của Tô Lâm nói, Thiên Hải, lập tức thông báo cho quân quận vệ, theo tôi đến Thiên Hải. Vẻ mặt Tô Lâm ngưng lại, lập tức nói. Sau khi biết được tin tức này, người phụ trách sở tuần tra phân bộ quận Giang Nam Lý Kiến cũng dẫn theo người của sở tuần tra phân bộ đến Thiên Hải. Giờ phút này, vô số người đi về phía Thiên Hải, trận thế này càng dẫn tới sự quan tâm của thế lực các nơi ở Long Quốc. Thủ phạm Diệp Phàm gây ra trận thế lớn như vậy thì đã đến chỗ của Đại Hổ, Nhị Hổ. Chủ nhân, thấy Diệp Phàm, Đại Hổ và Nhị Hổ vội vàng kêu lên. Mấy ngày nay các anh vẫn ổn chứ? Diệp Phàm hỏi. Chủ nhân, mấy ngày nay ngoài ăn với ngủ ra, chúng tôi chính là học một số võ đạo cơ bản, chưa từng sống cuộc sống thoải mái như vậy, hai anh em chúng tôi đều thấy hơi không quen rồi. Đại Hổ gãi đầu nói. Chủ nhân, ngài vẫn là tìm chút việc cho chúng tôi làm đi, nếu không chúng tôi sẽ bứt rứt chết mất. Nhị Hổ nói. Dám giết người không? Diệp Phàm hỏi. Giết người? Hai anh em này đều sửng sốt, đồng thanh nói, chủ nhân bảo chúng tôi làm cái gì thì làm cái đó. Chủ nhân muốn chúng tôi giết ai? Đừng vội, trước khi giết người, các anh phải có đủ thực lực đã, nếu không chỉ có thể bị người ta giết. Tiếp theo, tôi sẽ giúp các anh nâng cao thực lực. Diệp Phàm nói. Sau đó, Diệp Phàm lấy cỏ thiên tủy và một số dược liệu khác hắn thu mua ra, giã nát toàn bộ những dược liệu này tiến hành chế biến, sau đó chế tạo thành hai vại nước thuốc. Hai các anh bước vào bên trong, buông lỏng thân tâm, không cần nghĩ gì cả. Diệp Phàm chỉ hai vại nước thuốc này, nói với Đại Hổ và Nhị Hổ. Hai anh em bọn họ trực tiếp bước vào trong vại dược. Đây chính là dược dục, có thể kích phát dược tính của cỏ thiên tủy đến mức cực lớn, giúp người ta tẩy kinh phạt tủy. Lúc trước ở núi Cửu Long, Diệp Phàm đã ngâm dược dục không ít. Đương nhiên những dược liệu trong dược dục hắn ngâm đều là linh dược hiếm hoi ít thấy, đều là mấy sư phụ của hắn không biết lấy được ở đâu. Nếu không phải như vậy, thì cũng không có thực lực của Diệp Phàm bây giờ. Mặc dù hai vại dược này không thể so sánh với dược dục Diệp Phàm ngâm, nhưng đối với hai anh em này thì đã đủ rồi. Hai anh em này bước vào vại dược không lâu, trên mặt đã hiện ra biểu cảm đau khổ. Dược tính trong dược dục này bắt đầu dần dần xâm nhập vào trong cơ thể bọn họ, giúp bọn họ tẩy kinh phạt tủy, tiến hành lột xác. Nhưng mà quá trình này lại vô cùng đau khổ, người không có nghị lực thì không kiên trì tiếp được. Cố nhịn. Diệp Phàm quát lên với hai người. Hai anh em này cũng cắn răng kiên trì. Sau khi dược tính trong dược dục không ngừng tiến vào trong người của hai người, tiến hành tẩy lễ cho cơ thể của bọn họ. Rất nhanh trên người bọn họ đã hiện ra một lớp đen xì xì, đây chính là tạp chất trong người bọn họ bị loại bỏ ra ngoài. Sau khi bọn họ tẩy kinh phạt tủy, tiềm lực của hai người tăng mạnh, thần lực bẩm sinh của bọn họ bắt đầu được kích thích không ngừng. Một tiếng sau, dược tính trong dược dục này đã bị Đại Hổ, Nhị Hổ hấp thụ toàn bộ. Trên người của hai người bị một lớp tạp chất màu đen dày cộp bao phủ, giống như người da đen. Đột nhiên, hai bọn họ gào to, một sức mạnh khủng bố bộc phát ra từ trong người của bọn họ. Hai vại dược này lập tức nát vụn, tất cả trang trí trong căn phòng đều bị phá hủy. Trên bức tường xung quanh thậm chí còn xuất hiện từng vết nứt. Diệp Phàm đứng ở đó, ngược lại không bị ảnh hưởng. Thậm chí nước vại dược kia bắn ra cũng không rơi trên người hắn, tự động bị bài trừ ra ngoài rồi. Xoạt, xoạt, Đại Hổ, Nhị Hổ mở đôi mắt ra, trong mắt lấp lóe ánh sáng khiếp người, tỏa ra một khí tức áp bức đáng sợ. Hai các anh đi tắm rửa sạch sẽ trước đi. Diệp Phàm nhìn Đại Hổ, Nhị Hổ nói, hai anh em bọn họ trực tiếp rửa sạch, rồi ra ngoài. Bây giờ, sau khi Đại Hổ, Nhị Hổ tẩy kinh phạt tủy, thể chất của hai người đã xảy ra thay đổi to lớn, thân thể đã càng to lớn vạm vỡ hơn nữa tinh khí thần đều giống như tăng lên mấy bậc. Nhất là khí tức tỏa ra trên người của hai người bọn họ vô cùng khủng bố. Lần tẩy kinh phạt tủy này đã thay đổi thể chất của hai anh em, khiến thần lực bẩm sinh của bọn họ tăng vọt gấp mười mấy lần. Bây giờ sức chiến đấu của Đại Hổ, Nhị Hổ sợ rằng còn mạnh hơn cả cao thủ nhân cảnh rồi.
Đây chính là sự lợi hại của người thần lực bẩm sinh. Chủ nhân, tôi cảm thấy trong người tôi hình như tràn đầy sức mạnh dùng không hết. Tôi cũng vậy, tôi rất muốn phát tiết chút. Hai người đại hổ, nhị hổ nhao nhao nói. Bây giờ các anh đã coi như là một võ giả chân chính, tiếp theo tôi truyền thụ chút tâm pháp và chiêu thức cho các anh phải tu luyện thật tốt. Diệp Phàm nói. Hắn trực tiếp truyền thụ một số tâm pháp võ đạo và các loại chiêu thức mạnh mẽ cho hai người đại hổ, nhị hổ. Sau khi hai anh em này tẩy kinh phạt tủy, lực lĩnh ngộ cũng tăng mạnh, rất nhanh đã ghi nhớ, học được rồi. Nửa tiếng sau, Diệp Phàm nhận được một cuộc điện thoại, hắn nói với hai anh em đang luyện công, được rồi, tiếp theo nên tiến hành thực chiến thôi. Hắn trực tiếp dẫn đại hổ, nhị hổ đến ngoại ô thiên hải. Ở ngoại ô thiên hải lúc này tụ tập hơn vạn người. Từng người bọn họ đều ăn mặc gọn nhẹ, tay cầm vũ khí, khắp người tỏa ra sát khí lạnh băng. Những người này chính là thành viên của Bá Vương Minh, đứng trước mặt bọn họ là Hạng Thiên Kình và tứ đại chiến tướng thủ hạ của hắn ta. Hôm nay triệu tập mọi người ở đây, chắc đều đã biết vì sao rồi đúng không? Hạng Thiên Kình lạnh lùng quát. Trả thù cho thiếu chủ. Thành viên Bá Vương Minh đồng thanh hô lên. Đúng vậy, có người đã giết con trai ta. Hắn chính là ở Thiên Hải. Hôm nay cho dù đào ba tấc đất cũng phải tìm cho ra tên này cho ta, phanh thây xé xác, băm vụn xác hắn, chôn cùng con trai của ta. Vẻ mặt Hạng Thiên Kình lạnh lẽo, tràn đầy sát ý, quát lên. Giết! 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 Tất cả thành viên Bá Vương Minh có mặt ở đây đồng thanh hô lên, trong mắt từng người đều tràn đầy sát khí. Theo ta vào thành. Hạng Thiên Kình lạnh lùng quát. Chậm đã! Tô Lâm dẫn lượng lớn quân quận vệ xuất hiện ở đây. Hạng Minh Chủ, ông tụ tập nhiều người như vậy, muốn làm cái gì? Tô Lâm bước tới, nhìn Hạng Thiên Kình nói. Ông là quận trưởng Tô của quận Giang Nam đúng không? Con trai tôi chết ở quận Giang Nam các ông, hôm nay tôi chính là đến trả thù cho con trai tôi. Ông tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này. Hạng Thiên Kình lạnh lùng quát. Nơi này là quận Giang Nam, là đất quản hạt của quận trưởng tôi đây, sao tôi có thể để các ông làm loạn? Vẻ mặt Tô Lâm uy nghiêm, nói. Tôi nể mặt ông thì ông là quận trưởng, nếu tôi không nể mặt ông, thì ông chẳng là gì cả. Bá Vương Minh tôi làm việc, còn chưa tới lượt ông nhúng tay vào. Tránh ra. Vẻ mặt Hạng Thiên Kình mạnh mẽ bá đạo, quát lên. Ông. Tô Lâm lập tức vô cùng tức giận. Ông ta đường đường là quận trưởng, vậy mà lại bị người ta sỉ nhục như vậy, tất nhiên phẫn nộ đến cực điểm. Hạng Thiên Kình, ông muốn thành kẻ địch với triều đình sao? Ngay sau đó Lý Kiến dẫn lượng lớn thành viên sở tuần tra xuất hiện ở đây. Ông là ai? Hạng Thiên Kình liếc nhìn Lý Kiến, người phụ trách sở tuần tra phân bộ quận Giang Nam Lý Kiến. Hạng Thiên Kình, ông kiêu ngạo ở quận Nam Thiên thế nào, tôi không quản được. Nhưng nơi này là quận Giang Nam, là phạm vi phụ trách của sở tuần tra tôi. Nếu ông dám làm bừa, quấy nhiễu trật tự xã hội, thì đừng trách tôi ra tay với ông. Lý Kiến lạnh lùng quát lên với Hạng Thiên Kình. Ra tay với tôi. Chỉ dựa vào ông. Vẻ mặt Hạng Thiên Kình khinh thường nói, trên người hắn ta bộc phát ra một uy áp khủng bố. Sắc mặt Lý Kiến lập tức thay đổi, trong mắt ông ta hiện ra vẻ kinh ngạc nhìn Hạng Thiên Kình, ông vậy mà. Người khác sợ sở tuần tra các ông, Bá Vương Minh tôi thì không sợ, lập tức tránh ra cho tôi, nếu không tôi giết hết tất cả. Vẻ mặt Hạng Thiên Kình đầy sát ý, giống như một con sư tử phát điên giống giận. Không hổ là minh chủ Bá Vương Minh. Quả nhiên đủ bá đạo. Lúc này, một tiếng khen ngợi vang lên. Vèo vèo vèo. Nháy mắt lại có thêm gần vạn người xuất hiện ở đây. Tất cả đều mặc đồng phục thống nhất, trên đồng phục thêu một con rồng vàng. Ai nấy đều cầm thanh đao sắc bén, tỏa ra khí tức lạnh như băng. Trong đó có không ít cao thủ nhân cảnh, người dẫn đầu là Khương Uyên. Những người này là thành viên của Điện Long Vương ở khắp quận Giang Nam. Mà Lý Kiến, Tô Lâm. Hạng Thiên Kình thấy người của Điện Long Vương xuất hiện ở đây, mặt lập tức biến sắc. Điện Long Vương, các người có ý gì? Hạng Thiên Kình nhìn trang phục liền nhận ra đây là người của Điện Long Vương. Trước đây tôi vẫn luôn nghe nói Bá Vương Minh cực kỳ phách lối ngang ngược, hôm nay Điện Long Vương chúng tôi muốn mở mang tầm mắt. Khương Uyên lên tiếng. Tôi quen biết chủ phân điện quận Nam Thiên trực thuộc Điện Long Vương các người đã lâu, các người nhất quyết muốn đối địch với Bá Vương Minh sao? Hạng Thiên Kình lạnh lùng nói. Ông quen chủ phân điện quân Nam Thiên thì liên quan gì đến phân điện quận Giang Nam chúng tôi?
Nếu hôm nay ông không ngoan ngoãn đưa người của mình về quận Nam Thiên thì tất cả phải ở lại, đừng hòng đi nữa. Khương Uyên thẳng thừng quát. Ăn nói ngông cuồng. Ông cho rằng bá vương minh tôi sợ Điện Long Vương các người sao? Ông đã muốn đấu với bá vương minh thì tôi sẽ cho ông toại nguyện. Giết! Hạng Thiên kình hô, người của bá vương minh lập tức lao ra. Giết hết không chừa một tên. Khương Uyên cũng ra lệnh, thành viên của Điện Long Vương phía sau hắn ta tức khắc xông lên. Hơn vạn người của hai tổ chức chém giết lẫn nhau. Tô Lâm và Lý Kiến thấy vậy, sắc mặt hết sức khó coi. Không lâu sau, Diệp Phàm dẫn theo Đại Hổ, Nhị Hổ và mấy nghìn người của Bách Hoa Lâu tới đây. Tuy Bách Hoa Lâu chỉ có mấy nghìn người, nhưng tất cả đều là quân tinh nhuệ được Bách Hoa Lâu bồi dưỡng đặc biệt, sức chiến đấu còn mạnh hơn thành viên bình thường của Điện Long Vương và Bá Vương Minh. Xông lên! Xuân Lan ra lệnh. Hơn 1.000 quân tinh nhuệ của Bách Hoa Lâu gia nhập cuộc chiến, điên cuồng tấn công người của Bá Vương Minh. Giờ đã đến lúc hai người thực chiến. Có sợ không? Diệp Phàm hỏi Đại Hổ và Nhị Hổ. Không sợ. Đại Hổ trả lời. Đúng vậy, hồi còn ở gia tộc, anh em chúng tôi thường xuyên đánh giết dã thú. Đám dã thú kia còn dữ hơn những người này, anh em chúng tôi chưa từng sợ hãi. Nhị Hổ kiêu ngạo nói. Tốt lắm. Mục tiêu của hai người là những người này. Bắt đầu trận chiến đầu tiên của hai người đi. Diệp Phàm chỉ vào người của Bá Vương Minh. Vèo. Đại Hổ và Nhị Hổ lập tức xông ra. Bộp bộp. Khi hai người vung nắm đấm vào người của Bá Vương Minh, hai thành viên Bá Vương Minh còn chưa kịp phản ứng đã bị một cú đấm của bọn họ đánh nát cơ thể. Thấy sức lực mà mình bộc phát ra, hai anh em nhà này cũng giật mình. Sau đó, thành viên khác của Bá Vương Minh bắt đầu cầm vũ khí tấn công bọn họ. Đại Hổ và Nhị Hổ tỉnh táo lại, nện nắm đấm lên người các thành viên của Bá Vương Minh, đánh nát toàn bộ. Tiếp theo, hai anh em giống như xe tăng hình người, bắt đầu nghiền ép thành viên của Bá Vương Minh. Thành viên của Bá Vương Minh chúng nắm đấm bọn họ dù không chết cũng tàn phế. Lực sát thương của hai người khiến mọi người ở đây cực sốc. Bốn chiến tướng dưới trướng Hạng Thiên Kình dứt khoát tấn công hai anh em. Thực lực của bốn người bọn họ đều nằm trong khoảng nhân cảnh cấp 7 đến nhân cảnh cấp 9. Bốn người này và hai anh em Đại Hổ, Nhị Hổ chiến đấu dữ dội. Lúc này, Lý Kiến đi tới trước mặt Diệp Phàm, cậu triệu tập người của Điện Long Vương đúng không? Không ngờ cậu lại có thể điều động người của Điện Long Vương tại phân điện quận Giang Nam. Rốt cuộc và Điện Long Vương có quan hệ gì? Tô Lâm cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Ông ta chỉ biết thân phận của Diệp Phàm không đơn giản. Nhưng không ngờ đối phương lại có quan hệ mật thiết với Điện Long Vương như vậy. Chỉ có lãnh đạo cấp cao của Điện Long Vương mới có thể điều động người của Điện Long Vương ở phân điện một quận. Ông đoán xem. Diệp Phàm cười khẽ. Lý Kiến nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt không ngừng lóe sáng. Tên này vô cùng bí ẩn, không thể nhìn thấu. Thậm chí bộ phận tình báo của sở tuần tra cũng không tra được bất kỳ thông tin gì về đối phương. Người này không chỉ có thực lực mạnh mẽ. Mà còn quen quân đao của căn cứ chiến bộ, thậm chí còn có quan hệ mờ ám với Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương. Rốt cuộc hắn là ai? Lý Kiến có một dấu hỏi chấm to đùng về Diệp Phàm. Bất kể cậu có thân phận gì, bây giờ cậu hãy bảo họ dừng tay ngay lập tức. Nếu tiếp tục chém giết thì nơi này sẽ trở thành nghĩa địa đấy. Lý Kiến quát Diệp Phàm. Bọn họ muốn giết tôi mà, không liên quan gì đến tôi hết. Diệp Phàm bĩu môi, bày ra vẻ mặt vô tội. Bộp! Đột nhiên Khương Uyên bị Hạng Thiên Kình đánh bay, ngã xuống đất hộc máu. Hạng Thiên Kình cầm thanh trường đao dày rộng, thẳng tay chém về phía Khương Uyên. Khi Khương Uyên cho rằng mình sẽ chết dưới lưỡi đao này, hai ngón tay thình lình xuất hiện kẹp lấy trường đao khiến nó không thể nhúc nhích. Chủ nhân của hai ngón tay này là Diệp Phàm. Hạng Thiên Kình nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, mày là ai? Chẳng phải ông tới giết tôi ư? Thế mà không biết tôi là ai? Diệp Phàm cười gằn. Diệp Phàm, mày giết con trai tao. Hạng Thiên Kình nhìn Diệp Phàm chòng chọc, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng. Hôm qua tôi tiễn con trai ông xuống địa ngục, hôm nay đến lượt ông. Diệp Phàm hờ hững cất lời. Rắc. Hắn nói xong, hai ngón tay vặn mạnh. Thanh trường đao dày rộng của Hạng Thiên Kình bị hai ngón tay của Diệp Phàm vặn gãy. Mà hai ngón tay ấy kẹp nửa lưỡi đao xẹt qua cổ của Hạng Thiên Kình. Hạng Thiên Kình đã cảm nhận được hơi thở tử vong vô cùng rõ ràng. Ông ta hét lên một tiếng, dốc toàn bộ sức lực muốn tránh khỏi một kích này của Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm tấn công nhanh như chớp, không để cho Hạng Thiên Kình bất kỳ cơ hội né tránh nào.
Phụt. Nháy mắt nửa lưỡi đao kẹp giữa hai ngón tay Diệp Phàm đã cắt qua cổ Hạng Thiên Kình, máu bắn tung tóe. Nửa thanh đao trong tay Hạng Thiên Kình bỗng rơi xuống đất. Hai bàn tay của ông ta bịt chặt cổ, nhưng máu tươi vẫn tuôn ra giữa kẽ tay. Ông ta mở trừng mắt nhìn Diệp Phàm, bịch. Hạng Thiên Kình ngã ra đất, tắt thở. Đường đường là minh chủ của Bá Vương Minh, vậy mà bị Diệp Phàm giết trong một chiêu. Lúc này, Lý Kiến, Tô Lâm và người của Bá Vương Minh đều ngây ra vì kinh ngạc. Dường như không khí đã đóng băng tại khoảnh khắc này. Trong mắt mọi người đều tràn đầy vẻ khó tin, nhất là người của Bá Vương Minh, bọn họ cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Minh chủ của bọn họ chết rồi ư? Cái chết đến đột ngột và đơn giản như vậy ư? Sao có thể chứ? Không ít người của Bá Vương Minh đều dụi mắt xác nhận thi thể của Hạng Thiên Kình hết lần này đến lần khác. Anh phải tăng cường thực lực lên. Diệp Phàm nói với Khương Uyên, đồng thời phóng ra một cây kim bạc châm vào người đối phương, chữa khỏi vết thương. Vâng. Khương Uyên đứng dậy, xấu hổ gật đầu. Bộp bộp bộp. Ở bên kia, hai anh em Đại Hổ và Nhị Hổ đã đánh nát bốn chiến tướng dưới trướng Hạng Thiên Kình. Sau khi Hạng Thiên Kình và bốn chiến tướng mất mạng, người của Bá Vương Minh hoàn toàn hoảng loạn. Giết! Diệp Phàm lạnh lùng cất lời. Tất cả các thành viên Điện Long Vương nghe lệnh, giết! Khương Uyên lập tức hô. Nhất thời người của Điện Long Vương và Bách Hoa Lâu lại điên cuồng chém giết người của Bá Vương Minh. Hôm nay Bá Vương Minh đã mất đi trụ cột, sĩ khí không còn, trở nên hỗn loạn, không thể tổ chức bất kỳ một đợt tiến công hữu hiệu nào, thậm chí rất nhiều người bắt đầu chạy trốn khắp nơi. 20 phút. Người của Bá Vương Minh chết toàn bộ. Lúc này, vùng ngoại ô đầy dãy xác chết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất trong phạm vi mấy nghìn mét xung quanh, mùi máu tươi trong không khí vô cùng gay mũi, hệt như cảnh tượng dưới địa ngục. Tô Lâm và Lý Kiến nhìn cảnh tượng này, sắc mặt hết sức khó coi. Người của quân quận vệ và sở tuần tra đều lộ vẻ chấn động. Bọn họ chưa từng thấy hình ảnh đẫm máu và thảm thiết như thế này bao giờ. Trận chiến này tương đương với một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ đấy. Hiện tại, người của Điện Long Vương và Bách Hoa Lâu ai nấy đều toàn thân dính máu, hừng hực sát khí. Mà tổng thương vong của phe bọn họ không quá 3.000 người. Trong trận đấu này, hai anh em Đại Hổ và Nhị Hổ đã trải qua lễ rửa tội, còn là lễ rửa tội bằng máu tươi. Qua cuộc chém giết lần này, bọn họ đã hoàn toàn khống chế được thần lực tăng vọt trong cơ thể, khí thế của hai người cũng có sự thay đổi lớn. Không một ai biết rằng tại khoảnh khắc này, hai tên sát thần đồ tể bên cạnh Diệp Phàm trong tương lai đã xuất thế. Đưa tất cả những người bị thương tới bệnh viện, chôn cất những người đã hy sinh. Lúc này, Diệp Phàm nói với Khương Uyên và Xuân Lan. Hai người gật đầu, bắt đầu kiểm kê người bị thương và người chết của phe mình. Những tên Bá Vương Minh này thì giao cho các ông xử lý. Diệp Phàm liếc Tô Lâm và Lý Kiến. Tô Lâm và Lý Kiến nghe vậy, khóe miệng giật liên hồi. Hai người bọn họ, một người đường đường là người đứng đầu một quận, một người là người phụ trách phân bộ sở tuần tra, vậy mà bây giờ lại sa sút đến nông nỗi xử lý thi thể cho người khác. Thật nực cười. Nhưng bọn họ không dám ho he gì, dù sao biểu hiện vừa rồi của Diệp Phàm cũng quá đáng sợ. Hơn nữa, thân phận thần bí của đối phương cũng khiến bọn họ vô cùng e ngại, không dám đắc tội. Sau đó, Khương Uyên và Xuân Lan đưa tất cả người bị thương đến bệnh viện Thiên Hải. Diệp Phàm viết hai tờ công thức điều chế thuốc giao cho hai người họ. Các người cầm lấy hai tờ công thức điều chế thuốc này, điều chế thuốc tắm dựa theo liều lượng dược liệu bên trong, sau đó cho người của Điện Long Vương và Bách Hoa Lâu tắm 3 lần mỗi ngày là có thể tăng cường thực lực. Cảm ơn thiếu chủ. Xuân Lan và Khương Uyên vội vàng cảm ơn. Nhớ là không được tiết lộ công thức điều chế này, hai người tự giữ đi. Hơn nữa, chỉ được phép cho thuộc hạ đáng tin của hai người tắm. Diệp Phàm dặn dò. Công thức điều chế này là bài thuốc bí mật độc nhất vô nhị của Tam Sư Phụ, có trợ giúp rất lớn trong việc tăng cường thực lực của võ giả, cực kỳ đáng quý. Tôi hiểu rồi. Hai người gật đầu. Sau đó, Diệp Phàm và hai người họ tách ra. Về phần Đại Hổ và Nhị Hổ, Diệp Phàm sắp xếp cho họ sống trong khu biệt thự Tử Kinh, như vậy cũng tiện cho hắn điều động bất cứ lúc nào. Mà Diệp Phàm vừa mới trở lại khu biệt thự Tử Kinh thì thấy Triệu Hữu Dung. Cô lại tới làm gì? Lẽ nào anh trai cô lại gặp nguy hiểm? Diệp Phàm nhìn Triệu Hữu Dung. Anh nói linh tinh gì thế? Lần này tôi cố ý đến mời anh ăn cơm để báo đáp việc anh đã cứu mạng anh trai tôi lúc trước. Không biết anh có nể mặt tôi hay không? Triệu Hữu Dung nhìn Diệp Phàm, ánh mắt có phần căng thẳng xen lẫn chờ mong.
Đúng lúc đã tới giờ ăn, có cơm miễn phí thì tất nhiên không thể lãng phí. Đi thôi, Diệp Phàm bĩu môi. Sau đó, Triệu Hữu Dung dẫn Diệp Phàm tới một nhà hàng khá sang trọng. Thưa anh chị, gần đây nhà hàng chúng tôi mới đưa ra một combo tình nhân rất ngon. Anh chị có muốn nếm thử không ạ? Nhân viên phục vụ đi tới chỗ hai người và hỏi. Chúng tôi không phải tình nhân. Triệu Hữu Dung lập tức lúng túng nói. Ôi, tôi xin lỗi. Đây là thực đơn, mời anh chị xem. Nói xong nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho Diệp Phàm và Triệu Hữu Dung. Cô mời khách thì cô gọi món đi. Diệp Phàm hờ hững cất lời. Triệu Hữu Dung dứt khoát gọi mấy món ăn đặc sắc. Chẳng mấy chốc món ăn đã được bưng lên. Diệp Phàm và Triệu Hữu Dung bắt đầu ăn. Triệu Hữu Dung muốn nói gì đó nhưng bị cắt ngang. Hữu Dung, em từ chối đi ăn với tôi, vậy tại sao em lại dùng bữa với cậu ta? Một giọng nói tức giận vang lên. Đội trưởng sở tuần tra Dương Mạc xuất hiện, nhìn Triệu Hữu Dung và Diệp Phàm, bất mãn chất vấn. Dương Mạc, sao anh lại ở đây? Anh theo dõi tôi ư? Triệu Hữu Dung nhìn Dương Mạc với vẻ mặt lạnh lùng. Mặt Dương Mạc biến sắc, tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi. Hữu Dung, lẽ nào em thích tên nhãi này? Sau đó, anh ta lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Chuyện này thì liên quan gì đến anh hả Dương Mạc? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, mời anh đi đi. Triệu Hữu Dung lạnh lùng quát. Nhãi danh, tôi muốn quyết đấu với cậu. Tôi muốn Hữu Dung thấy rốt cuộc ai mới xứng với cô ấy. Dương Mạc nhìn Diệp Phàm, thẳng thừng nói. Tôi không muốn tham dự vào chuyện giữa hai người. Tôi chỉ muốn yên ổn ăn cơm, đừng ép tôi ra tay. Tôi vừa mới giết người đấy, không ngại giết thêm một người nữa đâu. Diệp Phàm vừa ăn vừa nói. Nhãi danh, cậu tưởng tôi là đứa trẻ 3 tuổi chắc. Lại còn vừa mới giết người. Cậu giết ai? Không phải chó hoang mèo hoang đấy chứ. Giọng điệu của Dương Mạc lộ rõ sự mỉa mai và khinh thường. Người kia là Minh Chủ Bá Vương Minh. Diệp Phàm trả lời vô cùng bình tĩnh. Nét mặt của Dương Mạc và Triệu Hữu Dung lập tức cứng đờ, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Minh Chủ Bá Vương Minh bị Diệp Phàm giết rồi. Sao có thể chứ? Ha ha ha, thằng nhãi này chém gió kinh thật. Chỉ dựa vào cậu mà cũng muốn giết Minh Chủ Bá Vương Minh. Cậu có biết Bá Vương Minh rất lợi hại không? Cậu nói dối mà không tìm hiểu trước, đúng là cái gì cũng dám nói. Dương Mạc cười to, trong mắt tràn đầy vẻ chế giễu. Bá Vương Minh là bá chủ quận Nam Thiên, Minh Chủ là cao thủ hàng đầu, làm sao có thể bị thằng nhãi này giết chứ? Đúng là lời nói vô căn cứ. Đột nhiên, điện thoại di động của Dương Mạc đổ huông. Anh ta vừa bắt máy thì nụ cười lập tức đóng băng, thoát lên đầy kinh ngạc, gì cơ? Cậu nói Minh Chủ Bá Vương Minh vừa mới bị giết ở ngoại ô thành phố Thiên Hải. Bá Vương Minh chết hết rồi ư? Triệu Hữu Dung nghe thấy tiếng hét của Dương Mạc. Sắc mặt chợt thay đổi, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Phàm. Minh Chủ Bá Vương Minh thật sự đã chết. Triệu Hữu Dung nghĩ đến thực lực Diệp Phàm bộc lộ lần trước, vì vậy hơi tin tưởng lời nói của đối phương. Dương Mạc cúp điện thoại với vẻ mặt tràn đầy khó tin, sau đó nhìn Diệp Phàm. Vừa rồi thằng nhãi này nói hắn đã giết Minh Chủ Bá Vương Minh, kết quả là Minh Chủ Bá Vương Minh thật sự chết rồi. Lẽ nào là hắn giết? Không thể nào. Dương Mạc lập tức gạt bỏ ý nghĩ điên rồ này. Cho dù Minh Chủ Bá Vương Minh chết cũng tuyệt đối không phải do thằng nhãi này ra tay. Nói không chừng thằng nhãi này trùng hợp biết được tin tức này, bèn mượn danh tiếng để khoe mẽ mà thôi. Nhãi danh, cậu! Dương Mạc, mời anh biến khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức, không thì đừng trách tôi bất lịch sự với anh. Dương Mạc đang định lên tiếng thì Triệu Hữu Dung lạnh lùng quát, dáng vẻ cực kỳ tức giận. Thấy Triệu Hữu Dung giận thật. Dương Mạc chỉ có thể đè nén nỗi bất mãn trong lòng. Anh ta lườm Diệp Phàm một cái rồi mới xoay người rời đi. Nếu vừa rồi cô lên tiếng muộn hơn một phút, anh chàng kia đã đi cùng Minh Chủ Bá Vương Minh rồi. Diệp Phàm ăn xong một miếng, sau đó nhìn Triệu Hữu Dung và nói. Anh đã giết Minh Chủ Bá Vương Minh thật sao? Triệu Hữu Dung nhìn Diệp Phàm chòng chọc, ông ta muốn giết tôi, vì vậy tôi đã giết ông ta. Diệp Phàm hờ hững trả lời. Tựa hồ việc giết Minh Chủ Bá Vương Minh đơn giản như ăn cơm uống nước. Nhưng hắn không biết là tin tức hạng Thiên Kình bị giết và Bá Vương Minh chết sạch được không chỉ gây chấn động ở quận Giang Nam mà còn gây chấn động ở quận Nam Thiên. Thậm chí các khu vực khác của Long Quốc đều chấn động. Dù sao Bá Vương Minh cũng là bá chủ quận Nam Thiên, không chỉ có uy danh cực lớn ở quận Nam Thiên mà còn nổi tiếng ở các quận khác. Tối qua Bá Vương Minh vừa mới phát Bá Vương lệnh triệu tập toàn bộ người của Bá Vương Minh đi báo thù cho con trai,
hôm nay bá vương Minh đã chết sạch, ngay cả Minh chủ cũng mất mạng. Tin tức này quá chấn động, nhất thời cả quận Nam Thiên đều xôn xao. Bá vương Minh xưng bá quận Nam Thiên nhiều năm như vậy, thế mà bị người ta tiêu diệt rồi. Thật sự khiến người ta khó tin. Lão gia chủ, xảy ra chuyện rồi. Sâu bên trong phủ đệ của nhà họ Hạng ở quận Nam Thiên, quản gia nhà họ Hạng vội vã đi vào một cánh rừng trúc, ở đây có một ngôi nhà tranh. Người sống trong ngôi nhà tranh này là Hạng Viễn Sơn gia chủ tiền nhiệm của nhà họ Hạng, ba của Hạng Thiên Kình. Sau khi Hạng Thiên Kình tiếp nhận vị trí chủ nhà họ Hạng và minh chủ bá vương Minh, Hạng Viễn Sơn vẫn luôn sống ở đây, gần như không xuất đầu lộ diện. Đã xảy ra chuyện gì mà ông cuống lên thế? Cửa nhà tranh mở ra, một ông lão mặc trường bào màu trắng, tóc búi cao, râu bạc phơ đi ra. Lão ta chính là Hạng Viễn Sơn. Lão gia chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Quản gia báo cho Hạng Viễn Sơn tin tức Hạng Hào bị giết, sau đó Hạng Thiên Kình phát bá vương lệnh, hôm nay bá vương Minh gần như chết sạch. Tức thì sắc mặt Hạng Viễn Sơn đen như mực, toàn thân tỏa ra khí tức ngập trời. Trúc xung quanh bị một sức mạnh vô hình đánh gãy ngang thân. Lúc này, trong mắt Hạng Viễn Sơn ngùn ngụt sát ý, lửa giận thiêu đốt trong cơ thể. Con trai, cháu trai và cơ nghiệp nhà họ Hạng đều mất rồi, làm sao lão ta không giận cho được. Lão gia chủ, ngài phải giữ gìn sức khỏe. Quản gia kia nhắc nhở. Giết con trai và cháu trai của tôi, tiêu diệt bá vương Minh của tôi. Thù này không báo Hạng Viễn Sơn thể không làm người. Lập tức truyền lệnh của tôi, triệu tập tất cả người nhà họ Hạng ở nước ngoài về đây. Còn nữa, viết một lá thư gửi cho bá môn báo cho hắn biết tình hình ở đây. Uy nghiêm của nhà họ Hạng tuyệt đối không thể bị sỉ nhục, nếu không chúng ta dựa vào đâu mà xưng là hậu duệ bá vương. Hạng Viễn Sơn gằn từng câu từng chữ, trên người tỏa ra sát ý ngập trời. Vâng, thưa lão gia chủ. Quản gia gật đầu. Bá vương Minh bị tiêu diệt, các thế lực ở quận Nam Thiên bắt đầu dục dịch. Trong khi đó ở Thiên Hải, Diệp Phàm dùng bữa với Triệu Hữu Dung xong thì nhận được tin nhắn của Đường Sở Sở, hắn lập tức chạy về nhà họ Đường. Sao vậy em? Diệp Phàm hỏi Đường Sở Sở. Bà nội muốn cắt đứt quan hệ với nhà chúng ta, đồng thời đuổi chúng ta ra khỏi nhà họ Đường. Đường Sở Sở sốt ruột nói. Bà già này lại muốn làm gì thế? Diệp Phàm lạnh lùng hừ mũi. Lúc này, trong sảnh chính nhà họ Đường, vợ chồng Đường Chính Nhân và Dương Ngọc Lan cầu xin lão phu nhân, mẹ, mẹ đừng đuổi bọn con ra khỏi nhà họ Đường, bọn họ cũng là một phần của nhà họ Đường mà. Không cần nói, ý tôi đã quyết, muốn trách thì trách con gái cưng của các người tìm thằng đàn ông tốt kia. Nhà họ Đường chúng ta bị hắn ta liên lụy nhiều lần, lần này còn giết con trai của quân chủ quân Thiên Lang, mang đến mối họa cực lớn cho nhà họ Đường. Nếu tôi không đuổi các người ra khỏi nhà họ Đường, cắt đứt quan hệ, chắc chắn sẽ liên lụy đến cả nhà họ Đường, đến lúc đó nhà họ Đường sẽ chôn cùng với các người. Lão phu nhân lạnh lùng quát. Bà nội, xin người suy xét lại một chút, chuyện này. Đường Sở Sở xuất hiện, nhìn Đường lão phu nhân, nói. Đều do mày làm hại. Cút cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày. Dương Ngọc Lan tức giận chỉ vào Diệp Phàm, quát. Mẹ, mẹ đừng kích động. Đường Sở Sở nhìn Dương Ngọc Lan, nói. Con danh chết tiệt, đã đến lúc này mày còn che chở tên phế vật vô dụng chỉ biết gây chuyện này. Mày thật sự muốn nhìn nó hại chết toàn bộ nhà họ Đường, mày mới vừa lòng sao? Dương Ngọc Lan khó thở nói. Mấy người không cần lo nhiều như vậy, quân Thiên Lang sẽ không động đến các người. Một mình tôi sẽ gánh vác chuyện này, không liên lụy đến các người. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Gánh vác, một thằng danh không quyền không thế như vậy, lấy cái gì gánh vác? Bọn mày cút khỏi nhà họ Đường cho tao. Đường lão phu nhân quát. Lão phu nhân, đại gia nhà họ Minh xin gặp. Lúc này, một người hầu xuất hiện, nói. Đại gia nhà họ Minh. Đường lão phu nhân ngẩn người. Nhà họ Minh, không lẽ là nhà họ Minh, hào môn đỉnh cấp ở đế đô? Đường chính nhân kinh ngạc nói. Mày biết nhà họ Minh? Đường lão phu nhân nhìn Đường chính nhân. Vâng, nhà họ Minh chính là hào môn đỉnh cấp đế đô, ông cụ nhà họ Minh là một đại tướng 4 sao, đại gia nhà họ Minh là một quan viên 4 phẩm. Đường chính nhân nói. Lợi hại như vậy, nhanh mời vào. Đường lão phu nhân kinh ngạc thốt lên. Rất nhanh, đại gia nhà họ Minh mang theo người đi vào. Lão thân bái kiến đại nhân. Đường lão phu nhân nhìn lão đại nhà họ Minh, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Lão phu nhân. Bà quá khách khí, xin đứng lên.
lão đại nhà họ Minh vội vàng nói. Ông ta biết lão phu nhân này là bà nội của người phụ nữ của Diệp Phàm, cũng không dám chậm trễ. Không biết hôm nay đại nhân đến đây vì chuyện gì? Đường lão phu nhân tò mò hỏi. Diệp công tử, ngài cũng ở đây. Lão đại nhà họ Minh chú ý đến Diệp Phàm, vội vàng ôm quyền chào hỏi. Sở sở, nếu bà nội em muốn đuổi chúng ta đi, chúng ta cũng không cần ăn vạ ở đây, đi thôi. Diệp Phàm nhìn đường sở sở, nói thẳng. Cả nhà mấy người nhanh cút đi, đừng đứng chỗ này cản trở đại nhân. Đường lão phu nhân lạnh lùng nói. Lão phu nhân, bà muốn đuổi Diệp công tử đi. Lão đại nhà họ Minh thấy vậy, sắc mặt thay đổi. Ông ta còn định lấy lòng nhà họ Đường để đạt được cảm tình của Diệp Phàm, kết quả nhà họ Đường lại muốn đuổi Diệp Phàm đi. Đại nhân, người này không có quan hệ gì với nhà họ Đường, nếu cậu ta đắc tội ngài, xin ngài đừng giận chó đánh mèo nhà họ Đường. Đường lão phu nhân cho rằng lão đại nhà họ Minh đến đây vì Diệp Phàm đắc tội ông ta, vội vàng phủi sạch quan hệ. Lão phu nhân, hôm qua Diệp công tử đã cứu cha tôi muốn mang quà đến cảm ơn, nhưng nếu mấy người đã muốn đuổi Diệp công tử đi, tôi cũng không cần ở đây nữa. Lão đại nhà họ Minh lạnh lùng nói. Cái gì, cậu ta cứu ông cụ nhà họ Minh? Đường lão phu nhân khiếp sợ nói. Đúng vậy. Lão đại nhà họ Minh nói. Đại nhân, ngài đừng hiểu lầm, cậu ta là chồng của cháu gái tôi, là người một nhà với tôi, vừa rồi là hiểu lầm. Đường lão phu nhân thay đổi sắc mặt, vội vàng nói. Mặc dù bà ta không biết Diệp Phàm cứu kiểu gì, nhưng bây giờ có một cơ hội để leo lên hào môn đế đô, không thể bỏ lỡ. Đường lão phu nhân vứt bỏ mặt mũi, nhìn Diệp Phàm và đường sở sở, nói, sở sở, Diệp Phàm, các cháu đừng hiểu lầm, vừa rồi bà nội hơi nóng giận, các cháu vĩnh viễn đều là người nhà họ Đường, ngàn vạn đừng nóng giận. Hà hà, thay đổi sắc mặt rất nhanh. Diệp Phàm lạnh lùng nói, dẫn đường sở sở rời đi. Hai đứa đừng đi. Đường lão phu nhân vội vàng kêu lên. Lão phu nhân, tạm biệt. Lão đại nhà họ Minh cũng nói một câu rồi rời đi. Sắc mặt của đường lão phu nhân cực kỳ khó coi, nhìn về phía vợ chồng đường chính nhân, lạnh lùng nói, tôi không quan tâm hai người dùng cách gì, nhất định phải làm sở sở và thằng danh kia trở lại nhà họ Đường, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội phất lên như này. Màn đêm buông xuống. Long Quốc, trong Lâm Phiệt. Còn xác định vết thương của Lâm Lang Thiên thật sự khỏi. Hơn nữa còn có thể khôi phục thực lực. Lâm Báo nhìn Lâm Phong, khiếp sợ nói. Cha, chắc chắn, thằng nhãi kia không chỉ có thực lực khủng bố, y thuật cũng rất lợi hại, thật sự trị khỏi vết thương trên người Lâm Lang Thiên. Cha, bây giờ phải làm sao đây? Nếu Lâm Lang Thiên khôi phục thực lực, vậy? Lâm Phong sốt ruột nói. Hắn khôi phục thực lực thì làm sao? Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Sắc mặt của Lâm Báo và Lâm Phong thay đổi. Vội vàng nhìn về phía cửa. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu đen, sắc mặt lạnh lùng, tản ra uy áp đáng sợ. Bái kiến phiệt chủ. Hai cha con quỳ xuống trước mặt người đàn ông trung niên này. Các người cũng rất to gan, dám không báo cáo chuyện Lâm Hổ bị giết. Phiệt chủ Lâm Phiệt uy nghiêm nói. Phiệt chủ, chúng tôi biết sai rồi. Thân thể Lâm Báo run lên, vội vàng nói. Ngươi vừa nói vết thương của Lâm Lang Thiên đã khỏi hẳn. Phiệt chủ Lâm Phiệt nhìn về phía Lâm Phong điên cuồng gật đầu. Trong mắt Phiệt chủ Lâm Phiệt lóe lên tia sáng. Phiệt chủ, nếu Lâm Lang Thiên khôi phục thực lực, sợ rằng hắn sẽ trở lại Lâm Phiệt, chúng ta có cần ra tay trước không? Lâm Báo nhìn Phiệt chủ Lâm Phiệt, nói. Hắn không trở về Lâm Phiệt được. Người đi báo cho những người đó, bọn họ càng muốn giết Lâm Lang Thiên. Phiệt chủ Lâm Phiệt lạnh nhạt nói. Nhưng người đó, Lâm Báo đã rõ. Ban đầu Lâm Báo hơi sửng sốt, sau đó ánh mắt toát lên sự khiếp sợ, vội vàng nói. Sau này nếu có việc, còn dám không báo, giết. Phiệt chủ Lâm Phiệt lạnh lùng nói, quay người rời đi. Trên trán của Lâm Báo và Lâm Phong đổ mồ hôi, thực lực của Phiệt chủ lại khủng bố lên rồi. Lâm Phong chấn động nói. Đúng vậy, xem ra vị Phiệt chủ này vẫn luôn che giấu. Lâm Báo nói. Nhưng ông ta cũng đủ tàn nhẫn. Vậy mà lại muốn mượn tay những người đó để diệt trừ Lâm Lang Thiên. Trong quân Thiên Lang, cùng ngày Lang quân quân chủ biết được con trai mình bị giết, lập tức muốn điều động quân Thiên Lang xông đến Thiên Hải. Quân chủ, người đừng xúc động, hôm qua chiến bộ mới ra lệnh, trước khi cuộc tỷ võ quân đoàn kết thúc, không ai được phép rời khỏi nơi dừng chân, kẻ nào không tuân thức là cãi quân lệnh. Quân đoàn trưởng quân đoàn một quân Thiên Lang khuyên can.
không lẽ thù của con trai ta cứ để vậy? Quân chủ Thiên Lang quát. Quân chủ đừng lo, mặc dù chúng ta không thể ra tay, nhưng có thể cho những người khác ra tay. Vừa lúc những người đó muốn hợp tác với chúng ta, vậy để bọn họ đi giải quyết những người này, cũng coi như để bọn họ tỏ chút thành ý. Trong mắt quân đoàn trưởng quân đoàn một quân Thiên Lang lóe lên sát ý. Được, vậy làm như vậy. Nói cho đám người kia, mang theo đầu của người kia đến đây, nếu không cũng đừng mong hợp tác. Quân chủ Thiên Lang quát. Hôm sau, Diệp Phàm dẫn theo Đường Sở Sở, Trần Tiểu Manh và A Cơ trở về Tô Thị, chuẩn bị tham gia lễ khai trương chi nhánh của tập đoàn Đường Thị. Lúc này, sân bay Tô Thị đã bị giới nghiêm. Ở trong sân bay này, ngoại trừ máy bay, còn có một đám người đứng ở đó, sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng, giống như đang chờ ai đó. Một chiếc máy bay hạ xuống sân bay Tô Thị. Xung quanh máy bay, một đám chiến sĩ, vệ sĩ vác súng, đạn lên nòng canh gác nghiêm ngặt. Ngoài cửa khoang, một hàng dài người mặc vest đen xếp thành hàng. Những người này chính là các chủ tịch, giám đốc của các tập đoàn lớn quận Giang Nam. Tất cả những đại lão thương giới lệ thuộc vào Thương hội Giang Nam đều xuất hiện ở đây. Thậm chí ngay cả các quan viên và quận thủ quận Giang Nam cũng đến. Hiển nhiên bọn họ đang chào đón một đại nhân vật. Rất nhanh, cửa khoang bị mở ra. Đầu tiên là một đám vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm, khí thế sắc bén đi ra. Đám vệ sĩ này không phải vệ sĩ bình thường. Trên người tản ra hơi thở lạnh băng, tất cả đều bước vào nhân cảnh. Sau đám vệ sĩ này là một người đàn ông mặc vest trắng, khoảng 30 tuổi bước ra, trên người tản ra uy thế đứng đầu. Chào mừng Tổng Giám Đốc Hứa. Đám đại lão thương giới và Tô Lâm quận thủ quận Giang Nam cùng với một đám quan viên đang đứng chờ cung kính cúi người chào. Người đàn ông mặc vest trắng liếc nhìn mọi người, nói, tôi đã nói không muốn khoe khoang cơ mà, việc gì phải phô trương như vậy. Mặc dù đang răn dậy, nhưng sắc mặt của người đàn ông này lại cực kỳ hưởng thụ. Tổng Giám Đốc Hứa, chào mừng đến quận Giang Nam, tôi là Tô Lâm, quận thủ quận Giang Nam. Tô Lâm đi lên, vươn tay về phía người đàn ông này. Quận thủ Tô, chào ông. Người đàn ông này duỗi tay hơi nắm tay với Tô Lâm, sau đó buông lỏng ra. Tổng Giám Đốc Hứa, lần này đến, ngài phải ra mặt cho chúng tôi. Tổng Giám Đốc của tập đoàn Từ Thị, Từ Huy đi đến trước mặt người đàn ông này, tố khổ. Tôi đã biết chuyện của các người. Người của Điện Long Vương cũng dám uy hiếp, rất lớn mật. Lần này đến đây là để lấy lại thể diện cho mấy người. Người đàn ông này lạnh nhạt nói. Tổng Giám Đốc Hứa, Điện Long Vương uy hiếp chúng tôi đến tham gia lễ khai trương của chi nhánh tập đoàn Đường Thị, khẳng định do Đường Thị sai khiến. Từ Huy nói tiếp. Đường Thị, đi đến hiện trường lễ khai trương chi nhánh Đường Thị. Trong mắt người đàn ông này lóe lên ánh sáng, đi thẳng ra bên ngoài. Tổng đốc Tô Thị đi phía sau, tò mò hỏi Tô Lâm, quận thủ, người này là ai vậy? Phô trương lớn như vậy, hơn nữa đám người của Thương hội Giang Nam cũng đều nghe người này. Người này đến từ Thương hội Thiên Long. Tô Lâm nói, Thương hội Thiên Long. Sắc mặt Tổng đốc Tô Thị thay đổi, lộ ra sự khiếp sợ. Thương hội Thiên Long là khủng long khổng lồ của thương giới Long Quốc, chiếm giữ một nửa GDP của Long Quốc. Chỉ cần Thương hội Thiên Long dậm chân một cái, đủ khiến giới tài chính Long Quốc nổi gió lốc. Đây là chỗ đáng sợ của Thương hội Thiên Long. Hơn nữa Thương hội Thiên Long không chỉ có mặt ở lĩnh vực kinh tế, còn trải rộng khắp các ngành nghề. Thậm chí không ít hào môn, thế gia, thậm chí sau lưng các đại thân đều có bóng dáng của Thương hội Thiên Long. Nguyên nhân là vậy cho nên triều đình không dám dễ dàng đắc tội Thương hội Thiên Long. Không lẽ chủ nhân đứng sau Thương hội Giang Nam là Thương hội Thiên Long? Tổng đốc Tô Thị khiếp sợ nói. Đúng vậy, không chỉ có Thương hội Giang Nam, các thương hội ở các quận Long Quốc đều nằm dưới sự khống chế của Thương hội Thiên Long. Tô Lâm nói. Nghe đến đây, cuối cùng Tổng đốc Tô Thị cũng nhận thức sâu sắc đến sự đáng sợ của Thương hội Thiên Long. Vậy vị này có vị trí gì ở Thương hội Thiên Long? Tổng đốc Tô Thị tò mò hỏi. Người này là Hứa Thế Thần, em trai của Hứa Thế Thiên, một trong 9 thần tài của Thương hội Thiên Long. Tô Lâm nói. 9 thần tài của Thương hội Thiên Long chính là 9 vị đại lão. 9 người bọn họ cùng quản lý các sản nghiệp lớn ở Thương hội Thiên Long, có quyền lực to lớn, có địa vị cực cao ở trong Thương hội Thiên Long. Với thân phận của bọn họ, cho dù là đám quan viên tam tứ phẩm, thậm chí là gia chủ của các hào môn thế gia ở đế đô cũng phải cung kính 3 phần. Đây là sự khủng bố của 9 thần tài.
Hứa Thế Thần này là em trai của một trong 9 thần tài, có thể thấy được thân phận cực kỳ cao, thảo nào ngay cả một quận thủ như Tô Lâm cũng phải tự mình đến chào đón. Hứa Thế Thần này đến để đối phó với Đường Thị sao? Một Đường Thị còn lại có thể để em trai của một vị thần tài ra tay, đúng là đủ mặt mũi. Tổng đốc Tô Thị nói, sợ rằng lần này sẽ có rắc rối lớn đây. Tô Lâm cau mày, sắc mặt khó coi. Ông ta biết rõ người đàn ông của chủ tịch Đường Thị là Diệp Phàm. Với tính cách của người này, nếu hắn đối đầu với Hứa Thế Thần, không cần nghĩ cũng biết kết quả. Lúc này, Tô Lâm lại cảm thấy đầu đau tim mệt. Cùng lúc đó, khu thương nghiệp Tô Thị, bên ngoài tòa nhà của chi nhánh Đường Thị. Nơi này xếp đầy lãng hoa, biểu ngữ, đứng đầy người. Đám người Diệp Phàm và Đường Sở Sở xuất hiện ở đây. Chủ tịch Đường, chúc mừng, tôi đại biểu cho nhà họ Cảnh đến chúc mừng chi nhánh khai trương rực rỡ, đồng thời còn chuẩn bị một món quà, hy vọng nhận lấy. Gia chủ nhà họ Cảnh, Cảnh Mộc dẫn theo con gái mình, Cảnh Nhã xuất hiện ở đây, chúc mừng Đường Sở Sở. Cảnh gia chủ, ngài có thể đến là vinh hạnh của Đường Thị, còn chuẩn bị quà làm gì? Đường Sở Sở mỉm cười nói. Hai cha con nhìn về phía Diệp Phàm, hơi gật đầu. Lần này bọn họ đến cũng vì Diệp Phàm. Sau đó, một hào môn lớn khác ở quận Giang Nam, người nhà họ Vương cũng đến chúc mừng, tặng quà. Sau đó là lão đại nhà họ Minh. Lão đại nhà họ Minh biết được hôm nay chi nhánh Đường Thị khai trương, cũng đặc biệt chạy đến chúc mừng. Minh đại nhân. Đường Sở Sở nhìn lão đại nhà họ Minh, vội vàng đi đến, cung kính chào hỏi. Hôm qua nghe cha nói, cô mới biết vị này chính là một quan lớn tứ phẩm, bởi vậy biểu hiện cực kỳ cung kính. Chủ tịch Đường, chúc mừng. Sau này có gì cần hỗ trợ cứ việc nói, đây là số của tôi. Lão đại nhà họ Minh, Minh Hách lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Đường Sở Sở. Diệp công tử. Minh Hách nhìn về phía Diệp Phàm, cung kính nói. Không lẽ vị kia là lão đại nhà họ Minh, một trong số các hào môn ở đế đô, quan viên tứ phẩm, Minh Hách, ngay cả nhà họ Minh ở đế đô cũng đến, xem ra bối cảnh của Diệp Phàm này rất khủng bố. Cảnh Mộc nhìn Minh Hách xuất hiện, khiếp sợ nói. Chủ tịch, các tập đoàn top 10 ở quận Giang Nam và một số người chúng ta mời vẫn chưa đến. Lúc này, người phụ trách chi nhánh Đường Thị đi đến trước mặt Đường Sở Sở, nói. Chưa đến. Diệp Phàm nhăn mày lại. Lúc trước hắn đã bảo Khương Uyên đi thông báo những người đó, nếu ai không đến sẽ giết không tha, bọn họ sẽ không đến. Thiếu chủ. Lúc này, Khương Uyên xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Không phải tôi đã bảo ông đi thông báo cho những người kia rồi sao? Tại sao họ không đến? Diệp Phàm hỏi. Tôi đã thông báo cho tất cả mọi người. Bọn họ hẳn là không có lá gan dám chống lại mệnh lệnh của Điện Long Vương, tôi lập tức cho người đi điều tra xem đã xảy ra chuyện gì. Khương Uyên đáp, kít kít kít. Lúc này, một loạt xe sang dừng bên ngoài, cộng lại cũng phải hơn 100 chiếc, cảnh tượng cực kỳ hoành tráng, khiến cho mọi người xung quanh phải trầm trồ. Cửa xe mở ra, từng người mặc vest đi giày ra, khí thế bất phàm bước xuống, bọn họ là các đại lão giới kinh doanh của quận Giang Nam, phần lớn trong số đó đều là hội viên của Thương hội Giang Nam. Bọn họ tới rồi. Khương Uyên nhìn đám người nói, sợ là những người tới đây đều không có ý tốt. Diệp Phàm lạnh giọng. Ngay sau đó, đám người Tử Uy đi tới trước chiếc xe Rolls-Royce Phantom. Tử Uy đích thân bước lên, đích thân mở cửa cho Hứa Thế Thần. Thân là tổng giám đốc Từ Thị, một trong những tập đoàn đứng đầu quận Giang Nam, Tử Uy có danh tiếng rất lớn. Vì vậy, hắn ta vừa xuất hiện thì người khác đã nhận ra. Chỉ là khi nhìn thấy một ông trùm kinh doanh, sở hữu tài sản trăm tỷ như Từ Vũ lại tự mình mở cửa xe, tất cả đều mang vẻ mặt rất ngạc nhiên. Người có thể được ông trùm mở cửa xe, thân phận sẽ đáng sợ tới mức nào? Ánh mắt của Diệp Phàm, Đường Sở Sở, Khương Uyên, Minh Hách, đám người Cảnh Thiên đều nhìn về phía Hứa Thế Thần bước ra từ Rolls-Royce. Người này là ai? Sao lạ mặt như vậy? Mọi người đều nghi ngờ. Anh ta là ai mà có thể khiến cho Tử Uy đích thân mở cửa? Ánh mắt Đường Sở Sở lóe lên. Xem ra là tìm được chỗ dựa rồi. Diệp Phàm cười khẩy. Ngay sau đó, đám người Tử Uy đã đi về phía Đường Sở Sở. Tử Uy, tôi đã nói rồi, nếu hôm nay ai dám không tới, vậy thì đừng trách tôi không khách khí, có vẻ như cậu không xem lời tôi nói ra gì. Khương Uyên nhìn đám người Tử Uy, lớn giọng nói. Chuyện mà Diệp Phàm giao cho ông làm, vậy mà lại xảy ra sai sót. Điều này khiến Khương Uyên lo lắng Diệp Phàm sẽ trách mình, đồng thời cũng rất tức giận đám người Tử Uy.
ông là người của Điện Long Vương. Hứa Thế Thần liếc về phía Khương Uyên, cậu là ai? Khương Uyên lạnh giọng nhìn đối phương, người của Thương hội Thiên Long còn chưa tới phiên ông dạy dỗ. Điện Long Vương của các người cho rằng thiên hạ này là của mình sao? Vẻ mặt Hứa Thế Thần kiêu căng nói. Thương hội Thiên Long, cậu là người của Thương hội Thiên Long. Sắc mặt Khương Uyên thay đổi, ánh mắt khẽ lóe lên. Ông ta đương nhiên biết Thương hội Thiên Long, hơn nữa còn hiểu rõ mức độ kinh khủng của bọn họ. Hiện tại, thế lực Thương hội Thiên Long nắm trong tay không thua kém gì Điện Long Vương, thậm chí bởi vì điện chủ Điện Long Vương không còn, Điện Long Vương bây giờ còn yếu thế hơn cả Thương hội Thiên Long. Đứng sau Thương hội Giang Nam thực chất là Thương hội Thiên Long. Ánh mắt Khương Uyên lóe lên vẻ ngạc nhiên. Không sai, chủ nhân của Thương hội Giang Nam chính là Thương hội Thiên Long, Điện Long Vương các người lại dám uy hiếp Thương hội Thiên Long, đúng là ngông cuồng. Còn các cô nữa, một lễ khai trương chi nhánh còn con của Đường thị cũng dám ép toàn bộ Thương hội Giang Nam tới tham gia, lá gan của mấy người cũng không nhỏ. Hứa Thế Thần hừ lạnh với đám người Khương Uyên, Đường Sở Sở. Lão đại nhà họ Minh, họ Cảnh, người nhà họ Vương sau khi nghe thấy cái tên Thương hội Thiên Long, vẻ mặt của tất cả bọn họ đều thay đổi. Thế thì sao? Diệp Phàm liếc mắt nhìn người này, hắn hờ hững nói. Con người tôi từ xưa đến nay luôn rất độ lượng, tôi có thể cho các người một cơ hội. Hứa Thế Thần nhìn về phía Đường Sở Sở và Diệp Phàm, hắn ta kiêu ngạo nói. Cơ hội gì? Đường Sở Sở tò mò. Đường thị lập tức gia nhập Thương hội Thiên Long, do Thương hội Thiên Long phụ trách quản lý, đương nhiên các người vẫn có thể tiếp tục sử dụng cái tên Đường thị, nhưng mọi thứ về phụ trách, phát triển đều phải nghe theo sắp xếp của Thương hội Thiên Long. Hứa Thế Thần trực tiếp nói. Soạt. Nghe hắn ta nói vậy, vẻ mặt Đường Sở Sở cực kỳ khó coi. Vậy khác nào cướp cả Đường thị? Xin lỗi, tôi không đồng ý. Đường Sở Sở đáp. Đường thị là tâm huyết của nhà họ Đường, cũng là công sức của cô. Cô tuyệt đối không cho phép một ai cướp đi Đường thị. Không đồng ý. Cô cảm thấy mình có tư cách không đồng ý. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho Đường thị, nếu cô không đồng ý, vậy thì ngày mai Đường thị sẽ hoàn toàn biến mất khỏi Long Quốc. Hứa Thế Thần cao ngạo nói. Đường Sở Sở, chỉ bằng một Đường thị còn con cũng dám từ chối Thương hội Thiên Long, tôi thấy cô cũng thật không biết lượng sức. Tử Uy khinh thường nhìn Đường Sở Sở. Thương hội Thiên Long mấy người làm vậy cũng thật quá đáng. Lúc này, lão đại nhà họ Minh, Minh Hách đi tới, trầm giọng nói. Ông là ai? Hứa Thế Thần nhìn qua Minh Hách, con trưởng của nhà họ Minh ở đế đô, Minh Hách. Minh Hách đáp. Hóa ra là Minh đại nhân. Sao nào, Minh lão đại không ở đế đô, sao lại chạy tới nơi này? Còn đi nói giúp một công ty tiểu tốt. Hứa Thế Thần nhìn Minh Hách. Đối mặt với vị quan tứ phẩm, con trưởng nhà quyền thế ở đế đô nhưng hắn ta cũng không có ý kính trọng. Tôi và chủ tịch Đường là bạn bè, nên đương nhiên không thể nhìn các cậu bắt nạt người khác như vậy được. Mặc dù Thương hội Thiên Long cường thế, nhưng cũng không thể làm loạn ở Long Quốc. Hơn nữa tôi cũng có quen biết với mấy vị phụ trách của Thương hội Thiên Long, ai phái cậu tới? Minh Hách uy nghiêm nhìn Hứa Thế Thần. Anh trai phái tôi tới đây. Hứa Thế Thần đáp. Anh cậu tên gì? Tôi cũng muốn hỏi xem ai cho phép hắn ta làm loạn. Minh Hách Oai Phong nói. Anh tôi tên là Hứa Thế Thiên. Hứa Thế Thần cười khinh thường. Hứa Thế Thiên. Lúc này, vẻ mặt Minh Hách thay đổi, ông ta khiếp sợ nhìn về phía Hứa Thế Thần. Ông ta không ngờ anh trai của đối phương lại là Hứa Thế Thiên. Hắn ta chính là một trong 9 người giàu có nhất của Thương hội Thiên Long. Thân phận địa vị của hắn ta, cho dù là con trưởng của nhà họ Minh, quan viên tứ phẩm cũng không thể so sánh được. Nếu như thần tài của Thương hội Thiên Long muốn ra tay với Đường thị, nếu là nhà họ Minh thì cũng không gánh nổi. Minh đại nhân, ông định đi hỏi anh tôi, xem ai cho phép anh ấy làm loạn sao? Hứa Thế Thần cười lạnh nhìn Minh Hách. Được rồi, đừng phí lời nữa. Lúc này, cuối cùng Diệp Phàm cũng lên tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Thế Thần, bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, một là cút khỏi đây. Hai là tự chuẩn bị cho mình một chỗ quan tài. Hừ, nghe Diệp Phàm nói vậy, vẻ mặt Hứa Thế Thần trầm xuống, hắn nói, danh con, cũng lớn giọng đấy, sao nào? Mày còn định giết tao chắc, anh rất thông minh. Diệp Phàm đáp, Hứa Tổng, thằng danh này quá khinh người, nhất định không được tha cho hắn. Tử Uy chỉ tay vào Diệp Phàm. Tao cũng muốn xem, mày có bản lĩnh gì mà dám ngông cuồng như vậy? Người đâu, bắt hắn ta lại. Hứa Thế Thần trực tiếp ra lệnh.
Ngay lập tức, vệ sĩ mà hắn mang theo đã tấn công về phía Diệp Phàm. Phụt phụt phụt. Diệp Phàm phất tay, vô số ngâm châm bay ra đâm vào tử huyệt của đám người này. Lập tức, tất cả vệ sĩ trợn trừng mắt rồi ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của Hứa Thế Thần và những người khác đều thay đổi. Mày! Hứa Thế Thần u ám nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Bịch! Diệp Phàm đạp tên này ra ngoài, đập hắn ta xuống đất nôn ra máu. Người dám khoe khoang trước mặt tôi, đều đã đi gặp Diêm Vương rồi. Diệp Phàm lạnh giọng nói. Lúc này, đám người của Thương hội Thiên Long đều ngây ra. Bọn họ không ngờ, ngay cả em trai của một trong 9 thần tài Thương hội Thiên Long mà hắn cũng dám đánh. Diệp công tử, anh trai của hắn ta là một trong 9 người giàu có nhất của Thương hội Thiên Long, Hứa Thế Thiên, không thể đắc tội. Minh Hách vội vàng nhắc nhở Diệp Phàm. Ở Long Quốc, đắc tội với cửu đại thần tài, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Với năng lực của Thương hội Thiên Long, cho dù là nhà giàu quyền thế nhất đế đô cũng có thể bị xóa sổ ngay lập tức. Trên đời này không có ai là tôi không thể đắc tội. Diệp Phàm khinh thường đáp. Dứt lời, hắn bước về phía Hứa Thế Thần. Mày, mày không được qua đây. Anh trai tao là thần tài của Thương hội Thiên Long, mày dám đụng đến tao, anh ấy sẽ không tha cho mày. Hứa Thế Thần nhìn Diệp Phàm đang đi về phía mình, hắn mạnh miệng gào lên. Cậu đừng làm bậy. Thân phận của hắn ta không tầm thường, nếu cậu giết chết hắn thì toàn bộ nền kinh tế của Long Quốc cũng sẽ rung chuyển. Lúc này, Tô Lâm xuất hiện, trầm giọng nói với Diệp Phàm. Một khi Hứa Thế Thần chết đi, anh trai Hứa Thế Thiên của hắn ta chắc chắn sẽ không chịu để yên. Lấy thân phận thần tài Thương hội Thiên Long. Nếu hắn ta ra tay, kinh tế của Long Quốc cũng sẽ rối loạn. Nếu ông còn dám ngăn tôi, cả ông cũng sẽ đi chết. Diệp Phàm lạnh giọng quát. Gương mặt Tô Lâm khẽ thay đổi, trông thấy ánh mắt của Diệp Phàm, trong lòng ông ta không ngừng run rẩy. Ông ta có dự cảm, nếu như còn tiếp tục ngăn cản người này thì mình cũng phải bỏ mạng ở đây. Cuối cùng, Tô Lâm lùi về sau. Diệp Phàm tiếp tục đi về phía Hứa Thế Thần. Lúc này, bầu không khí ở hiện trường vô cùng áp lực. Cộc cộc cộc. Lúc này, một loạt tiếng bước chân vang lên từ phía sau Hứa Thế Thần. Một ông già đứng bên cạnh hắn ta. Người này chính là đấu giá viên của Thương hội Thiên Long, Nhan Hòa. Nhan lão, ông. Hứa Thế Thần ngẩng đầu nhìn Nhan Hòa, vẻ mặt hắn thay đổi, ngạc nhiên vì sao đối phương lại xuất hiện ở nơi này. Nhan lão, ông tới đúng lúc lắm, mau giết chết thằng danh này, hắn ta muốn giết tôi. Hứa Thế Thần vội vàng cầu cứu Nhan Hòa. Hắn ta biết thân phận của Nhan Hòa còn cao hơn địa vị của anh trai mình. Hơn nữa Nhan lão còn là cao thủ hàng đầu, nếu như ông ấy ra tay thì nhất định sẽ giết được người kia. Cậu không nên tới đây. Nhan Hòa nhìn Hứa Thế Thần, thản nhiên nói một câu. Đột nhiên ông ta ra tay, bóp nát cổ Hứa Thế Thần. Lúc này, đầu Hứa Thế Thần vẹo sang một bên, nằm trên mặt đất, hai mắt trừng lớn tràn đầy vẻ không thể tin nổi, chết không nhắm mắt. Hắn ta không ngờ Nhan lão lại ra tay với mình. Vì sao? Trong lòng Hứa Thế Thần có hàng vạn câu hỏi tại sao nhưng lại không có câu trả lời. Những người khác trông thấy cảnh tượng này, ai nấy đều mang vẻ mặt khiếp sợ. Người của Thương hội Giang Nam cũng ngây người. Ánh mắt Diệp Phàm cũng có chút ngạc nhiên nhìn Nhan Hòa. Nghe danh Nhan Hòa và thủ đoạn ra tay quyết đoán của ông ta, xem ra đối phương không đơn giản chỉ là một đấu giá viên tầm thường. Diệp công tử, ngại quá, chuyện này chỉ là hiểu nhầm, tất cả chỉ là hành vi cá nhân của Hứa Thế Thần, không liên quan gì tới Thương hội Thiên Long, xin cậu thứ lỗi. Nhan Hòa bước lên nói với Diệp Phàm. Nếu ông đã giết hắn rồi, vậy cũng không có gì cần nói thêm nữa. Diệp Phàm bĩu môi. Hôm nay, tôi thay mặt cho Thương hội Thiên Long tới chúc mừng Đường Thị khai trương chi nhánh thành công. Chúng tôi đặc biệt đưa tới một phần lễ vật chúc mừng. Nhan Hòa nói. Nói xong, hơn chục người xuất hiện mang theo 2 con sư tử làm bằng vàng ròng. Mọi người nhìn thấy 2 con sư tử vàng kim khí phách này, ánh mắt ai nấy đều lộ ra vẻ khiếp sợ. 2 tượng sư tử làm bằng vàng ròng, chỗ này phải bao nhiêu tiền đây? Vậy cũng quá hào khí rồi. Tất cả mọi người xung quanh đều chấn động không thôi. Lễ vật này của ông cũng đủ nặng đấy. Diệp Phàm nhìn Nhan Hòa, hờ hững nói. Có 2 pho tượng sư tử chấn giữ, Đường Thị nhất định sẽ vẻ vang thắng lợi, không còn kẻ xấu tới xâm phạm. Nhan Hòa mỉm cười nói. Tặng xong sư tử, ánh mắt Nhan Hòa liếc sang đám người Tử Vũ, kể từ ngày hôm nay, mấy người không còn bất cứ quan hệ gì với Thương hội Giang Nam và Thương hội Thiên Long. Dứt lời,
ông ta trực tiếp rời đi. Biểu cảm của đám tự uy cực kỳ khó coi, cơ thể bọn họ run lên, gương mặt tái nhợt. Bây giờ Thương hội Thiên Long không cần bọn họ nữa, đối mặt với Điện Long Vương chẳng khác nào chờ chết. Anh Tiểu Phàm, anh quen với ông ấy sao? Đường Sở Sở tò mò hỏi Diệp Phàm. Không quen. Diệp Phàm lắc đầu, hắn quả thật không quen ông ta, nhưng đối phương không chỉ tự tay giết chết em trai của thành viên cấp cao Thương hội Thiên Long vì đắc tội với hắn, còn tặng đại lễ hai tượng sư tử bằng vàng ròng, chắc chắn mục đích không hề đơn giản. Lẽ nào, ông ấy quen biết với các sư phụ? Diệp Phàm thầm suy đoán. Nếu như hắn đã không quen đối phương, cách giải thích duy nhất là đối phương biết một trong những sư phụ nên mới giúp đỡ hắn như vậy. Nhưng hiện tại hắn cũng không cách nào có được câu trả lời, không nghĩ những chuyện này nữa, Diệp Phàm liếc mắt về phía đám người Tử Uy. Xin lỗi. Khi Diệp Phàm nhìn tới, Tử Uy và đám người Thương hội Giang Nam bị dọa tới quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm xin tha thứ. Tôi đã từng cơ hội rồi, đáng tiếc mấy người lại không biết quý trọng. Khương Uyên, giao bọn họ lại cho ông đó. Dạy dỗ bọn họ tốt vào. Diệp Phàm hừ lạnh, rõ. Khương Uyên gật đầu, hắt phất tay, người của Điện Long Vương mang toàn bộ người của Thương hội Giang Nam đi. Được rồi, lễ khai trương tiếp tục. Diệp Phàm lên tiếng. Tiếp theo, lễ khai trương chi nhánh Đường Thị tiếp tục diễn ra. Mặc dù không có người của Thương hội Thiên Long ở đây, nhưng buổi lễ khai trương vẫn rất náo nhiệt, và sau chuyện vừa xảy ra, không ai dám coi thường Đường Thị nữa. Dù sao thì ngay cả người của Thương hội Thiên Long cũng đích thân mang lễ tới chúc mừng. Chỉ một câu của Diệp Phàm đã bắt toàn bộ người của Thương hội Giang Nam. Ai còn dám đối đầu với Đường Thị nữa? Lúc này, Minh Hách, Cảnh Thiên và người nhà họ Vương, còn có cả Tô Lâm đều vô cùng chấn động. Bọn họ không ngờ, Diệp Phàm còn quen biết với cả thành viên cấp cao của Thương hội Thiên Long. Hơn nữa, Nhan Hòa còn dám giết chết em trai của một trong chín tài thần. Điều này chứng minh, thân phận và địa vị của ông ta tuyệt đối không thấp hơn, nếu không thì đối phương cũng sẽ không dám làm như vậy. Vậy mà người có thân phận địa vị cao quý như Nhan Hòa lại cung kính với Diệp Phàm như vậy, có thể tưởng tượng được thế lực sau lưng Diệp Phàm đáng sợ tới mức nào. Giờ phút này, trong lòng tất cả bọn họ đều có suy nghĩ phải quan hệ thật tốt với Diệp Phàm. Nếu có thể bám lấy người này, tương lai gia tộc của họ sẽ có vô số lợi ích. Một tiếng sau, buổi lễ khai trương kết thúc, phân bộ Đường Thị bắt đầu làm việc bình thường. Thiếu chủ, đây là giấy chuyển nhượng tài sản của từng người. Bọn họ giao ra toàn bộ gia tài, muốn giữ lấy cái mạng. Nên xử lý thế nào, xin thiếu chủ định đoạt. Khương Uyên lấy ra một xấp giấy chuyển nhượng tài sản giao cho Diệp Phàm. Số này cộng lại cũng phải tương đương với cả cái Thương hội Giang Nam. Nếu họ đã muốn tiêu hết gia sản để giữ một mạng, vậy thì thành toàn cho họ đi. Về phần sản nghiệp này, đều giao cho ông quản lý. Diệp Phàm nói thẳng. Cảm ơn thiếu chủ đã tin tưởng. Khương Uyên cảm kích nói. Tiếp theo, ông phải sử dụng những tài nguyên này để giúp nhà họ Đường phát triển. Tôi muốn nhà họ Đường sau này trở thành tập đoàn hàng đầu cả nước. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vâng, thiếu chủ. Khương Nguyên gật đầu. Tiếp theo, Diệp Phàm dẫn Đường Sở Sở, Trần Tiểu Manh, A Cơ đi dạo một vòng Tô Thị. Mặc dù họ đã đến Tô Thị vài lần nhưng vẫn chưa có cơ hội xem kỹ. Đúng lúc nhân cơ hội lớn này mà đi dạo xem một chút. Bên kia Nhan Hòa đang ngồi trong xe, có một thuộc hạ nói, ông Nhan, ông đã giết Hứa Thế Kiệt, nên giải thích với Hứa Tài Thần thế nào đây? Nói với ông ta, nếu muốn tiếp tục làm thần tài của Long Thương Hội, vậy thì đừng quản gì cả, nếu không Long Thương Hội có rất nhiều nhân tài có thể thay thế vị trí của ông ta. Nhan Hòa bình tĩnh nói, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo khí tức bá đạo không thể nghi ngờ. Mà ở Đế Đô, trong một căn phòng hơi tối. Một người đàn ông mặc áo choàng đen và che nửa mặt đang ngồi trên ghế, một người đàn ông mặc đồ đen đứng trước mặt anh ta nói, thưa ngài, theo thông tin điều tra được, tin tức về thân phận của người này chỉ có từ sau khi hắn đến Thiên Hải. Còn tin tức trước khi hắn xuất hiện ở Thương Hải đều không tra ra được. Tuy nhiên, theo điều tra, quân đao đã từng có tiếp xúc với hắn, hơn nữa trước đó chiến bộ còn vì hắn mà từ chối yêu cầu của nước Lưu Ly, khiến nước Lưu Ly hủy bỏ hiệp ước trước kia. Ngay cả Long Soái của chiến bộ cũng cảnh báo các quân đoàn có ân oán với hắn không được tự ý hành động, nếu không sẽ bị xử lý theo luật quân sự. Hơn nữa, người này còn có quan hệ vô cùng thân thiết với Bách Hoa Lâu và Long Vương Điện, điều này chứng tỏ thân phận của hắn không hề đơn giản.
Người đàn ông mặc đồ đen nhìn người đàn ông đeo mặt nạ nói. Ngay cả tổ chức tình báo của Cục Giám sát số 2 cũng không thể tìm ra lai lịch của người này, hơn nữa tuổi còn trẻ đã mạnh mẽ như vậy, lại không kiêng nể gì đắc tội các thế lực khắp nơi, chẳng lẽ hắn là người của gia tộc ẩn mình trong truyền thuyết sao? Người đàn ông đeo mặt nạ nheo mắt lại, trầm giọng nói. Gia tộc ẩn mình? Là gì vậy? Người áo đen nghi hoặc nói. Đây không phải là thứ cậu có thể động vào. Người đeo mặt nạ nói. Vậy đại nhân, chúng ta có nên tiếp tục phái người đi đoạt ngọc rồng trong tay hắn không? Người đàn ông hỏi. Yên tâm, trong tay hắn chỉ có một viên ngọc rồng, cho dù muốn mở bảo vật cũng phải thu thập đủ 9 viên ngọc rồng. Trước hết hãy tìm hết số ngọc rồng còn lại. Đôi mắt của người đeo mặt nạ lấp lánh. Vâng ạ. Người áo đen gật đầu. Mà ở Tô Thị, mấy người Diệp Phàm đi loanh quanh một vòng lớn, sau đó tìm được một nhà hàng để ăn. Anh chàng này thật lợi hại, còn dẫn ba người đẹp đi ăn tối cùng nhau. Cô gái này là người của gia tộc nào? Khi Diệp Phàm cùng ba người khác tiến vào nhà hàng, trực tiếp thu hút sự chú ý của rất nhiều đàn ông trong nhà hàng. Họ thấy Diệp Phàm đi cùng ba cô gái xinh đẹp, đều tỏ ra ghen tị. Đi cùng ba người, tôi sắp bị ánh mắt của mấy tên kia nhìn chết rồi. Diệp Phàm không khỏi thở dài. Anh đúng là được tiện nghi mà còn khoe mẽ. Trần Tiểu Manh trợn mắt nhìn Diệp Phàm. Tiếp theo họ bắt đầu gọi đồ ăn. Đang ăn thì có một nhóm người từ bên ngoài bước vào. Người dẫn đầu là một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy, theo sau là một nhóm vệ sĩ, đầy vẻ hào hoa và trang trọng. Tiểu thư, cô đến rồi, mời vào. Chủ nhà hàng nhanh chóng đi tới và kính cẩn nói với người phụ nữ. Người phụ nữ đang định đi vào trong thì vô tình nhìn thấy nước mắt thiên sứ trên cổ Đường Sở Sở, trong mắt lóe lên. Tiểu thư, chiếc vòng cổ đó hình như là nước mắt thiên sứ, một trong ba món trang sức hàng đầu trong ngành trang sức. Một người hầu bên cạnh người phụ nữ lên tiếng. Nước mắt thiên sứ. Có phải là nước mắt thiên sứ đã được bán đấu giá tại cuộc đấu giá Thiên Long trước đây không? Trước đây tôi còn tiếc vì không thể chụp ảnh bảo vật quý hiếm này, không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy nó ở đây. Đôi mắt của người phụ nữ này lấp lánh. Tiểu thư, tôi nghĩ đây là vì ông trời cho rằng chỉ có cô mới đủ tư cách sở hữu nước mắt thiên sứ, cho nên cô mới gặp nước mắt thiên sứ ở đây. Người giúp việc nhanh chóng nói. Đúng vậy. Người phụ nữ này nhìn nước mắt thiên sứ, tràn ngập tình yêu và khao khát sâu sắc. Cô trực tiếp bước tới. Nước mắt thiên sứ của cô giá bao nhiêu? Tôi muốn nó. Người phụ nữ đi tới trước mặt Đường Sở Sở, nói thẳng. Đường Sở Sở đang ăn thì nghe thấy điều này, sửng sốt. Này, cô là ai vậy ti? Cô đang làm phiền chúng tôi ăn cơm đó, mau đi đi. Trần Tiểu Manh lập tức vẻ mặt bất mãn nói. Sao cô dám nói chuyện với tiểu thư nhà tôi như thế? Người có biết tiểu thư nhà tôi là ai không? Người hầu nhìn Trần Tiểu Manh mắng. Tôi không quan tâm cô ta là ai, dù sao làm phiền chúng tôi ăn cơm là không được, vậy nên hãy nhanh chóng rời đi. Trần Tiểu Manh tức giận nói. Tiểu thư, thật xin lỗi, chiếc vòng cổ này tôi không bán. Đường Sở Sở nhìn người phụ nữ nói. Không bán. Nếu tôi cứ muốn nó thì sao? Người phụ nữ nói với vẻ mặt mạnh mẽ, thì chính là muốn bị đánh. Chát. Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng, trực tiếp tát cô ta một cái. Người phụ nữ lập tức bị đánh văng ra ngoài, ngã trên đất phun máu, nửa bên mặt sưng lên. Tiểu thư. Vẻ mặt của người giúp việc thay đổi. Cô ta nhanh chóng bước tới và hét lên. Còn ngây ra đó, mau bắt lấy anh ta. Dám đánh tiểu thư, tuyệt đối không thể tha. Người giúp việc hét lên với nhóm vệ sĩ đi theo. Ngay lập tức, nhóm vệ sĩ xông về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm còn chưa kịp hành động thì đại hổ nhị hổ vẫn luôn âm thầm đi theo lao ra, thổi bay toàn bộ vệ sĩ. Khi nhóm người Diệp Phàm đến Tô Thị, hắn cũng đã cho đại hổ nhị hổ âm thầm đi theo, tùy lúc thay hắn ra tay. Các người. Khi người giúp việc nhìn thấy điều này, sắc mặt của cô ta vô cùng khó coi. Sao anh dám đánh tôi? Anh có biết tôi là ai không? Người phụ nữ ôm mặt và nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt hung dữ. Tôi mặc kệ cô là ai, nếu còn không cút, vậy thì không chỉ đơn giản là một cái tát. Diệp Phàm thờ ơ nói. Anh! Tiểu thư, chúng ta đi trước đi. Người phụ nữ còn muốn nói thêm gì nữa nhưng đã bị người giúp việc kéo đi. Chủ nhân! Đại hổ và nhị hổ gọi Diệp Phàm, lui đi. Diệp Phàm nói, hai anh em liền rời đi. Anh tìm hai vệ sĩ này từ đâu ra vậy? Trần Tiểu Manh kinh ngạc nói. Nhưng Diệp Phàm cũng không nói thêm gì.
họ ăn uống xong rời khỏi nhà hàng. Điện thoại di động của Trần Tiểu Manh đột nhiên vang lên. Mẹ, mẹ gọi con có gì không? Cái gì? Trần Tiểu Manh trả lời điện thoại xong, vẻ mặt cô ấy thay đổi nhanh chóng, vô cùng khó coi. Mẹ đừng lo lắng, con sẽ về ngay. Trần Tiểu Manh nói. Cô ấy cúp máy, vẻ mặt lo lắng. Tiểu Manh có chuyện gì vậy? Đường Sở Sở nhìn Trần Tiểu Manh hỏi. Chị họ, nhà em xảy ra chuyện, cha mẹ em gặp nguy hiểm, em phải về ngay. Trần Tiểu Manh vội vàng nói. Sao vậy? Vậy chị về nhà họ Trần cùng em, anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở vừa nói, ánh mắt quét qua Diệp Phàm. Anh sẽ đưa em đến đó. Diệp Phàm nói. Sau đó, họ lái xe thẳng đến nhà Trần Tiểu Manh. Quận Thiên Phủ, một trong 9 quận của Long Quốc. Mà quận Thiên Phủ là một quận rất hùng mạnh trong số 9 quận, mạnh hơn quận Giang Nam và quận Nam Thiên. Nhà họ Trần mà Trần Tiểu Manh sống là một gia đình giàu có ở thành phố Thiên Xuyên, quận lỵ của quận Thiên Phủ. Nhưng nhà họ Trần hiện giờ đã từ đỉnh cao rơi xuống đáy, các thế lực gia tộc lớn ở thành phố Thiên Xuyên lần lượt tuyên ba vạch rõ ranh giới với nhà họ Trần. Ngay cả những chức sắc thân cận với nhà họ Trần trước đây cũng tuyên ba không liên quan gì đến nhà họ Trần. Nhà họ Trần đột nhiên từ một gia tộc giàu có hàng đầu ở thành phố Thiên Xuyên trở thành một gia tộc bị mọi người cô lập. Những đối tác đã hợp tác với nhà họ Trần không ngần ngại phá bỏ hợp đồng và chấm dứt hợp đồng với nhà họ Trần, vì sợ dính líu đến nhà họ Trần sẽ bị giết. Mà quả thực là vậy. Mới hôm nay, thiếu gia nhà họ Ngô, một gia tộc giàu có khác ở thành phố Thiên Xuyên, đưa người tới nhà họ Trần, khiến gia chủ nhà họ Trần bị thương nặng. Sau đó nhà họ Ngô ra thông báo yêu cầu nhà họ Trần đưa đại tiểu thư nhà họ Trần đến nhà họ Ngô trong vòng 2 ngày, nếu không nhà họ Trần sẽ bị diệt tộc, tất cả những ai liên quan đến nhà họ Trần cũng sẽ bị giết từng người một. Chính vì thông báo này mà tất cả thế lực gia tộc đều vạch rõ ranh giới với nhà họ Trần, vì sợ bị nhà họ Trần liên lụy. Giống như nhà họ Trần, nhà họ Ngô cũng là một gia tộc giàu có ở thành phố Thiên Xuyên. Tuy nhiên, thế lực của nhà họ Ngô kém hơn nhà họ Trần rất nhiều, nhưng nhà họ Ngô lại rất may mắn. Em gái của gia chủ nhà họ Ngô không chỉ kết hôn với gia chủ nhà họ Công Tôn, trở thành phu nhân của nhà họ Công Tôn, một trong 10 gia tộc đứng đầu ở đế đô, thiếu gia nhà họ Ngô là Ngô Thừa còn trở thành con nuôi của người đứng đầu Long Vương Điện ở quận Thiên Phủ. Đột nhiên, nhà họ Ngô nhờ vào hai thế lực hàng đầu là nhà họ Công Tôn và Long Vương Điện, trực tiếp vượt qua nhà họ Trần. Lần này nhà họ Ngô quay lưng lại với nhà họ Trần, còn đưa ra thông báo này, thế lực các bên đều sợ bị liên lụy nên đã vạch rõ ranh giới với nhà họ Trần. Suy cho cùng, Long Vương Điện quận Thiên Phủ và nhà họ Công Tôn đang chống lưng cho nhà họ Ngô không phải là thứ họ có thể đắc tội. Mặc dù nhà họ Trần rất hùng mạnh, nhưng chỉ riêng phân điện ở quận Thiên Phủ của Long Vương Điện cũng đủ tiêu diệt bọn họ, đừng nói đến nhà họ Công Tôn, một trong 10 gia tộc lớn ở đế đô. Đó là một gia tộc hàng đầu có lịch sử hàng trăm năm, cội nguồn sâu xa, quyền lực cực cao, không thể so sánh với cái gọi là gia tộc giàu có của bọn họ. Vì vậy, nhà họ Ngô nói muốn tiêu diệt nhà họ Trần, hoàn toàn không phải lời nói khoa trương. Trừ khi nhà họ Trần chịu giao con gái lớn cho nhà họ Ngô, nếu không họ sẽ bị tiêu diệt. Vào lúc này, trong nhà họ Trần từng phồn hoa và huy hoàng giờ đây trở nên vô cùng chán nản và hoang tàn. Gia chủ nhà họ Trần bị thương nặng, nằm liệt giường, mọi người trong nhà họ Trần đều hoảng sợ. Ba, mẹ, nhóm người Trần Tiểu Manh vội vàng trở về nhà họ Trần. Vừa về đến nhà, cô ấy đã hét lên. Tiểu thư, cô về rồi. Quản gia nhà họ Trần thấy Trần Tiểu Manh trở về, kinh ngạc nói. Những thành viên khác của nhà họ Trần đều liếc nhìn Trần Tiểu Manh. Quản gia, ba mẹ tôi đâu? Trần Tiểu Manh hưng phấn hét lên. Gia chủ bị thương đang ở trong phòng, phu nhân cũng ở trong đó với gia chủ. Quản gia nói. Trần Tiểu Manh lập tức chạy tới phòng ngủ của ba mình. Trong phòng ngủ lúc này, gia chủ nhà họ Trần Trần Thiên Nam sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nằm trên giường, trông có vẻ đã bị thương nặng, vợ ông ấy là Đỗ Thanh đứng bên giường, nước mắt lưng tròng. Ba. Trần Tiểu Manh lao vào, gọi Trần Thiên Nam. Tiểu Manh, cuối cùng con cũng về rồi. Đỗ Thanh thấy Trần Tiểu Manh đã về, vội vàng nói. Mẹ, ba con thế nào rồi? Sao ông ấy lại bị thương? Sao không đến bệnh viện? Trần Tiểu Manh đi tới bên cạnh ba mình, nhìn sắc mặt tái nhợt không còn chút máu của ông ấy, sốt ruột nói. Nhà họ Ngô đã ra lệnh phong sát nhà họ Trần, bây giờ không có bệnh viện lớn nào dám chữa trị cho ba con.
thậm chí không có một bác sĩ nào dám ra tay chữa trị cho ông ấy. Đỗ Thanh nói trong nước mắt. Tiểu Manh, sao con lại về rồi? Trần Thiên Nam nghe thấy giọng Trần Tiểu Manh, liền mở mắt ra nhìn cô. Ba thế nào rồi? Ba sẽ ổn thôi, con sẽ tìm bác sĩ cho ba ngay bây giờ. Trần Tiểu Manh nhìn Trần Thiên Nam, lo lắng nói. Tiểu Manh, ai bảo con về? Mau rời khỏi đây, Trần Thiên Nam nói với Trần Tiểu Manh. Là em gọi Tiểu Manh về. Anh đã như vậy rồi, sao không cho Tiểu Manh biết? Đỗ Thanh nhìn chồng rồi nói. Em đúng là hồ đồ. Nếu lúc này Tiểu Manh về đây, chẳng phải sẽ rơi vào tay nhà họ Ngô sao? Mau đưa Tiểu Manh đi, đừng về thành phố Thiên Xuyên. Trần Thiên Nam vẻ mặt khó thở, liên tục ho. Ba, ở đây xảy ra chuyện gì? Trần Tiểu Manh vẻ mặt khó hiểu. Hai, Ngô Thành, thiếu gia nhà họ Ngô thích con, đến cửa cầu hôn. Nhưng người này phong lưu, cũng không biết đã hại bao nhiêu người phụ nữ rồi. Đương nhiên, ba con không thể gả con cho cậu ta, vì vậy ông ấy đã từ chối. Kết quả là, nhà họ Ngô đã đe dọa nhà họ Trần để chúng ta phải đồng ý cuộc hôn nhân này, nếu không họ sẽ tấn công nhà họ Trần. Hôm nay Ngô Thành dẫn người tới cửa, yêu cầu ba mẹ giao con ra, nhưng ba con không đồng ý, người mà Ngô Thành dẫn theo đã làm ba con bị thương, còn tuyên bố trong vòng 2 ngày đã phải đưa con đến nhà họ Ngô, nếu không nhà họ Trần sẽ bị tiêu diệt. Bây giờ các thế lực lớn đã biết được tin tức này, họ đã vạch rõ ranh giới với chúng ta và cô lập hoàn toàn nhà họ Trần. Đỗ Thanh thở dài nói. Cái gì, tiêu diệt nhà họ Trần? Ba mẹ, chuyện lớn như vậy sao không nói cho con biết sớm hơn? Vẻ mặt Trần Tiểu Manh rất khó coi. Gia chủ, quản gia nhà họ Trần vội vàng bước vào, có chuyện gì? Đỗ Thanh hỏi. Gia chủ, phu nhân. Các trưởng lão trong gia tộc cùng dẫn theo con cháu dòng chính và chi thứ của nhà họ Trần tập trung bên ngoài, yêu cầu gia chủ lập tức đưa đại tiểu thư đến nhà họ Ngô, tránh cho nhà họ Trần gặp họa diệt tộc. Nếu gia chủ không đồng ý, họ sẽ hợp lực để bãi nhiệm vị trí gia chủ của ngài, sau đó đích thân đưa đại tiểu thư đến nhà họ Ngô. Quản gia nói, cái gì, sao họ có thể làm vậy? Sắc mặt Đỗ Thanh thay đổi, đám khốn kiếp này, mẹ kiếp, Trần Thiên Nam tức giận hét lên. Đột nhiên phun ra một ngụm máu, trực tiếp ngất đi. Ba, Thiên Nam, gia chủ. Trần Tiểu Manh và những người khác hét lên, anh Tiểu Phàm, anh cứu chú Trần đi. Lúc này, Đường Sở Sở nói với Diệp Phàm, tránh ra hết đi. Diệp Phàm trực tiếp bước lên phía trước hô to, cậu là. Ánh mắt Đỗ Thanh quét về phía Diệp Phàm. Dì Đỗ, con là Sở Sở, anh ấy là Diệp Phàm, bạn trai của con, anh ấy rất giỏi y thuật. Hãy để anh ấy chữa trị cho chú Trần. Đường Sở Sở nói với Đỗ Thanh. Là Sở Sở sao, bạn trai con biết y thuật. Đỗ Thanh nhìn Đường Sở Sở nói, đúng vậy. Đường Sở Sở gật đầu. Diệp Phàm đi tới trước mặt Trần Thiên Nam, trực tiếp phung một cây kim bạc đâm vào một trong những huyệt đạo của ông ấy. Khi hắn tiếp tục vặn cây kim màu bạc tỏa ra ánh sáng, từng luồng năng lượng thần bí tiến vào trong cơ thể Trần Thiên Nam. Vài phút sau, khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt và không màu của Trần Thiên Nam thực sự bắt đầu hồng hào trở lại, sắc mặt yếu ớt dần ổn định. Diệp Phàm rút kim bạc ra, Trần Thiên Nam trực tiếp phun ra một ngụm máu bầm, cả người trở lại bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng huyền diệu này, Đỗ Thanh và quản gia đều sững sờ. Chàng trai, cảm ơn cậu. Không ngờ cậu lại giỏi y thuật như vậy. Trần Thiên Nam nhìn Diệp Phàm, kinh ngạc nói. Trước đây ông ấy đã từng điều tra về Diệp Phàm. Chỉ biết đối phương rất mạnh, nhưng không ngờ đối phương còn có y thuật lợi hại như vậy. Với vết thương này của ông ấy, cho dù có chữa trị cũng phải mất ít nhất mấy tháng mới khôi phục lại. Mà Diệp Phàm chỉ cần một cây kim bạc đã có thể khiến vết thương của ông ấy lập tức hồi phục, y thuật này quả thực vô cùng kỳ diệu, có thể sánh với thần y. Ba không sao rồi, tốt quá. Trần Tiểu Manh nhìn Trần Thiên Nam, ánh mắt hưng phấn nói, ánh mắt quét về phía Diệp Phàm, cảm ơn. Gia chủ, không hay rồi, các vị trưởng lão trong gia tộc chuẩn bị tổ chức họp gia tộc, chuẩn bị phế truất chức gia chủ của ngài. Vệ sĩ riêng của Trần Thiên Nam bước vào nói. Mấy lão già này vì mạng sống của bản thân mà thật sự muốn hy sinh con gái tôi. Xem tôi trị bọn họ như thế nào. Vẻ mặt Trần Thiên Nam lạnh lùng, quát lên. Ông ấy trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài căn phòng này tụ tập một đám người nhà họ Trần. Mấy ông già tóc hoa râm đứng đầu chính là mấy tộc lão của nhà họ Trần, vai vế còn cao hơn cả Trần Thiên Nam. Gia chủ, ông không sao rồi.
thấy Trần Thiên Nam đi ra ngoài, sắc mặt của mấy tộc lão này và mọi người của nhà họ Trần đều kinh ngạc. Lúc trước chẳng phải gia chủ còn bị thương nặng không xuống giường được à? Sao mới chốc lát đã không sao rồi? Thế nào, các người đều mong tôi chết sao? Trần Thiên Nam lạnh lùng quát. Tất nhiên chúng tôi không có ý này, chỉ là bây giờ nhà họ Trần tràn đầy nguy cơ, vẫn mong gia chủ suy nghĩ cho tính mạng của hơn 100 người trên dưới nhà họ Trần, giao đại tiểu thư cho nhà họ Ngô. Gia chủ, mặc dù cậu cả nhà họ Ngô hơi ăn chơi, nhưng dù sao cậu ta cũng là thiếu gia nhà họ Ngô, lại là con nuôi của chủ phân điện của Điện Long Vương ở quận Thiên Phủ, sau lưng còn có một thế gia như nhà họ Công Tôn chống lưng, với thân phận của cậu ta đã đủ xứng với đại tiểu thư rồi. Mấy tộc lão kia nhao nhao nói. Vẫn mong gia chủ suy nghĩ cho nhà họ Trần, con cháu khác của nhà họ Trần nhao nhao nói, dáng vẻ như bức vua thoái vị. Các người nói hay vậy, sao không dâng con gái của mình thay cho nhà họ Trần? Trần Thiên Nam này sẽ không làm ra chuyện hy sinh con gái ruột của chính mình vì gia tộc. Nhà họ Ngô kia muốn tiêu diệt nhà họ Trần ta, vậy nhà họ Trần ta sẽ chiến đấu một trận tới cùng với bọn họ. Tâm huyết của con cháu nhà họ Trần các người đi đâu rồi? Lẽ nào là sống cuộc sống an nhàn lúc trước lâu quá nên đã hủy diệt tôn nghiêm và khí khái đàn ông của các người rồi sao? Trần Thiên Nam tức giận, quát lên chấn động như sấm. Gia chủ, nhà họ Ngô kia có Điện Long Vương và nhà họ Công Tôn chống lưng, chúng ta đấu với bọn họ, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, chỉ có một con đường chết. Ông là gia chủ của nhà họ Trần, sao có thể vì con gái của mình mà chôn vùi cả gia tộc chứ? Nếu là như vậy thì ông không xứng làm gia chủ của nhà họ Trần. Vẻ mặt mấy tộc lão lạnh băng, hùng hổ hăm dọa nói. Các người đừng tranh nữa. Trần Tiểu Manh đột nhiên nói, ánh mắt cô ấy nhìn về phía Trần Thiên Nam, ba đưa con đến nhà họ Ngô đi. Tiểu Manh, con nói lung tung cái gì thế? Sắc mặt Trần Thiên Nam chợt thay đổi, nhìn Trần Tiểu Manh. Ba, không thể vì một mình con mà khiến cả gia tộc bị tiêu diệt, như vậy cả đời con sẽ không yên lòng. Trong mắt Trần Tiểu Manh chan chứa nước mắt, nói thẳng. Tiểu Manh, con đừng nóng vội, chuyện này vẫn chưa tới mức nghiêm trọng như vậy. Đường Sở Sở kéo lấy Trần Tiểu Manh khuyên nhủ, ánh mắt cô nhìn về phía Diệp Phàm, anh Tiểu Phàm, anh có thể giúp nhà họ Trần không? Chuyện đâu có gì lớn, cũng chỉ là nhà họ Ngô thôi, tiêu diệt là được. Diệp Phàm bĩu môi, vẻ mặt bình tĩnh nói, nhóc con, khẩu khí lớn lắm. Cậu biết sự đáng sợ của nhà họ Ngô không? Vậy mà dám nói lời huênh hoang này. Một tộc lão nhà họ Trần nhìn Diệp Phàm, hừ lạnh nói. Không biết, cũng không cần biết. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ánh mắt hắn liếc nhìn về phía Trần Thiên Nam, chú phái người dẫn tôi đến nhà họ Ngô, tôi đi tiêu diệt bọn họ. Mặc dù cô gái có ngực mà không có đầu óc như Trần Tiểu Manh vẫn luôn không hợp với hắn, nhưng dù sao bọn họ cũng sinh sống với nhau nhiều ngày như vậy rồi. Hắn cũng không thể nào trơ mắt nhìn cô nhóc này bị người ta chà đạp như vậy. Cho dù Đường Sở Sở không nói, hắn cũng sẽ ra tay. Diệp công tử, cậu muốn đi tiêu diệt nhà họ Ngô á? Nhà họ Ngô kia có phân điện quận Thiên Phủ của Điện Long Vương chống lưng, rất nhiều cường giả cũng muốn tiêu diệt bọn họ nhưng e là rất khó. Trần Thiên Nam nhìn Diệp Phàm, nói. Mặc dù ông ấy biết thực lực của người này phi phàm, nhưng đối phương muốn chống lại phân điện một quận của Điện Long Vương chỉ e là chuyện không thể nào. Không có gì khó. Diệp Phàm bĩu môi. Đã như vậy, Trần Thiên Nam tôi sẽ đến nhà họ Ngô với Diệp công tử. Hôm nay nếu nhà họ Ngô không bị tiêu diệt thì Trần Thiên Nam tôi sẽ chết. Các hộ vệ nhà họ Trần nghe lệnh, theo tôi đến nhà họ Ngô. Trần Thiên Nam lập tức quát. Gia chủ, suy nghĩ lại. Sắc mặt mọi người của nhà họ Trần chợt thay đổi, nhao nhao kêu lên. Đừng nói nữa, các người không muốn xuất chiến vì nhà họ Trần, tôi không quản được, nhưng hộ vệ của nhà họ Trần thì tôi vẫn có thể điều động. Trần Thiên Nam lạnh lùng quát. Tiếp theo, Trần Thiên Nam dẫn đầu tất cả hộ vệ nhà họ Trần và Diệp Phàm đi đến nhà họ Ngô, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với bọn họ. Rất nhanh tin tức này đã truyền khắp thành phố Thiên Xuyên, khiến cho thế lực các nơi chấn động. Bọn họ không ngờ nhà họ Trần lại ngông cuồng như vậy, dám chiến đấu với nhà họ Ngô. Đây không phải châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức à. Trong phút chốc, sự chú ý của các thế lực gia tộc lớn đều tập trung ở nhà họ Ngô, muốn xem cuối cùng nhà họ Trần sẽ là kết cục thế nào. Trong nhà họ Ngô, lúc biết Trần Thiên Nam dẫn đội hộ vệ nhà họ Trần đi về phía nhà họ Ngô, người của nhà họ Ngô đều cảm thấy không phải tên này điên rồi chứ, lại dám tuyên chiến với bọn họ.
Trần Thiên Nam này đúng là không biết sống chết. Đại thiếu nhà họ Ngô thừa hừ lạnh nói, nếu bọn họ đã muốn chết, vậy thì tác thành cho bọn họ. Qua ngày hôm nay, thành phố Thiên Xuyên sẽ không còn nhà họ Trần nữa. Sau này, thành phố Thiên Xuyên này thậm chí là cả quận Thiên Phủ chính là thiên hạ của nhà họ Ngô rồi. Gia chủ nhà họ Ngô Ngô Thiên Ân mạnh mẽ quát. Mười mấy phút sau, cả nhóm mấy trăm người Trần Thiên Nam đã đến nhà họ Ngô. Trần Thiên Nam, xem ra ông là muốn chết thật rồi. Ngô Thiên Ân bước ra ngoài, nhìn Trần Thiên Nam lạnh lùng quát. Soạt soạt soạt. Lúc này, trong nhà họ Ngô cũng có mấy trăm hộ vệ xông ra, trong đó còn có không ít cao thủ của phân điện Điện Long Vương. Ngô Thiên Ân, ông muốn tiêu diệt nhà họ Trần tôi à, không dễ thế đâu. Hôm nay cho dù tôi có chết cũng phải lột một lớp da của nhà họ Ngô các ông, để các ông cũng không được sống yên. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho tôi. Vẻ mặt Trần Thiên Nam đầy sát khí, giống lên. Ngay lập tức cả đám hộ vệ nhà họ Trần đã định giết về phía người của nhà họ Ngô nhưng lại bị Diệp Phàm ngăn chặn. Các người lui xuống đi. Diệp Phàm thản nhiên nói một câu. Diệp công tử. Trần Thiên Nam không hiểu nhìn Diệp Phàm, không lẽ đối phương thật sự muốn một mình đối phó với nhà họ Ngô? Nhóc con, mày là ai? Ngô Thiên Ân nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Đại hổ, nhị hổ, không được giữ lại ai hết. Diệp Phàm không trả lời câu hỏi của Ngô Thiên Ân mà trực tiếp ra lệnh. Vâng. Bóng dáng của đại hổ, nhị hổ đột nhiên xuất hiện, bọn họ siết chặt nắm đấm, xông thẳng về phía người nhà họ Ngô. Bịch. Đại hổ vừa đánh ra một quyền đã đánh xuyên lồng ngực của một hộ vệ nhà họ Ngô. Còn nhị hổ thì một quyền đánh nổ đầu của một hộ vệ nhà họ Ngô. Tiếp theo, hai anh em này trực tiếp hóa thân thành đồ tể, điên cuồng chém giết người của nhà họ Ngô. Trải qua trận chiến với bá vương Minh lúc trước, hai anh em đại hổ và nhị hổ đã hoàn toàn lột xác rồi. Lúc trước có lẽ còn hơi không thích ứng được việc giết người, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có loại cảm giác này nữa, thậm chí bọn họ còn có chút cảm giác hưng phấn. Chỉ trong nháy mắt, mấy hộ vệ nhà họ Ngô đã bị hai anh em đại hổ, nhị hổ giết chết rồi. Ngô Thiên Ân phản ứng lại, hô to, lên, giết chết bọn họ. Lúc này... Một đám hộ vệ nhà họ Ngô và tất cả người của Điện Long Vương đều xông lên, vây giết hai người đại hổ, nhị hổ. Nhưng cho dù đối mặt với sự bao vây tấn công của mấy trăm người, hai người đại hổ, nhị hổ vẫn vô cùng mạnh mẽ, giống như hai xe tăng hình người càn quét nghìn quân, đuổi giết những hộ vệ nhà họ Ngô và cường giả Điện Long Vương này. Thậm chí bọn họ ra tay càng hung dữ mạnh mẽ hơn, thần lực trong người bộc phát ra ngoài, mỗi một quyền đều đủ để đánh nổ người ta. Nắm đấm của hai anh em này còn khủng bố hơn cả đạn pháo, người chạm vào chắc chắn phải chết. Thấy hai anh em đại hổ, nhị hổ ác chiến với mấy trăm người lại không hề rơi vào thế yếu, vẻ mặt Trần Thiên Nam và hộ vệ nhà họ Trần đều chấn động. Còn ba con Ngô Thiên Ân và Ngô Thừa đều sợ đến ngây người. 5 phút sau, tất cả mấy trăm hộ vệ nhà họ Ngô và cao thủ Điện Long Vương phái đến đều bị hai anh em đại hổ, nhị hổ giết chết. Giờ phút này cả người của hai người bọn họ dính đầy máu tươi, sát khí hừng hực, giống như hai đồ tể địa ngục. Hai ba con Ngô Thiên Ân hoàn toàn ngây dại, đám người Trần Thiên Nam cũng hít ngược khí lạnh. Ngay sau đó, hai người đại hổ, nhị hổ đi về phía hai ba con Ngô Thiên Ân. Mày, bọn mày đừng qua đây, ba nuôi tao là chủ phân điện quận Thiên Phủ Điện Long Vương, nếu bọn mày dám làm bừa, ba nuôi tao sẽ không tha cho bọn mày đâu. Ngô Thừa nhìn đại hổ, nhị hổ. Vẻ mặt sợ hãi kêu lên. Hôm nay cho dù chủ điện Điện Long Vương đến cũng không cứu được bọn mày, khỏi cần vùng vẫy nữa. Diệp Phàm bĩu môi, lạnh lùng nói. Người trẻ tuổi, lá gan lớn thật đấy. Bỗng nhiên, một tiếng nói lạnh băng tràn đầy uy nghiêm truyền tới. Lúc này, bên ngoài nhà họ Ngô có một đám người đi vào. Dẫn đầu là người đàn ông mặt mày như ưng, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng, chính là chủ phân điện quận Thiên Phủ của Điện Long Vương Thiết Ưng. Phía sau ông ta có mấy chục cao thủ trên nhân cảnh thất trọng. Ba nuôi, cứu con. Ngô Thừa nhìn Thiết Ưng, kêu to. Người trẻ tuổi, cậu không để Điện Long Vương tôi vào mắt quá rồi nhỉ. Thiết Ưng nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt lạnh lùng quát, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh khiếp người, giống như sẽ ăn thịt người. Soạt. Diệp Phàm không nói lời dư thừa với đối phương, trực tiếp bày ra nhẫn Long Vương. Thấy nhẫn Long Vương trên ngón tay của Diệp Phàm, còn người Thiết Ưng co rút. Cơ thể run rẩy, khí thế ngang tàng nháy mắt đã tụt xuống. Cậu là... Lúc này, vẻ mặt Thiết Ưng không thể tin nổi nhìn Diệp Phàm.
Ông ta nhận ra đây chính là nhẫn Long Vương mà điện chủ điện Long Vương mới có thể đeo, nhưng sao nhẫn Long Vương này lại ở trong tay Diệp Phàm? Tên này có quan hệ gì với điện chủ điện Long Vương? Sốt cuộc cậu là ai? Ánh mắt Thiết Ưng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Ông cảm thấy tôi là ai? Diệp Phàm lạnh lùng cười. Sao nhẫn Long Vương này lại ở trong tay cậu? Cậu trộm được ở đâu? Vẻ mặt Thiết Ưng ngưng lại, nhìn Diệp Phàm quát. Điện chủ điện Long Vương biến mất nhiều năm, bây giờ đột nhiên nhảy ra một người trẻ tuổi cầm nhẫn Long Vương, Thiết Ưng không thể không nghi ngờ. Nói tôi trộm được. Vẻ mặt Diệp Phàm chợt lạnh, đột nhiên ra tay bóp lấy cổ của Thiết Ưng, nhấc ông ta lên. Thả chủ nhân ra. Sắc mặt những thuộc hạ của Thiết Ưng chợt thay đổi, kêu lên với Diệp Phàm rồi muốn ra tay. Trên người Diệp Phàm bộc phát ra một khí tức lạnh băng, trực tiếp trấn áp đám người này không thể động đậy. Vẻ mặt đầy sát khí của hắn nhìn chằm chằm Thiết Ưng, ông muốn chết à? Sắc mặt Thiết Ưng đỏ lên, như sắp nghẹt thở, thực lực cả người ông ta đã bị giam cầm không thể thi triển ra. Xin lỗi. Trong mắt Thiết Ưng hiện ra vẻ sợ hãi, nói. Bịch. Diệp Phàm vung tay, Thiết Ưng đập thẳng xuống đất, phun ra máu. Bây giờ còn cảm thấy nhẫn này của ta là trộm được không? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Là tôi sai rồi, xin lỗi. Thiết Ưng vội vàng quỳ dưới đất run cầm cập nói. Với thực lực nhân cảnh cửu trọng của ông ta lại bị đối phương chế phục trong nháy mắt, có thể tưởng tượng được thực lực của thanh niên này khủng bố cỡ nào. Lúc này Thiết Ưng đã bị thực lực đáng sợ của Diệp Phàm hoàn toàn chấn nhiếp rồi. Cậu ta tuổi còn trẻ lại mạnh như vậy, lại có nhẫn Long Vương của lão điện chủ, không lẽ cậu ta là đệ tử của lão điện chủ ư? Lúc này, Thiết Ưng nhìn Diệp Phàm, trong lòng suy đoán. Vừa nảy ra suy nghĩ này, trong lòng Thiết Ưng đã run rẩy, nhìn Diệp Phàm tràn đầy vẻ sợ hãi. Thấy cảnh này, người của nhà họ Trần và nhà họ Ngô đều ngây người như phỗng, biểu cảm hoàn toàn cứng đờ. Đại hổ, nhị hổ, tiếp tục. Lúc này, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đại hổ, nhị hổ trực tiếp đi về phía ba con nhà họ Ngô. Đừng, bọn mày không thể giết bọn tao, em gái tao là phu nhân nhà họ Công Tôn, một trong 10 thế gia lớn của đế đô. Ngô Thiên Ân kêu lên. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên, lại có một đám người xuất hiện ở đây, dẫn đầu là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Các người lại là từ đâu nhảy ra? Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Tôi là người của nhà họ Công Tôn, các người muốn làm cái gì? Người đàn ông khoảng 30 tuổi này nhìn đám người Diệp Phàm, quát. Nhà họ Công Tôn đến rồi, bọn mày chết chắc rồi. Ngô Thiên Ân nhìn người của gia tộc Công Tôn xuất hiện ở đây, vẻ mặt kích động kêu lên. Ồn ào. Sắc mặt Diệp Phàm chợt lạnh. Đại hổ đánh ra một quyền, trực tiếp đánh nổ đầu của Ngô Thiên Ân, còn nhị hổ thì đánh nổ người của đại thiếu nhà họ Ngô. Các người. Xem tới đây, sắc mặt người của gia tộc Công Tôn kia chợt thay đổi, tức giận nhìn chằm chằm đám người Diệp Phàm. Bắt lấy. Người này kêu lên, cao thủ gia tộc Công Tôn ở phía sau hắn ta xông về phía đám người Diệp Phàm. Bịch. Đột nhiên, Thiết Ưng ra tay. Đánh bay nhóm cao thủ của gia tộc Công Tôn ra ngoài. Thiết tiên sinh, ông đang có ý gì đây? Người đàn ông của gia tộc Công Tôn kia nhìn Thiết Ưng, sắc mặt hắn ta chợt thay đổi, rõ ràng có quen biết đối phương. Các người không thể động vào cậu ấy. Thiết Ưng lạnh lùng nói. Nếu như Diệp Phàm thật sự là đệ tử của lão điện chủ, vậy thì ông ta nhất định phải nắm bắt cơ hội lấy lòng đối phương, vì điều này đắc tội với gia tộc Công Tôn cũng không tiếc. Thiết Ưng. Ngô Thiếu là con nuôi của ông, bây giờ con nuôi của ông chết rồi, ông lại muốn bảo vệ hung thủ. Ông đang có ý gì đây? Người của gia tộc Công Tôn kia nhìn Thiết Ưng, quát lên. Đừng nói nhảm với hắn ta, giết chết đi. Diệp Phàm trực tiếp nói. Vâng. Thiết Ưng gật đầu, trực tiếp ra tay, một ưng chảo đuổi giết ra, đã giết chết người của gia tộc Công Tôn này ngay tại chỗ. Tiếp theo, Đại Hổ. Nhị hổ và người của Thiết Ưng thẳng tay tiến hành đại càn quét nhà họ Ngô. Trên dưới cả nhà họ Ngô bị tiêu diệt toàn bộ. Thậm chí thế lực ngoài nhà họ Ngô cũng bị người của Điện Long Vương hủy diệt toàn bộ. Nhà họ Ngô lớn như thế trong chốc lát đã biến thành hư vô. Kết quả này là điều các thế lực của thành phố Thiên Xuyên tuyệt đối không ngờ tới. Bọn họ đều cho rằng lần này bên bị tiêu diệt chắc là nhà họ Trần, nhưng cuối cùng lại là nhà họ Ngô bị tiêu diệt rồi. Thậm chí ngay cả phân điện quận Thiên Phủ của Điện Long Vương có quan hệ tốt tới mức mặc chung một quần với nhà họ Ngô vậy mà cũng hạ sát thủ với nhà họ Ngô. Đây rốt cuộc là chuyện gì?
nhà họ Ngô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng đáp án này chỉ có người của Điện Long Vương và nhà họ Trần mới biết. Đối với chuyện này, Trần Thiên Nam càng cảnh cáo hộ vệ nhà họ Trần không được truyền ra ngoài. Vì vậy người ngoài hoàn toàn không biết rốt cuộc trong nhà họ Ngô đã xảy ra chuyện gì, càng không biết sao nhà họ Ngô lại bị tiêu diệt. Nhưng mặc kệ thế nào, nhà họ Ngô quả thật đã bị tiêu diệt rồi. Mà nhà họ Trần nhân cơ hội tiếp quản tất cả sản nghiệp của nhà họ Ngô, lại càng tăng lên một bậc. Tin tức này truyền ra, đã làm chấn động cả quận Thiên Phủ, trên dưới nhà họ Trần đều vô cùng kinh ngạc. Sau khi nhà họ Ngô diệt vong, Trần Phàm đi theo Thiết Ưng đến căn cứ phân điện quận Thiên Phủ. Công tử, cậu là đệ tử của lão điện chủ sao? Thiết Ưng nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt căng thẳng hỏi. Ông cũng rất thông minh. Diệp Phàm mỉm cười. Thuộc hạ Điện Long Vương Thiết Ưng bái kiến thiếu chủ. Nháy mắt, Thiết Ưng đã quỳ xuống, nói với Diệp Phàm. Trong lòng ông ta dâng lên một trận sóng to gió lớn, một khi đối phương trở thành điện chủ Điện Long Vương, vậy thì ông ta sẽ có cơ hội một bước lên trời rồi. Ông cũng coi như đủ cơ trí. Nhưng mà liên quan tới thân phận của tôi tạm thời không hy vọng có quá nhiều người biết, hiểu không? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Thuộc hạ hiểu rồi. Thiết Ưng gật đầu. Nhưng tôi hơi tò mò, đại thiếu nhà họ Ngô kia vô dụng như vậy, sao ông lại nhận đối phương làm con nuôi, lẽ nào là vì gia tộc công tôn gì đó kia? Diệp Phàm đột nhiên tò mò hỏi. Khởi bẩm thiếu chủ, tất cả những chuyện này đều là mệnh lệnh của Long Thủ Thiên Cấp. Ông ta muốn lôi kéo thế gia công tôn nên bảo tôi nhận thiếu gia nhà họ Ngô làm con nuôi, mượn nhà họ Ngô để lôi kéo thế gia công tôn. Thiết Ưng nói. Xem ra để được làm Long Vương, những Long Thủ này đúng là đã tốn hết tâm tư. Diệp Phàm lạnh lùng cười nói. Long Thủ Thiên Cấp làm như vậy không chỉ vì thế gia công tôn, còn có một nguyên nhân chính là vì lão tam nhà họ Ngô. Thiết Ưng nói. Lão tam nhà họ Ngô. Nhà họ Ngô tổng cộng có 3 anh em. Lão đại chính là gia chủ nhà họ Ngô kia, còn lão nhị chính là phu nhân của thế gia công tôn, lão tam Ngô Thiên Kiếm là cường giả hắc ám xếp thứ 39 ở hắc bảng nước ngoài. Nghe nói thế lực ở nước ngoài của hắn ta vô cùng to lớn, Long Thủ Cấp Thiên cũng muốn nhân cơ hội lôi kéo Ngô Thiên Kiếm và thế lực dưới trướng của hắn ta. Thiết Ưng nói chi tiết. Lão tam nhà họ Ngô vậy mà có thể xếp thứ 39 hắc bảng. Diệp Phàm hơi kinh ngạc nói. Hắn từng nghe tứ sư phụ nhắc tới hắc bảng. Hắc bảng này là một xếp hạng của tổ chức ám võng đối với các cường giả thực lực lớn của thế giới hắc ám. Cả hắc bảng chỉ có 50 người, người có thể xếp vào trong đó đều là cường giả đỉnh cấp của thế giới hắc ám. Tùy tiện một người cũng có năng lực phá hủy một thế lực siêu cấp thậm chí là giết chết vua của một nước. Trong hắc bảng, xếp hạng càng đứng phía trước thì thực lực sẽ càng mạnh. Có thể xếp thứ 39 hắc bảng đủ để chứng tỏ thực lực mạnh mẽ của hắn ta. Chắc chắn không phải cao thủ huyền cảnh bình thường có thể chống lại. Chẳng trách Long Thủ Cấp Thiên kia lại muốn lôi kéo. Không ngờ gia chủ nhà họ Ngô kia vô dụng như vậy, thực lực của em trai lại đủ mạnh. Diệp Phàm mỉm cười. Thiếu chủ, lần này cậu tiêu diệt nhà họ Ngô, lão nhị nhà họ Ngô và lão tam nhà họ Ngô chắc chắn sẽ trả thù. Cậu phải cẩn thận, hay là tôi phái người chuyên môn bảo vệ cậu? Thiết Ưng nhìn Diệp Phàm nói. Tôi cần những người kia của ông bảo vệ sao? Diệp Phàm lạnh lùng cười nói. Thiết Ưng đột nhiên ý thức được ngay cả ông ta mà thiếu chủ này cũng có thể giết trong nháy mắt, những thủ hạ kia của ông ta quả thật không có tư cách đi bảo vệ đối phương. Thực lực của thiếu chủ vô song, quả thật không cần bảo vệ. Thiết Ưng cung kính nói. Sau đó, Diệp Phàm đã rời khỏi nơi này, trở về nhà họ Trần. Diệp Phàm, cảm ơn anh đã cứu cả nhà tôi. Hắn vừa trở về, Trần Tiểu Manh đã cảm kích nói với hắn. Em khách sáo như vậy khiến anh hơi không quen. Diệp Phàm trêu đùa. Trần Tiểu Manh lập tức trợn trắng mắt với Diệp Phàm. Diệp công tử, ân huệ hôm nay, nhà họ Trần tôi suốt đời không quên. Sau này có bất cứ điều gì cần nhà họ Trần tôi làm, cậu cứ việc lên tiếng. Trần Thiên Nam bước tới trước mặt Diệp Phàm, vẻ mặt cung kính nói. Chút chuyện nhỏ, không cần để ý. Diệp Phàm xua tay. Sở sở, bây giờ trời cũng không còn sớm. Tối nay các cháu ở lại đây đi. Đúng lúc buổi tối để dì Đỗ của cháu làm mấy món, chúng ta tụ tập, nhân tiện cảm ơn Diệp công tử luôn. Lúc này, Trần Thiên Nam nhìn Đường Sở Sở nói. Được à? Đường Sở Sở gật đầu. Tiếp theo, Diệp Phàm và Đường Sở Sở đã cùng ăn cơm tối với người nhà họ Trần. Sở Sở, Diệp công tử, đây là phòng dì chuẩn bị cho các cháu thấy thế nào? Ăn cơm xong,
Đỗ Khanh dẫn Diệp Phàm và Đường Sở Sở đến một phòng ngủ. Một phòng ngủ sao? Diệp Phàm nói. Dì nghe nói các cháu là bạn trai bạn gái, cho nên chỉ chuẩn bị một phòng. Đỗ Khanh nói. Cảm ơn dì, một phòng là được rồi ạ. Đường Sở Sở nói. Vậy được, các cháu nghỉ ngơi trước đi. Đỗ Khanh gật đầu, rồi rời đi. Bà xã, xem ra tối nay chúng ta phải ở chung một phòng rồi. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở, trêu ghẹo. Anh Tiểu Phàm, có phải anh không muốn ngủ chung với em không? Đường Sở Sở hơi căng thẳng nhìn Diệp Phàm. Em đừng nghĩ nhiều, không có chuyện đó. Diệp Phàm nói, trực tiếp kéo Đường Sở Sở vào trong phòng. Sau đó, bọn họ đã nằm lên một chiếc giường, nhưng mà không khí này ngược lại hơi vi diệu. Đường Sở Sở và Diệp Phàm nằm trên giường, đều là dáng vẻ đàng hoàng. Anh Tiểu Phàm, anh mãi không làm chuyện đó với em. Có phải vì đại sư phụ không? Bỗng nhiên, Đường Sở Sở quay người nhìn Diệp Phàm, hỏi. Sao em lại nghĩ như vậy? Diệp Phàm sửng sốt. Đại sư phụ trông nghiêng nước nghiêng thành, anh vẫn luôn có ý nghĩ với đại sư phụ đúng không? Ánh mắt Đường Sở Sở lấp lánh nhìn Diệp Phàm. Anh! Đối mặt với câu hỏi của Đường Sở Sở, nhất thời Diệp Phàm không biết trả lời thế nào. Nếu nói Diệp Phàm không có bất kỳ tâm tư gì với đại sư phụ nghiêng nước nghiêng thành, thần bí như tiên kia thì chắc chắn là nói dối. Hồi nhỏ hắn nhìn thấy đại sư phụ đều nói là sau này lớn lên muốn cưới đại sư phụ. Nhưng hắn dần trưởng thành, không còn to gan như hồi nhỏ nữa. Bởi vì hắn phát hiện đại sư phụ chính là tiên nữ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể khinh nhờn. Mặc dù Diệp Phàm tự thấy bản thân đủ mạnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình không xứng với đại sư phụ. Anh Tiểu Phàm, em đã sống trên núi Cửu Long 3 năm, có thể nhìn ra anh có tình cảm đặc biệt với đại sư phụ. Em không hy vọng xa vời mình có thể thay thế vị trí của đại sư phụ trong lòng anh, chỉ cần trong lòng anh có một vị trí cho Sở Sở là em đã thỏa mãn rồi. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt thâm tình. Cô ngốc này, trong lòng anh luôn có em. Em và đại sư phụ đều là người quan trọng nhất trong lòng anh. Còn tại sao anh không làm chuyện đó với em, thật ra là bởi vì thể chất của em. Đại sư phụ từng nói thân thể huyền âm của em là thể chất tu luyện tuyệt vời. Chỉ điều nếu em phá trinh thì hiệu quả tu luyện sẽ giảm rất nhiều, cho nên anh mới không làm chuyện đó với em. Diệp Phàm ôm Đường Sở Sở giải thích. Có thật không? Đường Sở Sở mở to mắt nhìn Diệp Phàm. Đương nhiên là thật, anh đã lừa em bao giờ đâu. Diệp Phàm khẽ véo mũi Đường Sở Sở. Vậy khi nào em mới thật sự trở thành người phụ nữ của anh? Đường Sở Sở tò mò hỏi. Đợi khi nào thực lực của em lên đến một cảnh giới nhất định là được. Bây giờ em có thể bắt đầu tu luyện chưa? Đường Sở Sở sốt sắng muốn tu luyện. Đừng vội, chờ đến đêm trăng tròn, lực lượng huyền âm trong cơ thể em sẽ tích lũy đến cực hạn. Tới lúc đó em bắt đầu tu luyện thì hiệu quả tốt hơn. Diệp Phàm nhẹ giọng nói. Vâng, nhưng mà anh Tiểu Phàm này, tối nay em muốn anh ôm em ngủ. Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm làm nũng. Vậy chẳng phải là em đang thử thách anh sao? Chẳng may anh không nhịn được ăn em thì sao? Diệp Phàm cười bất đắc dĩ. Vậy thì ăn thôi, trong lòng em, trở thành người phụ nữ của anh còn quan trọng hơn tu luyện. Đường Sở Sở tỏ vẻ rửng rưng. Sau đó, cô ôm eo Diệp Phàm, nằm trong lòng hắn. Người đẹp nằm trong lòng, là đàn ông bình thường thì ai mà chẳng dục dịch chứ, Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Nhưng vì tương lai của Sở Sở, hắn chỉ có thể nhịn. Làm Liễu Hạ Huệ. Trong một căn phòng khác của nhà họ Trần, gia đình ba người Trần Thiên Nam, Đỗ Khanh và Trần Tiểu Manh đều có mặt. Ba mẹ gọi con tới đây làm gì vậy ạ? Trần Tiểu Manh ngồi cau nhau. Tiểu Manh à, con và Diệp công tử đã sống dưới một mái nhà lâu như vậy, con có suy nghĩ gì không? Trần Thiên Nam hỏi Trần Tiểu Manh. Suy nghĩ gì cơ? Trần Tiểu Manh kinh ngạc. Con không nảy sinh tình cảm với Diệp công tử sao? Trần Thiên Nam tiếp tục nói. Ba nói linh tinh gì thế? Anh ấy là bạn trai của chị họ đấy. Trần Tiểu Manh lập tức đen mặt. Có gì đâu, hai đứa nó chưa kết hôn mà. Phải đó, lúc nãy mẹ chuẩn bị phòng cho hai đứa nó, mẹ thấy hình như hai đứa nó chưa ngủ với nhau đâu. Đỗ Khanh xen lời. Tiểu Manh à, Diệp công tử còn trẻ, không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn có y thuật cao siêu. Chắc chắn tương lai đầy triển vọng. Cậu ấy là con cưng của trời đấy, con nhất định phải nắm lấy cơ hội. Trần Thiên Nam khuyên nhủ. Ba mẹ đừng nghĩ nhiều nữa, con sẽ không cướp bạn trai của chị họ đâu. Con sẽ không làm con giáp thứ 13.
Trần Tiểu Manh lập tức tỏ rõ thái độ. Nếu con có tình cảm với cậu ấy thì đừng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cùng lắm thì con và Sở Sở có thể chung chồng, chuyện này rất phổ biến trong các thế gia vọng tộc như chúng ta. Người ưu tú như Diệp công tử không có khả năng tương lai chỉ có một cô vợ. Trần Thiên Nam khuyên nhủ Trần Tiểu Manh. Ba nói linh tinh gì thế? Con không nói chuyện với ba mẹ nữa đâu, con đi ngủ đây. Trần Tiểu Manh lập tức chạy ra ngoài. Thiên Nam à, cái cậu Diệp Phàm kia thật sự tốt như vậy sao? Đáng để Tiểu Manh nhà chúng ta chung chồng với người phụ nữ khác sao? Đỗ Khanh nhìn Trần Thiên Nam. Tôi có dự cảm tương lai cậu ấy chắc chắn là rồng trong biển người, có thành tựu to lớn. Tiểu Manh làm vợ cậu ta tuyệt đối không thiệt. Hơn nữa, tôi thấy con nhóc này cũng có ý với cậu ấy, chẳng qua nó chưa phát hiện ra thôi. Trần Thiên Nam cười khẽ. Trong một căn biệt thự xa hoa nào đó ở Long Quốc. Xin lỗi em trai, tất cả là tại anh không bảo vệ em thật tốt. Một người đàn ông mặc đồ trắng, khí thế phi phàm đang quỳ dưới đất, ôm thi thể của Hứa Thế Thần, trong mắt ngùn ngụt sát ý, sắc mặt xanh mét. Người này chính là Hứa Thế Thiên, một trong 9 thần tài của Thương hội Thiên Long. Xin chủ nhân nén đau buồn. Một người đàn ông mặc vest, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã đứng sau Hứa Thế Thiên, hắn ta tên Tôn Bân, là trợ thủ và cũng là thuộc hạ đắc lực nhất của Hứa Thế Thiên. Không ngờ Nhan lão lại mặc cho một người ngoài giết em trai của tôi, rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Hứa Thế Thiên đấm xuống sàn nhà, lạnh lùng nói. Theo tôi phân tích thì tên Diệp Phàm này không đơn giản, hơn nữa cậu ta còn tham dự buổi đấu giá tối hôm đó. Mua được ngọc rồng và cỏ thiên thủy. Mà lần này Nhan lão đột nhiên chạy tới thành phố Tô làm đấu giá viên cho buổi đấu giá ấy chưa biết chừng có liên quan đến người này. Chẳng qua chúng ta vẫn chưa biết cụ thể giữa bọn họ có quan hệ gì mà thôi. Nhưng mà chủ nhân tuyệt đối đừng kích động. Dù sao với thân phận của Nhan lão, nếu ngài gây sự thì sẽ gặp rắc rối lớn. Tôn Bân đẩy kính phân tích. Lẽ nào cứ bỏ qua mối thù của em trai tôi như thế? Tôi chỉ có một người thân này thôi. Hứa Thế Thiên hét lên, vẻ mặt u ám. Nếu chủ nhân thật sự muốn báo thù thì phải leo lên vị trí cao hơn trong Thương hội Thiên Long, nắm giữ quyền lợi và địa vị cao hơn Nhan lão. Đến lúc đó, cho dù ngài giết hắn cũng không sao. Tôn Bân lên tiếng. Nói thì dễ, mặc dù hiện tại tôi là thần tài, nhưng thế lực trung tâm chân chính của Thương hội Thiên Long đều nằm trong tay Nhan Hòa và 4 nguyên lão còn lại, làm sao tôi có thể nắm giữ quyền lợi cao hơn bọn họ. Hứa Thế Thiên lạnh lùng nói. Nếu chủ nhân hợp tác với hắn thì chắc hẳn có hy vọng. Nói không chừng đến lúc đó cả Thương hội Thiên Long đều thuộc về chủ nhân. Tôn Bân thình lình nói. Hắn. Hứa Thế Thiên nghĩ tới ai đó, sắc mặt lập tức thay đổi, ánh mắt lấp lóe không ngừng. Chủ nhân, chuyện này rất quan trọng, ngài phải suy nghĩ thật kỹ. Không cần suy nghĩ, anh thay tôi liên lạc với hắn ngay đi. Nhan Hòa bất nhân với tôi thì đừng trách tôi bất nghĩa. Hứa Thế Thiên lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sát ý nồng đậm. Vâng, thưa chủ nhân. Tôn Bân gật đầu. Trong một căn nhà nào đó ở đế đô, một cô gái mặc váy trắng, buộc tóc đuôi ngựa, ngoại hình xinh xắn, dáng vẻ thùy mị nho nhã đang thu xếp hành lý. Một nữ sinh khác mặc áo da, thân hình nóng bóng, tóc tết thường nằm trên chiếc giường bên cạnh. Vân Hy, cậu thật sự muốn đi Thiên Hải sao? Cậu đi thì tớ biết tìm ai chơi bây giờ. Nữ sinh mặc áo da ngồi dậy, hỏi cô gái đang thu xếp hành lý. Lần này Thiên Hải xuất hiện một vị thần y, tớ nhất định phải đến gặp anh ấy. Nếu có cơ hội học đông y từ anh ấy thì có thể tạo phúc cho bách tính một phương. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa trả lời, giọng nói êm tai như tiếng sơn ca. Vân Hy, không phải cậu bị lừa chứ? Trên đời này làm gì có thần y? Nữ sinh mặc áo da bĩu môi, tỏ vẻ không tin. Không sai đâu. Tớ đã xem đoạn video trên mạng về vị thần y kia ở Bệnh viện Nhân dân Thiên Hải. Y thuật của người này còn cao siêu hơn viện trưởng Hoa, chắc chắn là một vị thần y. Hơn nữa, lúc đó viện trưởng Hoa cũng có mặt, không giả được đâu. Tớ nhất định phải bái anh ấy làm sư phụ, học y thuật cứu người chân chính. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa trầm giọng nói. Vậy khi nào thì cậu về? Cô gái mặc áo ra hỏi. Khi nào học xong tớ sẽ về? Cô gái buộc tóc đuôi ngựa thản nhiên đáp. Vân Hy, không phải cậu thích vị thần y kia đấy chứ? Tớ nói cho cậu biết, cậu là người có hôn ước rồi đấy. Đột nhiên cô gái mặc áo ra nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa và nói. Cậu nói linh tinh gì thế?
Gương mặt của cô gái buộc tóc đuôi ngựa đỏ bừng, tớ chỉ muốn học y thôi. Hôn ước của tớ do ông nội tớ và điện chủ điện Long Vương quyết định, không liên quan gì tới tớ hết. Huống chi điện chủ điện Long Vương đã mất tích nhiều năm, hôn ước này đã bị hủy bỏ từ lâu rồi. Tớ muốn tự làm chủ hôn nhân của mình, người chồng tương lai của Khương Vân Hy này chỉ có thể là người tớ yêu, không phải là một người lạ chưa từng gặp mặt. Đôi mắt của cô gái này sáng lấp lánh, vẻ mặt cực kỳ kiên định. Mà lúc này, tại gia tộc Công Tôn, một trong 10 gia tộc lớn nhất đế đô. Khi Công Tôn phu nhân biết nhà ngoại bị tiêu diệt, bà ta nổi trận lôi đình. Phu nhân đừng tức giận, coi chừng ảnh hưởng tới sức khỏe. Tộc trưởng của gia tộc Công Tôn là Công Tôn Hằng an ủi. Phu quân, anh cả của tôi và tiểu thừa đều chết rồi, người thân của tôi đều mất rồi, ông bảo tôi không giận sao được. Công Tôn phu nhân đau khổ nói. Phu nhân cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ báo thù cho bà. Đối phương không chỉ có tiêu diệt nhà họ Ngô mà còn giết người của gia tộc Công Tôn chúng ta. Nếu không báo mối thù này, chuyện đồn ra ngoài thì gia tộc Công Tôn chúng ta còn mặt mũi nào tồn tại. Thống lĩnh quân quận vệ quận Thiên Phủ là người của gia tộc chúng ta. Tôi đã liên lạc với ông ta, yêu cầu ông ta lập tức tra rõ hung thủ là ai, sau đó bắt tên hung thủ này lại, đến lúc đó sẽ giao người cho phu nhân đích thân xử lý. Công Tôn Hằng nói. Được, cảm ơn phu quân. Công Tôn phu nhân gật đầu. À đúng rồi phu quân, có cần báo chuyện này cho Thiên Kiếm không? Công Tôn phu nhân hỏi. Chờ bắt được hung thủ rồi tính sau. Nếu Thiên Kiếm biết, e là Long Quốc sẽ nổi gió tanh mưa máu. Công Tôn Hằng trầm giọng đáp. Ngày hôm sau, sáng sớm, bên ngoài nhà họ Trần xuất hiện mấy nghìn chiến sĩ được vũ trang đầy đủ. Tất cả đều là quân quận vệ quận Thiên Phủ. Bao vây nhà họ Trần cho tôi, một con ruồi cũng không để lọt. Một người đàn ông trung niên mang sắc mặt lạnh lùng ra lệnh. Ông ta là thống lĩnh quân quận vệ quận Thiên Phủ, còn là người của gia tộc Công Tôn, tên là Công Tôn Vệ. Sau khi nhận được tin tức từ Công Tôn Hằng, Công Tôn Vệ tức tốc tiến hành điều tra chuyện nhà họ Ngô diệt vong. Tất nhiên kết quả tra được nhà họ Trần là hung thủ lớn nhất. Nhà họ Trần lập tức bị bao vây. Công Tôn Vệ đạp một phát mở cổng nhà họ Trần, sau đó dẫn theo các chiến sĩ của quân quận vệ xông vào nhà họ Trần. Nhiều chiến sĩ quân quận vệ được vũ trang đầy đủ như vậy xông vào làm nhà họ Trần hoảng loạn. Hộ vệ của nhà họ Trần còn chưa ra tay đã bị quân quận vệ đè xuống đất. Lúc này, đám người Trần Thiên Nam đi ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông ấy chợt biến sắc. Các người muốn làm gì? Trần Thiên Nam gằn giọng chất vấn. Trần Thiên Nam, ông to gan thật đấy, nhà họ Ngô mà ông cũng dám diệt. Công Tôn Vệ nhìn Trần Thiên Nam, lạnh lùng nói. Gia tộc Công Tôn phái ông tới ư? Trần Thiên Nam hỏi. Đúng vậy, tộc trưởng ra lệnh cho tôi điều tra hung thủ, đưa toàn bộ hung thủ về gia tộc Công Tôn giao cho phu nhân xử lý. Bắt hết bọn họ lại, không tha cho một ai. Kẻ nào dám chống cự thì giết không tha. Công Tôn Vệ ngang ngược quát. Các chiến sĩ quân quận vệ chuẩn bị ra tay bắt người. Các người muốn làm gì? Trần Tiểu Manh đi ra, hét to với đám người này. Mới sáng sớm đã quấy rầy mộng đẹp của người ta. Các người bị điên à? Diệp Phàm dụi mắt đi ra ngoài, bộ dạng ngáy ngủ. Đêm qua Diệp Phàm phải thầm niệm đạo đức kinh cả đêm để khắc chế bản thân, ngăn mình hóa sói ăn bé cừu non đường sở sở. Có thể nói cả đêm qua hắn không sao ngủ được. Khó khăn lắm mới sắp chìm vào giấc ngủ thì lại bị quân quận vệ đánh thức. Bắt hết bọn họ lại. Công Tôn Vệ chỉ vào đám người Trần Thiên Nam, Trần Tiểu Manh, Diệp Phàm. Một đám chiến sĩ xông tới. Cút hết cho tôi. Diệp Phàm hét lên, một luồng uy lực vô hình phóng ra đánh lên người các chiến sĩ quân quận vệ. Phụt phụt phụt. Cả đám bay ra ngoài, đập xuống đất hộc máu. Vèo. Một giây sau, Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt Công Tôn Vệ. Hắn duỗi một tay bóp cổ và nhấc bổng đối phương lên, đồng thời lạnh lùng nói, khó khăn lắm tôi mới ngủ được, kết quả là bị người ta đánh thức. Ông nói xem phải làm sao đây, thả thống lĩnh ra. Các chiến sĩ quân quận vệ khác lập tức chĩa súng vào Diệp Phàm. Các người muốn tên này chết thì nổ súng thử xem. Diệp Phàm hờ hững cất lời. Hai anh em đại hổ, nhị hổ cũng có mặt, lạnh lùng nhìn các chiến sĩ này, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Thả thống lĩnh Công Tôn ra. Bên ngoài nhà họ Trần lại xuất hiện thêm một đoàn chiến sĩ quân quận vệ, bao vây nơi này kín kẽ. Một người đàn ông trung niên bụng phệ đi vào. Quận trưởng đại nhân. Nhìn thấy người đàn ông này, các chiến sĩ lập tức hô. Người đàn ông bụng phệ này chính là Quách Do,
quận trưởng quận Thiên Phủ. Chàng trai à, cậu to gan lắm, dám ra tay với thống lĩnh Công Tôn. Lập tức thả thống lĩnh Công Tôn ra. Quách Do nhìn Diệp Phàm, nghiêm nghị quát. Nếu tôi không thả thì sao? Diệp Phàm bĩu môi. Vậy thì hôm nay cậu và tất cả mọi người nhà họ Trần có mặt ở đây đều phải chết. Quách Do thẳng thừng nói. Tức thì toàn bộ súng trong tay các chiến sĩ quân quận vệ phía sau Quách Do đều chĩa vào người nhà họ Trần. Sắc mặt của người nhà họ Trần hết sức khó coi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Quận trưởng Quách, ông làm vậy hơi tuyệt tình đấy. Trần Thiên Nam sầm mặt nhìn Quách Do. Xin lỗi gia chủ nhà họ Trần, muốn trách thì hãy trách các ông đã giết người không nên giết, lần này không ai cứu được các ông đâu. Quách Do lạnh lùng nói. Nếu là trước đây, Quách Do tuyệt nhiên không dám ăn nói như vậy với Trần Thiên Nam. Dù sao ở quận Thiên Phủ nhà họ Trần cũng có thế lực khổng lồ, không dễ chọc vào. Nhưng lần này gia tộc Công Tôn đã ra tử lệnh, nếu nhà họ Trần không chết thì người chết sẽ là ông ta. Giác. Diệp Phàm thẳng tay vặn gãy cổ Công Tôn vệ rồi ném xuống đất, lạnh lùng nói, không ai có thể uy hiếp tôi. Bắn. Thấy Công Tôn vệ bị giết, Quách Do sầm mặt ra lệnh. Tức thì hơn 1.000 chiến sĩ quân quận vệ định nổ súng. Đừng. Trần Thiên Nam hô to. Người nhà họ Trần lộ ánh mắt tuyệt vọng, không ít người sợ đến mức khóc lớn. Không được nổ súng. Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng Quách Do. Một người đàn ông mặc chiến phục. Vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện. Người này là Quân Đao. Cậu là ai? Ai cho phép cậu xuất hiện ở đây? Quách Do chất vấn Quân Đao. Ông mù à, vị này là Quân Đao đại nhân của căn cứ chiến bộ. Một thuộc hạ bên cạnh Quân Đao chỉ vào Quách Do mà mắng. Quân Đao đại nhân. Quách Do biến sắc, thốt lên đầy kinh ngạc. Ông ta là quận trưởng một quận, tất nhiên từng nghe danh Quân Đao của căn cứ chiến bộ. Đối phương là một cao thủ đỉnh cấp của căn cứ chiến bộ. Còn là kiện tướng đắc lực bên cạnh Long Soái, thân phận cao hơn quận trưởng nhiều. Hạ quan bái kiến Quân Đao đại nhân. Hạ quan có mắt không tròng, không biết đại nhân đến nên đã xúc phạm đến đại nhân, mong đại nhân thứ lỗi. Quách Do dứt khoát quỳ xuống nhận lỗi với Quân Đao, dẫn theo người của ông cút đi. Quân Đao lạnh lùng quát, nhưng Quách Do biến sắc, còn muốn nói gì đó. Tôi sẽ nói chuyện với gia tộc Công Tôn, ông không cần xen vào. Quân Đao cất lời. Vâng, thưa đại nhân. Nghe vậy Quách Do mới yên tâm, dẫn theo các chiến sĩ quân quận vệ và mang xác của Công Tôn vệ rời đi. Cảm ơn Quân Đao đại nhân. Trần Thiên Nam vội vàng đi tới cảm ơn. Nhưng Quân Đao lại đi thẳng tới chỗ Diệp Phàm, cậu đúng là gây chuyện khắp nơi. Vừa mới chọc vào Bá Vương Minh ở quận Nam Thiên, giờ lại chạy đến quận Thiên Phủ. Anh có việc gì không? Không có việc gì thì có thể biến. Tôi còn phải trở về ngủ nữa. Diệp Phàm ngáp một cái. Trần Thiên Nam rất kinh ngạc khi thấy Diệp Phàm dám nói năng với Quân Đao như vậy. Lần này tôi đến là để nhắc nhở cậu, còn nửa tháng nữa là tới trận đấu lớn giữa 9 quân đoàn lớn nhất Long Quốc. Đó là lúc quyết định số phận của quân Thiên Sách. Nếu cậu biết chiến thần Thiên Sách ở đây, xin hãy nhanh chóng báo cho ông ấy, bảo ông ấy xuất hiện. Nếu không, quân Thiên Sách sẽ bị xóa sổ đấy. Quân Đao nhìn Diệp Phàm, gằn giọng nói. Cảm ơn nhắc nhở. Nhưng anh cứ yên tâm, quân Thiên Sách vĩnh viễn trường tồn. Trong trận đấu lần này, quân Thiên Sách đã nhắm tới vị trí thứ nhất, không nhường ai hết. Diệp Phàm tự nói với vẻ mặt tràn đầy tự tin. Nói xong hắn xoay người về phòng ngủ tiếp, ánh mắt Quân Đao lóe lên 3 giây, sau đó xoay người rời đi. Quân đoàn thi đấu, chiến thần Thiên Sách. Lẽ nào Diệp Phàm có quan hệ với chiến thần Thiên Sách? Trần Thiên Nam nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, mắt không ngừng lấp lóe. Nháy mắt địa vị của Diệp Phàm trong lòng ông ấy lại tăng vọt. Nếu Diệp Phàm thật sự có quan hệ với chiến thần Thiên Sách, thì địa vị của hắn quá lớn. Dù sao chiến thần Thiên Sách cũng đứng đầu 4 chiến thần của Long Quốc, được mệnh danh là thần bảo vệ Long Quốc. Năm xưa chiến thần Thiên Sách dẫn quân Thiên Sách quét sạch liên quân 5 nước, cứu Long Quốc thoát khỏi nguy nan, có địa vị cực cao ở Long Quốc. Nếu Diệp Phàm có quan hệ với chiến thần Thiên Sách, thì danh gia vọng tộc hiện nay ở Long Quốc chẳng là gì trong mắt hắn. Hèn chi người này to gan như vậy, không coi gia tộc Công Tôn ra gì. Trần Thiên Nam lẩm bẩm. Trong gia tộc Công Tôn ở Đế Đô, sau khi Công Tôn Hằng nhận được cuộc gọi từ Quân Đao, sắc mặt ông ta lập tức tối sầm, trong mắt bập bùng lửa giận. Phu quân sao vậy? Công Tôn phu nhân hỏi Công Tôn Hằng. Quân Đao bên chiến bộ gọi điện tới, yêu cầu chúng ta dừng truy cứu chuyện nhà họ Ngô.
Công Tôn Hằng gằn giọng nói. Sao người của chiến bộ lại can thiệp vào chuyện này? Tôi không nghe nói nhà họ Trần và chiến bộ có qua lại mà. Mặt Công Tôn phu nhân biến sắc. Không phải nhà họ Trần. Hung thủ thật sự tiêu diệt nhà họ Ngô là một thanh niên tên Diệp Phàm. Hôm nay cậu ta còn giết tộc nhân nhà chúng ta đang giữ chức thống lĩnh quân quận vệ quận Thiên Phủ. Quân Đao gọi điện cho tôi vì thanh niên này. Công Tôn Hằng lạnh lùng nói. Diệp Phàm. Là cậu ta tiêu diệt nhà họ Ngô ư? Phu quân, lẽ nào chúng ta bỏ qua cho cậu ta như thế? Anh trai và cháu trai của tôi chết thảm quá, tôi không cam lòng. Nét mặt Công Tôn phu nhân trở nên dữ tợn, trong mắt chất chứa cảm xúc không cam lòng. Quân Đao là người của Long Soái, cậu ta đã lên tiếng mà chúng ta còn ra tay tức là đối địch với chiến bộ, không đáng. Đành giao chuyện này cho Thiên Kiếm vậy. Thiên Kiếm ra tay giết Diệp Phàm, Quân Đao không thể đổ tội lên đầu gia tộc Công Tôn chúng ta. Công Tôn Hằng nói. Bây giờ tôi sẽ liên lạc với thằng ba ngay. Công Tôn phu nhân lập tức lấy điện thoại gọi cho em trai thứ ba là Ngô Thiên Kiếm. Mà khi Ngô Thiên Kiếm ở nước ngoài biết được tin gia tộc mình bị diệt, vô cùng giận dữ. Ở nước ngoài, trên một hòn đảo nào đó, có một căn cứ bí ẩn ở đây. Trong một gian phòng ở căn cứ này, có một người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, đôi lông mày kiếm. Lúc này trong mắt tràn ngập lửa giận, cả người toát ra sát khí ngập trời. Hắn ta chính là lão tam của nhà họ Ngô, đứng thứ 29 ở Hắc Bảng, Ngô Thiên Kiếm. Chị hai, chị yên tâm, em nhất định sẽ báo thù cho gia tộc. Diệp Phàm này nhất định phải chết. Ngô Thiên Kiếm lạnh lùng quát, hắn ta cúp điện thoại, liền kêu lên, người đâu? Điện chủ. Một chàng trai bước nhanh vào, khom người nói với Ngô Thiên Kiếm. Phát Hắc Kiếm lệnh, triệu tập toàn bộ người của Hắc Kiếm Điện, đến Long Quốc. Ngô Thiên Kiếm vẻ mặt lạnh như băng quát. Chủ nhân, đến Long Quốc, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chàng trai này mở miệng nói. Gia tộc ta bị diệt, ta muốn báo thù cho bọn họ. Trong mắt Ngô Thiên Kiếm lóe ra sát khí nồng đậm, lạnh lùng quát. Vâng, chàng trai này vội vàng nói. Tiếp theo, Hắc Kiếm Điện, tổ chức cấp A của thế giới ngầm, phát ra Hắc Kiếm lệnh. Phàm là người của Hắc Kiếm Điện, toàn bộ đều hướng về phía Long Quốc. Tin tức đã gây ra một cuộc tranh luận trong toàn thế giới ngầm, trên web đen, vô số người đang thảo luận vì sao Hắc Kiếm Điện đột nhiên đến Long Quốc. Trong thế giới ngầm, có vô số thế lực. Những thế lực này căn cứ vào thực lực mà phân chia thành các cấp bậc khác nhau, từ cấp D thấp nhất, sau đó là C, B và A. Đạt tới cấp A, ở thế giới ngầm đã là thế lực hạng nhất, đủ để uy hiếp một quốc gia. Cả thế giới ngầm, thế lực cấp A cũng chỉ có hơn 20 người. Đương nhiên ở trên cấp A, còn có cấp S, SS và SSS, ba cấp bậc cao nhất. Bất quá những cấp đều thuộc loại tồn tại siêu nhiên, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lộ diện. Tổ chức Thiên Võng và Thiên Phạt đã thuộc thế lực cấp S trở lên. Mà Hắc Kiếm Điện thân là thế lực cấp A, uy danh hiển hách ở thế giới ngầm, rất ít người dám đắc tội bọn họ. Nhưng hôm nay Hắc Kiếm Điện đột nhiên phát ra Hắc Kiếm lệnh, triệu tập toàn bộ thành viên Hắc Kiếm Điện đến Long Quốc, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, trong một phủ đệ ở Anh Quốc, quân chủ Thiên Lang thật sự nói như vậy, giết tiểu tử tên Diệp Phàm này, liền đồng ý hợp tác với chúng ta. Một người đàn ông để râu chữ bát, dáng người thấp bé, vẻ mặt âm u nhìn một vị thủ hạ trước mặt nói. Đúng vậy. Thủ hạ này gật đầu. Gia chủ, với thực lực của quân Thiên Lang, muốn giết một người dễ như trở bàn tay, sao bọn họ phải để cho chúng ta động thủ, chẳng lẽ người tên Diệp Phàm này không đơn giản? Bọn họ muốn mượn đao giết người. Bên cạnh người đàn ông để râu chữ bát này còn có một ông lão để râu quai nón, mở miệng nói. Mặc kệ Diệp Phàm này có thân phận gì, nếu quân chủ Thiên Lang đã nói như vậy, vậy thì cứ đáp ứng bọn họ. Một khi lần hợp tác này thành công, vậy đối với nhà họ Ito chúng ta mà nói sẽ có trăm lợi, thậm chí còn có cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Hắc Long Hội. Nam nhân để râu chữ bát vẻ mặt âm lãnh hừ nói. Vậy ra chủ định để ai làm việc này? Ông lão để râu quai nón hỏi. Nếu quân Thiên Lang muốn mượn đao giết người, vậy chúng ta cũng mượn đao giết người, liên hệ với phái Giáp Hạ, để cho bọn họ phái người đi giải quyết tiểu tử tên Diệp Phàm này. Người đàn ông râu chữ bát lạnh lùng nói. Chiêu này của gia chủ đúng là cao minh. Làm vậy, cho dù người tên Diệp Phàm này thật sự có lai lịch gì lớn, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Ông lão râu quai nón cười nói. Đúng rồi, ta nghe nói đại tiểu thư của Hắc Long Hội đã từ Long Quốc trở về. Lúc này,
người đàn ông râu chữ bát nghĩ đến gì đó, hỏi. Đúng vậy, hình như là gặp phải cao nhân gì đó ở Long Quốc, Hắc Long hội tổn thất một nhóm ninja, ngay cả vị đại tiểu thư này cũng bị thương. Ông lão râu quai nón gật đầu. Có thể làm cho tiểu ma nữ này bị thương, xem ra Long Quốc đúng là không ít cao nhân. Người đàn ông râu chữ bát hồ cười lạnh. Hắc Long hội. Đại tiểu thư, điều động địa nhẫn nhất định phải được hội trưởng đồng ý mới được, cô làm như vậy e là không thích hợp. Một vị trưởng lão của Hắc Long hội nhìn vị thiếu nữ loli trước mắt kia nói. Hiện giờ cha tôi không ở đây, tôi chính là chủ nhân của Hắc Long hội, sao đây? Ngay cả quyền điều động cũng không có sao, hay là ông cảm thấy tôi dễ bắt nạt? Thiếu nữ loli nhìn lướt qua vị trưởng lão Hắc Long hội này, trong mắt lóe ra ánh sáng quỷ dị dọa người. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ sẽ làm theo lời đại tiểu thư nói. Vị trưởng lão Hắc Long hội này nhìn thấy ánh mắt của thiếu nữ loli, nội tâm run lên, vội vàng cúi đầu nói, hoàn toàn không dám nhìn ánh mắt đối phương. Vậy thì lập tức đi làm. Thiếu nữ loli lạnh lùng quát. Vâng, đại tiểu thư. Vị trưởng lão Hắc Long hội này vội vàng rời đi. Mà thân phận của vị tiểu loli thiếu nữ này chính là con gái hội trưởng Hắc Long hội thế lực cao nhất ở Anh Quốc. Anh trai, anh là của em. Còn ả đàn bà kia, cô ta không có tư cách có được anh, em sẽ giúp anh giải quyết cô ta. Trong mắt thiếu nữ loli lóe ra hào quang, tràn ngập dục vọng chiếm hữu. Đối với những điều này, Diệp Phàm đương nhiên không biết, hắn ngủ xong một giấc, liền dẫn Đường Sở Sở trở về Thiên Hải, Trần Tiểu Manh cũng trở về. Thiên Hải, khu biệt thự Tử Kinh. Ba mẹ, sao hai người lại tới đây? Nhóm người Diệp Phàm vừa về đến nhà không lâu, Đường Chính Nhân và Dương Ngọc Lan đã đến. Sở Sở, lần này ba mẹ tới là để thay bà nội nói một tiếng xin lỗi với hai đứa, lúc trước bà nội muốn đuổi các con đi, cũng là vì nghĩ cho nhà họ Đường, các con đừng để bụng. Dương Ngọc Lan nói xong, nhìn sang Diệp Phàm vài lần. Bà già đó thấy tôi cứu ông cụ nhà họ Minh, nên muốn dựa vào tôi để kết giao với nhà họ Minh sao? Người của gia tộc lớn các người đúng là đặt lợi ích lên đầu mà. Diệp Phàm cười lạnh. Tiểu tử này, ăn nói kiểu gì vậy? Bà nội cũng là vì muốn tốt cho gia tộc. Hiện tại bà nội cũng đã nhượng bộ rồi, tiểu tử cậu cũng đừng quá tự cao. Đây là lúc để cứu vãn quan hệ với bà nội. Chẳng lẽ cậu thật sự muốn bà nội đuổi cả nhà chúng ta ra khỏi nhà họ Đường sao? Dương Ngọc Lan nhìn Diệp Phàm bất mãn nói. Được rồi, Ngọc Lan, đừng nói nữa. Đường Chính Nhân khuyên can, ánh mắt đảo về phía Diệp Phàm và Đường Sở Sở, Tiểu Phàm, Sở Sở, mặc kệ trong lòng các con có oán hận gì, ba cũng thay bà nội nói một tiếng xin lỗi với hai đứa. Ba không cần nói xin lỗi, chúng con không ghi hận bà nội. Đường Sở Sở vội vàng nói. Bà nội nói muốn các con đêm nay về nhà họ Đường ăn cơm, các con có thời gian không? Đường Chính Nhân mở miệng. Ăn cơm thì miễn đi. Trở về nói cho bà già kia biết, chỉ cần bà ta không làm ra chuyện gì nữa là đủ rồi. Diệp Phàm bĩu môi, lạnh lùng nói. Sau đó, Đường Chính Nhân và Dương Ngọc Lan rời khỏi biệt thự. Anh Tiểu Phàm, đêm nay chính là đêm trăng tròn, có phải chúng ta nên? Lúc này, ánh mắt Đường Sở Sở quét về phía Diệp Phàm. Đêm nay anh sẽ giúp em bắt đầu tu luyện, đến lúc đó cơ thể huyền âm này sẽ không còn là điểm yếu của ngươi nữa, mà là công cụ tốt nhất giúp em tăng thực lực. Diệp Phàm gật đầu. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống. Mặt trăng tối nay rất tròn, và sáng đến cùng cực. Lúc này, trong phòng Đường Sở Sở, Diệp Phàm và Đường Sở Sở đến đây, anh Tiểu Phàm, em phải làm thế nào? Đường Sở Sở có chút khẩn trương nhìn Diệp Phàm. Kế tiếp. Anh sẽ phong bế các đại kinh mạch trong cơ thể em trước, sau đó dẫn động sức mạnh huyền âm trong cơ thể huyền âm ra, mượn sức mạnh huyền âm giúp em tẩy kinh phạt tủy, chính thức bước vào võ đạo. Bây giờ anh sẽ truyền cho ngươi một môn tâm pháp, em nhớ kỹ. Diệp Phàm trực tiếp nói. Kế tiếp, hắn truyền cho Đường Sở Sở một môn tâm pháp này là do đại sư phụ hắn cho hắn lúc trước, nói là vô cùng thích hợp cho Đường Sở Sở tu luyện. Sau đó... Diệp Phàm đâm từng cây kim bạc vào người Đường Sở Sở, phong tỏa kinh mạch toàn thân, để tránh đến lúc đó sức mạnh huyền âm bộc phát ra, sẽ tổn hại thân thể Sở Sở. Giờ khắc này, Diệp Phàm có vẻ cực kỳ nghiêm túc, sợ xuất hiện sai lầm gì đó. Đợi đến khi Diệp Phàm phong tỏa toàn bộ kinh mạch Đường Sở Sở, hắn lại thi triển một châm. Mà châm này chính là để giải phong cơ thể huyền âm của Đường Sở Sở. Lúc trước ở núi Cửu Long,
Tam sư phụ của Diệp Phàm thông qua châm pháp đặc thù của quỷ cốc, phong ấn cơ thể huyền âm của Đường Sở Sở. Cho nên hai năm nay mỗi khi đêm trăng tròn, cơ thể huyền âm trong người cô mới không có bộc phát. Nhưng phong ấn này không thể kéo dài quá lâu, hiện giờ hai năm đã xem như là một cực hạn rồi. Khi Diệp Phàm đâm một kim xuống, giải phong cơ thể huyền âm của Đường Sở Sở, vừa vặn lúc này cửa sổ xuyên thấu, một tia trăng sáng rực chiếu lên người Đường Sở Sở. Nhất thời, trong cơ thể Đường Sở Sở truyền ra một đạo tiếng nổ lớn. Một luồng hàn khí lạnh lẽo thấu xương bộc phát ra. Toàn bộ gian phòng trong nháy mắt lạnh đến cực điểm, làm cho người ta có một loại cảm giác đặt mình trong băng thiên tuyết địa. Ngay cả Diệp Phàm cũng không thể không thúc giục lực lượng trong cơ thể tiến hành ngăn cản. Cơ thể huyền âm này bị phong ấn 2 năm, đêm nay lại là đêm trăng tròn, bởi vậy bộc phát càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải Diệp Phàm sớm phong tỏa kinh mạch toàn thân Đường Sở Sở, khiến cho sức mạnh huyền âm này không thể lan tràn ra trong cơ thể, chỉ sợ thân thể Đường Sở Sở đã bị sức mạnh huyền âm phá hủy. Kế tiếp, Diệp Phàm thi triển 5 châm đầu tiên trong quỷ cốc cửu châm, bắt đầu khống chế sức mạnh huyền âm, mượn sức mạnh huyền âm tiến hành tẩy kinh phạt tủy đối với thân thể Đường Sở Sở, giúp cô chính thức bước vào võ đạo. Mượn sức mạnh huyền âm tẩy kinh phạt tủy hiệu quả còn mạnh hơn thiên tủy thảo. Bất quá trong suốt quá trình này, Diệp Phàm cần hết sức chăm chú thông qua quỷ cốc cửu châm khống chế sức mạnh huyền âm, chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, Đường Sở Sở liền có nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy hắn cố ý để cho đại hổ nhị hổ canh giữ bên ngoài biệt thự, còn bảo Xuân Lan điều tới một nhóm cao thủ của Bách Hoa Lâu, chính là vì phòng ngừa trường hợp có người đến quấy rối. Chỉ là Diệp Phàm không nghĩ tới, quả thật có người tới. Tại thời điểm này, bên ngoài biệt thự, 20 bóng người mặc đồ đen xuất hiện ở đây, hành động nhanh nhẹn, trên người hiện lên sát ý, bọn họ đều là sát thủ. Đám người này chính sát thủ siêu cấp mà Đường Chính Nghĩa bỏ ra 100 triệu thuê từ một tổ chức sát thủ hàng đầu. Trong nháy mắt, đám sát thủ này liền lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào trong biệt thự, chuẩn bị ra tay. Bất quá bọn họ vừa mới đi vào trong sân biệt thự, một giọng nói âm lạnh như băng liền truyền đến, không ngờ đêm nay quả thật có người dám đến quấy rối. Giây tiếp theo, một tia sáng lạnh lóe lên. Một bóng người chợt lóe lên trước mặt đám sát thủ này rồi biến mất. Một sát thủ còn chưa kịp phản ứng, liền ngã xuống đất, trên cổ có một vết máu, máu tươi từ trong vết thương bắn ra. Đông Mai đứng ở trước mặt bọn họ, trong tay cầm một lưỡi dao sắc bén, đang nhỏ máu, vừa rồi người ra tay chính là cô ấy. Ngay sau đó, Xuân Lan, Hạ Trúc, Thu Cúc ba người dẫn theo một nhóm cao thủ Bách Hoa Lâu vây quanh đám sát thủ này. Đám sát thủ biến sắc. Bọn họ không ngờ nơi này lại mai phục nhiều người như vậy. Chẳng trách được tổ chức lại phái ra nhiều người như vậy. Các người do ai phái tới? Xuân Lan lạnh lùng nói. Không cần nói nhảm với bọn họ, giết hết là được. Đông Mai cầm lưỡi dao sắc bén lạnh lùng nói. Không ngờ trong một biệt thự nhỏ xíu này, vậy mà lại có mấy cao thủ xinh đẹp như vậy. Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ phía sau đám sát thủ này, một người đàn ông mặc đồ đen, mang theo nửa mặt nạ đi tới. Giáo quan! Đám sát thủ này đồng loạt gọi người đàn ông. Mà người đeo mặt nạ này lại là một vị giáo quan trong tổ chức của bọn họ, hơn nữa còn là một vị cao thủ xếp thứ 47 trong hắc bảng. Mặc dù chỉ xếp thứ 47, nhưng phàm là người có thể đứng trong hắc bảng, đều là cao thủ hàng đầu. Bởi vậy thực lực của vị giáo quan này cũng không đơn giản. Nếu không phải lần này Đường Chính Nghĩa bỏ ra hơn 100 triệu, hơn nữa lại hành động ở Long Quốc, để phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Vị giáo quan này cũng sẽ không đến đây. Các cô ngược lại có tố chất làm sát thủ đó, chỉ bằng theo tôi về đi, tôi có thể bồi dưỡng các cô thành sát thủ hàng đầu. Người đàn ông này nhìn Xuân Lan tứ nữ tà cười. Muốn chết. Vẻ mặt Đông Mai lạnh lùng, trực tiếp công kích về phía người đàn ông. Cơ thể người đàn ông khẽ động, né được công kích của Đông Mai. Đồng thời hắn ta tung ra một chưởng nhanh như chớp, cướp được lưỡi dao sắc bén trong tay Đông Mai. Sau đó nắm lưỡi dao sắc bén hướng về phía Đông Mai. Sắc mặt Đông Mai biến đổi, không ngừng lui về phía sau. Xuân Lan tam nữ xông ra, công kích về phía người đàn ông. Các ngươi đi giải quyết những người khác đi. Người đàn ông này vừa đối phó với Xuân Lan tứ nữ, vừa nói với mấy tên sát thủ còn lại. Lúc này đám sát thủ này cũng ra tay, giao chiến kịch liệt với người của Bách Hoa Lâu. Xem ra đêm nay lại có thể đánh một trận thật đã rồi. Hai huynh đệ đại hổ nhị hổ cũng đi ra, nắm tay nhìn đám sát thủ này hừ lạnh nói. Hai người bọn họ xông ra ngoài, vung nắm đấm.
Ầm ầm. Trong nháy mắt, đám sát thủ còn chưa kịp phản ứng, đã bị hai huynh đệ này đánh không còn manh giáp. Kế tiếp, hai người đại hổ nhị hổ dùng tư thái đè ép, giết chết từng tên sát thủ. Đám sát thủ này có lẽ ám sát rất lợi hại, nhưng đánh nhau trực diện thế này căn bản không phải là đối thủ của hai người đại hổ nhị hổ. Giải quyết xong đám sát thủ này, hai người đại hổ nhị hổ lại lao về phía giáo quan. Nắm đấm của hai huynh đệ này vung ra, trực tiếp làm cho vị cường giả xếp thứ 47 hắc bảng này cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm liệt. Hắn trực tiếp đánh lui Xuân Lan tứ nữ, giơ tay ngăn cản công kích của hai huynh đệ đại hổ. Trong phút chốc, bàn tay người đàn ông này bị đánh nát, thân thể bị đánh bay ra ngoài, nửa quỳ trên mặt đất, miệng phun máu. Cho dù hắn ta đứng thứ 47 hắc bảng, nhưng đối mặt với một kích liên thủ của hai huynh đệ đại hổ, vẫn phải bại trận. Con người dưới mặt nạ của người đàn ông này lộ ra vẻ khiếp sợ. Hai tên này là quái thai à, sao lại mạnh như vậy? Người đàn ông lẩm bẩm. Mà hai người đại hổ còn muốn tiếp tục ra tay với hắn ta. Người đàn ông bất chấp thương thế, xoay người bỏ chạy. Tên gia hỏa này thực lực mạnh như vậy, xem ra thế lực sau lưng bọn họ không đơn giản. Hạ Trúc, lập tức sai người đem thi thể đám người này về, tra rõ lai lịch của chúng. Xuân Lan trầm giọng nói. Vâng. Hạ Trúc gật đầu. Đại hổ nhị hổ, không nghĩ tới thực lực của hai anh em lại tiến bộ nhanh như vậy. Vừa rồi may mà có các anh. Xuân Lan nhìn đại hổ nhị hổ cảm kích nói. Xuân Lan cô nương khách khí quá rồi. Đại hổ gãi gãi đầu cười thật. Ngay sau đó, lại có một đoàn người xuất hiện ở đây. Bọn họ chính là người của Độc Tông, cầm đầu là một ông lão chống nạng, chính là tam trưởng lão của Độc Tông. Các người là ai? Xuân Lan nhìn đám người này lạnh lùng nói. Diệp Phàm ở đâu? Bảo hắn ra đây. Tam trưởng lão Độc Tông vẻ mặt âm trầm kêu lên. Muốn gặp chủ nhân, trước tiên hỏi chúng tôi có đồng ý hay không? Đại hổ nhị hổ trực tiếp chắn trước mặt đám người Độc Tông này. Một đám kiến hôi. Vị tam trưởng lão này khinh thường nói, vung quyền trượng trong tay, khói màu xanh bao trùm khắp nơi. Đám khói màu xanh này trực tiếp bao phủ đám người đại hổ nhị hổ cùng Xuân Lan. Nhất thời, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân nhũn ra, tại chỗ liền tê liệt ngã trên mặt đất, cả người vô lực. Ông đã làm gì chúng tôi? Sắc mặt Xuân Lan biến đổi, hướng về phía tam trưởng lão Độc Tông kêu lên. Các ngươi đã trúng độc rồi, không đến nửa giờ, sẽ độc phát bỏ mạng, nói cho ta biết, Diệp Phàm kia ở đâu. Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Đừng mơ tưởng. Xuân Lan vẻ mặt kiên quyết nói. Lục soát, nhất định phải tìm ra tiểu tử kia. Tam trưởng lão Độc Tông kêu lên. Diệp Phàm là của lão phu. Một giọng nói lạnh như băng thấu xương đột nhiên truyền đến. Một ông lão cầm kiếm. Mặc một bộ trường bào, tóc xám trắng xuất hiện ở đây, trong mắt hiện lên hàn mang lạnh lẽo. Hắn ta chính là sư tôn của Thẩm Thiên Hạo. Ông là ai? Tam trưởng lão Độc Tông nhìn lướt qua người này một cái, nhận thấy được khí tức trên người đối phương tản ra, nhướng mày. Diệp Phàm kia, tôi muốn tự tay giết hắn. Các người tốt nhất không nên nhúng tay vào. Sư tôn Thẩm Thiên Hạo lạnh lùng quát, trực tiếp đi vào trong biệt thự. Ngay sau đó, lại có một đám người xuất hiện ở đây, tản ra khí tức đáng sợ. Bọn họ đều là cao thủ nhân cảnh ngũ trọng trở lên, trong đó còn có nhiều vị cường giả cảnh cửu trọng, cầm đầu là một người đàn ông sắc mặt lãnh khốc càng là bước vào cấp huyền cảnh. Các người là ai? Độc Tông tam trưởng lão quét về phía đám người này. Vệ đội võ phiệt, phụng mệnh chém giết Diệp Phàm. Đám tạp nham, mau cút đi. Người đàn ông sắc mặt lãnh khốc kia cầm một thanh đao, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới kẻ thù của Diệp Phàm này lại nhiều như vậy. Tam trưởng lão Độc Tông thì thầm. Nếu đều là tới giết tiểu tử kia, vậy ai có thể giết hắn, cứ dựa vào bản lĩnh của mỗi ngươi đi. Tam trưởng lão Độc Tông lạnh lùng nói, lúc này, bọn họ xông vào trong biệt thự. Nhưng đúng lúc này, xảy ra dị biến. Đúng lúc người của Độc Tông, người của vệ đội võ phiệt và sư phụ của Thẩm Thiên Hạo định nhảy vào trong biệt thự. Đột nhiên vô số ngân châm bắn ra từ phía cửa sổ tầng 2 ở phòng của đường sở sở, lao đến chỗ bọn họ. Cẩn thận! Tam trưởng lão Độc Tông kêu lên, không ngừng múa may quyền trượng trong tay, ngăn cản đống ngân châm này. Nhưng mặc dù ông ta chặn được ngân châm, nhưng đám người Độc Tông còn lại không cản được, đều bị ngân châm bắn chết. Bên khác, người của vệ đội võ phiệt cũng bị đám ngân châm này chém giết, rất ít người còn sống. Sư phụ của Thẩm Thiên Hạo cầm trường kiếm. Không ngừng chém đám ngân châm kia, thân thể bị ép lùi về sau. Còn dám đi lên một bước,
giết không tha. Một giọng nói lạnh lẽo vô tình truyền đến từ cửa sổ. Lúc này, Diệp Phàm đang vận chuyển cửu châm quỷ cốc, thao tác sức mạnh huyền M, tẩy kinh phạt tủy thân thể của Đường Sở Sở, quá trình này đã đến bước quan trọng nhất, hắn không thể thoát thân. Nếu không hắn đã xông ra giết chết đám người kia. Tên nhãi kia ở bên trên. Tam trưởng lão độc tông nhìn chằm chằm cửa sổ tầng 2, sắc mặt lạnh lùng. Có lẽ tên đó đang làm gì đó, không thể xuất hiện. Người cầm đầu vệ đội võ phiệt lạnh lùng nói. Ánh mắt của sư phụ của Thẩm Thiên Hạo hơi đọng lại. Ông ta nhảy lên, bay thẳng đến cửa sổ tầng 2. Vụt! Nhưng ông ta vừa mới đi đến gần cửa sổ, một cây ngân châm hóa thành một mũi tên băng lao ra. Sắc mặt của sư phụ của Thẩm Thiên Hạo thay đổi, vung kiếm ngăn cản. Keng! Cây ngân châm này va chạm lên trên thân kiếm của sư phụ của Thẩm Thiên Hạo, phát ra tiếng kim loại chói tai. Sư phụ của Thẩm Thiên Hạo thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt lại thay đổi. Không ngờ thanh kiếm này của ông ta lại bị cây ngân châm nhỏ bé kia chặt đứt. Lực lượng ẩn chứa trong cây ngân châm này đánh gãy trường kiếm, đâm vào trong cơ thể của ông ta. Ông ta trợn to mắt, rơi xuống từ tầng 2, nện xuống mặt đất, xương cốt đứt gãy, đi đời nhà ma. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của tam trưởng lão độc tông và người cầm đầu vệ đội võ phiệt đều thay đổi, nghiêm mặt lại. Nhãi danh, lão phu muốn xem cậu lợi hại đến mức nào. Tam trưởng lão độc tông lạnh lùng nói. Ông ta vung quyền trượng lên, một dòng khí độc khủng bố lan ra, lao đến cửa sổ tầng 2. Lúc này, trong phòng, một tiếng gầm rú phát ra từ trong cơ thể của Đường Sở Sở. Dưới sự trợ giúp của Diệp Phàm và sức mạnh huyền M, thân thể của Đường Sở Sở hoàn toàn lột xác. Uy lực trong thân thể huyền âm của cô hoàn toàn bị kích phát ra, một ánh sáng chói lóa phát ra, phóng lên cao. Lúc này, từng luồng lực lượng huyền âm khủng bố tràn ra như sóng thần, rời non lấp biển, phá hủy khí độc của tam trưởng lão độc tông. Đây là... Ánh mắt của bọn họ hiện lên sự không tin được. Ở chỗ nào đó ở quận Giang Nam, một lão giả tóc trắng râu trắng mở mắt, nói, hơi thở quá mạnh, không lẽ một thiên tài mới xuất hiện ở quận Giang Nam? Cùng lúc đó, ở một nơi âm u nào đó của Long Quốc, một người đàn ông mặc áo bào cho, đầu tóc xóa tung, sắc mặt tối tăm đang ngồi xếp bằng. Đột nhiên một viên ngọc thạch trước mặt hắn ta lóe sáng, lao về vị trí quận Giang Nam. Đá huyền âm có phản ứng, thân thể huyền âm kia hoàn toàn thức tỉnh rồi. Ha ha ha, bổn tọa đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đến ngày này. Chờ bổn tọa luyện hóa thân thể huyền âm kia, trong thiên hạ này còn ai có thể là đối thủ của bổn tọa? Long Vương, sỉ nhục năm đó ngươi tạo ra, chắc chắn ta sẽ trả lại gấp bội cho ngươi. Người đàn ông này phát ra từng đợt âm thanh âm u lạnh lẽo đến tận xương, gió lạnh thổi vù vù, làm người không rét mà run. Trong khu biệt thự Tử Kinh, lúc này, cả tòa biệt thự số 3 đều bị bao phủ bởi sức mạnh huyền M, tạo ra cảm giác lạnh lẽo đến tận xương. Đám người tam trưởng lão độc tông, người võ phiệt, đại hổ nhị hổ run bần bật, có cảm giác đang rơi vào trong động băng. Sở Sở, bắt đầu vận chuyển tâm pháp theo lời anh nói. Trong phòng, Diệp Phàm hoàn toàn giải phóng tất cả kinh mạch của Đường Sở Sở, sau đó nói. Dựa theo lời dạy của Diệp Phàm, Đường Sở Sở bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Diệp Phàm lại vung ngân châm lên, trợ giúp Đường Sở Sở khống chế lực lượng huyền âm trong cơ thể. Dưới sự trợ giúp của Diệp Phàm, rất nhanh Đường Sở Sở đã khống chế được lực lượng huyền M. Lực lượng huyền âm tuần hoàn trong cơ thể của Đường Sở Sở, hình thành một chữ thiên, trên người cô phát ra hơi thở cường đại. Lúc này, Đường Sở Sở chính thức bước vào võ đạo, trở thành cao thủ nhân cảnh, lên thẳng nhân cảnh cửu trọng. Vừa mới bước vào võ đạo đã có thể đột phá lên nhân cảnh cửu trọng, không phải ai cũng làm được điều này. Đây là sự cường đại của thân thể huyền âm. Nhưng sức mạnh vừa bộc phát đã phá hủy toàn bộ quần áo trên người Đường Sở Sở. Thân thể hoàn mỹ không tì vết của Đường Sở Sở hiện ra trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm nuốt nước bọt, lửa tình bùng nổ. Đường Sở Sở nhìn cơ thể trần truồng của mình, khuôn mặt đỏ bừng. Sở Sở, em đi tắm rửa đi. Diệp Phàm vội vàng nói, xoay người sang chỗ khác, lại nhìn tiếp, hắn cũng không biết mình có thể nhịn xuống được không. Đường Sở Sở xấu hổ che lại cơ thể, chạy vào nhà vệ sinh. Diệp Phàm nhảy ra ngoài cửa sổ, dừng trên mặt đất, liếc nhìn đám người tam trưởng lão độc tông và người võ phiệt. Hắn nhìn thấy hai anh em đại hổ và đám người Xuân Lan nằm trên mặt đất, đi về phía bọn họ. Thiếu chủ, bọn tôi vô dụng, để bọn họ quấy rầy ngài.
Xuân Lan áy náy nói. Mấy người không ngăn cản được Độc Tông cũng là chuyện bình thường. Diệp Phàm vung lên ngân châm, đâm một châm lên trên người đám người Xuân Lan, giải độc giúp bọn họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhãi danh, mày là người đã giết hại thiếu chủ, quả nhiên có chút bản lĩnh. Hôm nay bổn trưởng lão báo thù thay thiếu chủ, nợ máu trả máu. Sau đó tam trưởng lão Độc Tông vung quyền trượng lên, lao đến phía Diệp Phàm, thực lực của tam trưởng lão Độc Tông đã bước vào huyền cảnh. Kết quả, Diệp Phàm phất ta, cầm lấy quyền trượng của đối phương. Giây tiếp theo, quyền trượng dập nát, Diệp Phàm tung đấm, đánh thủng cơ thể của tam trưởng lão Độc Tông. Tam trưởng lão Độc Tông mở to mắt, không kịp nói gì, ngã xuống đất tắt thở. Diệp Phàm nhìn về phía người của vệ đội Võ Phiệt, nói, mấy người là người của Võ Phiệt. Đúng vậy, vâng lệnh thiếu chủ, đến. Phụt phụt phụt. Người cầm đầu vệ đội Võ Phiệt vừa mới mở miệng đã bị ngân châm bắn chết, những người còn lại cũng bị giết chết. Vận dụng lực lượng tình báo của Bách Hoa Lâu, đào hết gốc gác của Độc Tông cho tôi. Diệp Phàm nói với Xuân Lan. Xem tình hình này, Độc Tông đang cho tàn lại cháy. Nếu đã vậy, phải hoàn toàn tiêu diệt. Vâng, thiếu chủ. Xuân Lan gật đầu, dọn dẹp nơi này đi. Diệp Phàm nói xong đi vào trong phòng. Đúng lúc, Đường Sở Sở tắm xong mặc áo ngủ đi ra. Hai người nhìn nhau, không khí có chút xấu hổ. Sở Sở, vừa rồi xin lỗi. Diệp Phàm lúng túng nói. Anh Tiểu Phàm, không sao, em đã là người của anh, nhìn một chút cũng không sao. Đường Sở Sở ngập ngừng nói. Sở Sở, bây giờ em đã là võ giả. Tiếp theo, mỗi ngày em tu luyện theo tâm pháp kia là được, với lực lượng huyền âm trong cơ thể em, rất nhanh em sẽ là cao thủ đứng đầu. Diệp Phàm nói. Có thể mạnh được như đại sư phụ không? Đường Sở Sở nói. Cái này. Diệp Phàm không biết nên trả lời thế nào, sống bên cạnh đại sư phụ nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa nhìn thấu được thực lực của đại sư phụ. Dù sao hắn biết, cho dù hắn và sáu sư phụ còn lại cùng lên, cũng không đỡ được một chiêu của đại sư phụ. Chính miệng nhị sư phụ nói vậy. Đừng nhìn sáu sư phụ kia của hắn, mỗi người có thân phận bất phàm, ở bên ngoài đều là bá chủ một phương hoặc đứng đầu võ đạo, nhưng đứng trước mặt đại sư phụ, một đám cực kỳ ngoan ngoãn. Bởi vậy, Diệp Phàm và sáu sư phụ của hắn cũng không biết đại sư phụ mạnh đến mức nào. Trước kia hắn cũng từng hỏi đại sư phụ, nhưng đối phương vẫn chưa trả lời. Anh Diệp Phàm, em chỉ tùy tiện hỏi thôi. Đường Sở Sở thấy Diệp Phàm không biết trả lời như thế nào, vội vàng nói. Vợ à, em chắc chắn sẽ mạnh như đại sư phụ. Diệp Phàm cổ vũ Đường Sở Sở. Vâng. Đường Sở Sở nghe được những lời này, trong lòng cực kỳ ngọt ngào. Trong một cung điện hắc ám ở nước ngoài. Thông báo cho bốn hộ pháp ám dạ, lần này phải đem được thanh nữ về, còn những người bên cạnh thánh nữ, giết không tha. Một âm thanh lạnh băng vang vọng trong cung điện. Vâng. Một âm thanh khác vang lên. Hôm sau, Trần Tiểu Manh vừa mới xuống tầng, nhìn thấy Đường Sở Sở đang uống sữa bò, ngạc nhiên nói, chị họ, sao cảm giác chị như thay đổi thành người khác vậy? Thay đổi thành người khác, đâu có. Đường Sở Sở nhìn chính mình. Chị họ, làn da của chị trắng hơn, khuôn mặt càng thêm xinh đẹp, còn có khí chất này của chị, biến hóa hơn trước rất nhiều. Đêm qua chị đã trải qua gì vậy? Hay là... Trần Tiểu Manh đảo mắt. Trên mặt xuất hiện biểu tình tà ác. Con nhóc này, lại nghĩ gì vậy? Đường Sở Sở nhìn sắc mặt kia của Trần Tiểu Manh, biết ngay đối phương đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì đó. Chị họ, nghe nói thiếu nữ biến thành phụ nữ thực sự, thân thể sẽ thay đổi, có phải tối qua chị và Diệp Phàm? Trần Tiểu Manh đến gần Đường Sở Sở, nhỏ giọng nói. Nhưng cô còn chưa nói xong đã bị Đường Sở Sở ngắt lời. Con nhóc chết tiệt này, nói bừa gì vậy? Không có. Đường Sở Sở vội vàng giải thích, nhưng trong đầu không nhịn được nhớ lại cảnh tối qua cô trần trụi đứng trước mặt Diệp Phàm, sắc mặt đỏ bừng. Không có, vậy sao mặt chị lại đỏ như vậy? Chắc chắn hai người đã ăn vụng trái cấm. Trần Tiểu Manh nói. Hai người đang nói gì vậy? Lúc này, Diệp Phàm đi ra. Cuối cùng vẫn để anh thực hiện được. Trần Tiểu Mơ nhìn Diệp Phàm, nói xong xoay người rời đi. Cô nhóc này lại đang nói gì vậy? Diệp Phàm tò mò hỏi. Tiểu Manh nhìn thấy cơ thể em thay đổi, cho rằng tối qua chúng ta làm cái đó. Đường Sở Sở lúng túng nói. Con nhóc này hay tưởng tượng thật, Diệp Phàm không còn gì để nói. Sau khi tẩy kinh phạt tủy, lại thành võ giả,
Đường Sở Sở sẽ khác biệt so với lúc trước rất nhiều. Lúc này, điện thoại của Diệp Phàm vang lên. Hắn nghe máy, sau đó nhíu mày lại. Sau đó Diệp Phàm rời khỏi biệt thự, đi đến nhà của Lâm Thi M. Trong nhà Lâm Thi M. Nơi này rất lộn xộn, hiển nhiên đã trải qua một trận đánh nhau kịch liệt. Lâm Thi M trốn ở góc tường, cầm điện thoại, sắc mặt tái nhợt. Lúc này, một đám mặc đồ đen lao vào. Con bé này là con gái của Lâm Lang Thiên, mang đi. Một người mặc đồ đen trong đó nói. Mấy người định làm gì? Mấy người làm gì cha của tôi? Lâm Thi M nhìn nhóm người này, sợ hãi nói, không ngừng kêu lên. Đám người này không trả lời câu hỏi của Lâm Thi M, bắt lấy kéo cô đi ra ngoài. Khi bọn họ xuống tầng 1, chuẩn bị rời đi. Diệp Phàm lái xe đến, phanh gấp, dừng trước mặt bọn họ. Hắn mở cửa xe, đi xuống, nhìn đám người này, lạnh nhạt nói, thả cô ấy ra. Mày là ai? Đừng xen vào chuyện người khác. Một người mặc đồ đen nói. Diệp Phàm bước lên, tung một đấm, đánh bay tên mặc đồ đen này ra ngoài, nện trên tường, chết tại chỗ. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, Diệp Phàm dùng tốc độ tia chớp, giết chết tất cả đám người mặc đồ đen này. Thi M, cô không sao chứ? Diệp Phàm nhìn Lâm Thi M, nói. Hu hu hu. Lâm Thi M ôm chầm lấy Diệp Phàm, khóc thút thít. Chuyện gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Sáng nay, có một đám người nhảy vào nhà tôi, sau đó đánh nhau với cha tôi. Sau đó cha tôi xông ra ngoài, bọn họ cũng đuổi theo, tôi gọi điện thoại cho anh, không ngờ bọn họ lại trở lại muốn bắt tôi. Anh nói xem, liệu cha tôi có xảy ra chuyện hay không? Lâm Thi M lo lắng nói. Đừng lo, với thực lực của chú, chắc sẽ không sao, cô có số của ông ấy không, gọi xem. Diệp Phàm an ủi, nói. Lâm Thi M gọi điện cho cha, nhưng không ai nghe. Không ai nghe, cha của tôi. Đừng tự dọa mình, tôi cho người đi tìm xem. Bây giờ cô ở đây không an toàn, tôi tìm một chỗ khác cho cô. Mấy ngày nay cô cũng đừng đi học. Diệp Phàm nói. Ừ, cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi cũng không biết nên làm gì bây giờ. Lâm Thi M nói. Sau đó, Diệp Phàm bảo Xuân Lan sắp xếp một chỗ ở cho Lâm Thi M, sai người bảo vệ cô, đồng thời bảo Xuân Lan cho người đi điều tra thân phận của đám người mặc đồ đen kia và tung tích của Lâm Lang Thiên. Thiếu chủ, tôi vừa nhận được tin, có một đội lính đánh thuê võ trang bí mật xâm nhập vào Thiên Hải, số lượng hơn 2.000. Xuân Lan nói, đoàn lính đánh thuê, có 2 người, hướng về tôi, Diệp Phàm tò mò hỏi. Đúng vậy, theo điều tra. Bọn họ đều là thế lực được nhà họ Hạng bồi dưỡng bên ngoài, lần này lẻn vào Thiên Hải để tìm thiếu thủ báo thù cho bá Vương Minh. Xuân Lan nói, nhà họ Hạng này có chút năng lực, vậy mà còn bồi dưỡng đoàn lính đánh thuê. Nếu đã vậy, vậy giải quyết đi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Sau đó, Diệp Phàm dẫn theo Đại Hổ, Nhị Hổ và người của Bách Hoa Lâu đi tới trụ sở quân đoàn lính đánh thuê. Bởi vì đoàn lính đánh thuê này rất đông người nên ẩn náu trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô. Lúc này, bên trong nhà xưởng tập hợp mấy nghìn người mặc đồng phục màu xanh lá, tay cầm súng ống, toàn thân tản ra hơi thở hung hãn. Bọn họ chính là chiến sĩ của quân đoàn đánh thuê. Quân đoàn lính đánh thuê không giống với quân đoàn chính quy, bọn họ sinh tồn bằng cách giúp người khác thực hiện các loại nhiệm vụ. Trong thế giới ngầm, chỉ cần giao tiền, lính đánh thuê có thể giúp bạn bảo vệ, hoặc là ám sát người khác. Thậm chí có thể giúp bạn hủy diệt các thế lực, thậm chí một số quân đoàn lính đánh thuê đứng đầu còn có thể hủy đi một quốc gia nhỏ. Lúc này, bên trong nhà xưởng có vài người đàn ông vạm vỡ râu quai nón, gương mặt vô cùng dữ tợn. Chúng ta còn đợi cái gì nữa, trực tiếp đi giết tên Diệp Phàm kia là được rồi. Một người đàn ông trong số đó nhìn một vị mặc Âu phục nói. Lão gia chủ có lệnh, đợi người của bá môn tới rồi mới ra tay. Người đàn ông mặc Âu phục đáp. Với số người của chúng ta, đừng nói giết một người, cho dù là diệt cả họ thì cũng dư sức, sao phải đợi bá môn gì đó, lãng phí thời gian. Người đàn ông kia hừ lạnh nói. Đúng thế, đối phó với một thằng danh, chỉ cần thực lực của quân đoàn hắc báo chúng ta là đủ. Những người còn lại cũng ầm ĩ. Ngay lúc này, một tiếng nổ đột viên vang lên, cánh cổng sắt của nhà xưởng sập xuống, bụi cát bay mù mịt. Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt những người này lập tức thay đổi, bọn họ đi thẳng ra phía ngoài. Lúc này, bên ngoài nhà xưởng, đám người Diệp Phàm đi tới. Soạt,
Lính đánh thuê bên trong nhà xưởng trực tiếp giơ súng lên chĩa về phía đám người Diệp Phàm. Các người là ai? Dám tự tiện xông vào chỗ này? Một người đàn ông nhìn về phía Diệp Phàm quát lớn. Giết! Diệp Phàm chỉ nói một chữ, không phí lời vô dụng. Ngay lập tức, Đại Hổ, Nhị Hổ và đám người Xuân Lan xông tới. Hơn nữa, lần này người phụ trách Điện Long Vương ở Thiên Hải, Từ Thiên cũng dẫn theo hơn 1000 thành viên của Điện. Bọn họ vừa ra tay, toàn bộ nhà xưởng đã náo loạn. Nổ súng. Mấy người đàn ông vạm vỡ hô lên. Người của quân đoàn lính đánh thuê muốn nổ súng nhưng đã muộn. Đại Hổ, Nhị Hổ, người của Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương đã vọt tới trước mặt bọn họ. Trường hợp này, nổ súng cũng không có tác dụng, chỉ có thể dùng vũ khí lạnh để chiến đấu. Nhưng dùng vũ khí lạnh, bọn họ sao có thể là đối thủ của Đại Hổ, Nhị Hổ và Xuân Lan? Chỉ trong chốc lát, từng người trong đám lính đánh thuê bị giết chết. Hắn chính là Diệp Phàm, giết chết hắn. Người đàn ông mặc Âu phục chú ý tới Diệp Phàm, trực tiếp hô lớn. Cạch! Lúc này, một người đàn ông nhìn chằm chằm về phía Diệp Phàm, hắn ta cầm súng định bắn, kết quả lại bị một cây châm bạc của đối phương đoạt mạng trước. Thư thần! Trông thấy Diệp Phàm chỉ dùng một cây châm bạc đã giết chết người khác. Sắc mặt người phụ trách của đám lính đánh thuê thay đổi, một trong số đó lập tức hô lên. Ầm! Trong nháy mắt, một viên đạn bắn ra từ trong bóng tối, lao thẳng về phía Diệp Phàm, bọn họ có tay bắn tỉa. Vụt! Kết quả, Diệp Phàm đối mặt với viên đạn bắn tỉa, hắn không thèm nhìn, chỉ phất tay, một cây kim bạc khác nhanh chóng bắn ra. Đám lính đánh thuê trông thấy Diệp Phàm dùng châm bạc để ngăn cản viên đạn bắn tỉa, ai nấy đều cười khẩy. Châm bạc đấu với đạn bắn tỉa. Tên này có phải điên rồi không? Nhưng rất nhanh, dáng vẻ tươi cười trên gương mặt họ đã cứng lại. Bọn họ trông thấy châm bạc của Diệp Phàm đâm chuẩn xác vào viên đạn kia, hơn nữa còn xuyên qua. Viên đạn bị chia làm hai, rơi trên mặt đất. Đám lính đánh thuê ngây cả người. Một cây châm bạc lại có thể chia đôi viên đạn. Sao có thể? Đây là chuyện không thể xảy ra. Vậy mà cảnh tượng này lại xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Nhưng điều khiến bọn họ càng khiếp sợ hơn còn đang ở phía sau. Sau khi kim bạc chia viên đạn ra làm hai mảnh, nó tiếp tục bay theo hướng quỹ đạo viên đạn được bắn ra. Tay súng bắn tỉa đang núp trong tối nhìn thấy châm bạc đang lao về phía mình, sắc mặt hắn ta thay đổi, vừa định ra tay thì châm bạc đã đâm thẳng vào giữa mi tâm, chết ngay tại chỗ. Lập tức, một người chiến sĩ rơi từ trên xà nhà xưởng xuống, đi đời nhà ma, chính là tay súng bắn tỉa kia. Người phụ trách quân đoàn lính đánh thuê nhìn tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất, thư thần cứ vậy mà chết. Gương mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chẳng có chút khiêu chiến nào. Giết hết cho tôi. Diệp Phàm lắc đầu, hắn xoay người bước ra ngoài. Giết hắn ta. Vẻ mặt của mấy người phụ trách trầm xuống, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, tất cả cầm vũ khí bắn về phía Diệp Phàm. Nhưng lúc này, nắm đấm của hai người Đại Hổ, Nhị Hổ đã xuất hiện trước mắt họ. Bịch bịch bịch. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã nổ tung. Tiếp đó, người của Bách Hoa Lâu và Điện Long Vương hợp lại, giết toàn bộ quân đoàn lính đánh thuê bên trong nhà xưởng. Diệp Phàm ra khỏi nhà xưởng, cách đó không xa, năm bóng dáng đã đi tới. Năm người này có mái tóc dài, mặc đồng phục huấn luyện màu đen, khuôn mặt lãnh khốc, toàn thân toát ra hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén. Bọn họ đều là võ giả, thực lực của mỗi người đều đã vượt qua nhân cảnh cửu trọng. Là mày! Trong số họ, ánh mắt người ở giữa nhìn chằm chằm Diệp Phàm rồi quát lên. Mấy người quen tôi. Diệp Phàm nhìn về phía năm người. Mày chính là người diệt bá Vương Minh. Lần này, bọn tao phụng lệnh môn chủ, tới đây để giết mày. Người nọ nhìn Diệp Phàm, lớn tiếng nói. Môn chủ, xem ra, thế lực sau lưng bá Vương Minh cũng không ít nhỉ. Diệp Phàm cười lạnh. Giết. Người kia trực tiếp hô lên. Ngay lập tức, bốn người kia giết thẳng về phía Diệp Phàm. Bọn họ vừa ra tay, toàn thân tản ra uy lực rất mạnh, chiêu thức ra tay cũng rất độc ác, mang lại cho người ta một cảm giác bị áp bách. Vụt! Trong tay Diệp Phàm xuất hiện một con dao găm đen. Hắn cầm dao găm tiến về phía trước, cơ thể như hóa thành tàn ảnh. Phụt phụt phụt! Chỉ trong thời gian ngắn, bên tai vang lên tiếng phun ra máu. Bốn người trợn to mắt, chưa kịp phản ứng đã ngã xuống, chết không nhắm mắt. Người đứng giữa trông thấy cảnh tượng này, ông ta nhíu mày. Vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. A! À, hắn ta trực tiếp hét lên, cơ thể bắn ra một cỗ sức mạnh đáng sợ. Lúc này,
toàn bộ sức mạnh được bộc phát ra, đây chính là một cường giả huyền cảnh ngũ trọng. Giây sau, người này thi triển chiêu thức quyền pháp bá đạo, tung nắm đấm về phía Diệp Phàm. Phụt! Ngay khi đối phương đang chuẩn bị xông tới trước mặt Diệp Phàm, con dao găm quỷ dị đâm vào ngực hắn ta, một kích đoạt mạng. Hai tròng mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hắn ta muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, trực tiếp ngã trên mặt đất. Vô vị! Diệp Phàm mất hứng nói. Lúc trước, hắn còn cho rằng lần này xuống núi có thể gặp được cao thủ ngang sức ngang tài. Nhưng không ngờ thực lực của đám người dưới chân núi đều rác rưởi như vậy, khiến hắn có một loại cảm giác cô độc cầu mong bại trận. Diệp Phàm rời khỏi đây, đi về phía tập đoàn Đường Thị, bây giờ đã là buổi trưa, vừa lúc tìm bà xã ăn cơm. Ông à, ông có việc gì không? Trong đại sảnh của tập đoàn Đường Thị, Đường Sở Sở nhìn ông già mặc đồ trắng có vài lỗ thủng ở trước mặt rồi nói. Tôi muốn nhận cô làm đồ đệ. Ông già nhìn Đường Sở Sở rồi nói thẳng. Tôi muốn nhận cô làm đồ đệ. Nghe ông già nói vậy, Đường Sở Sở trực tiếp ngây người. Vừa rồi, cô xuống dưới sảnh, chuẩn bị đi thị sát tình hình nhà xưởng. Kết quả không biết vị này ở đâu xông ra, rồi nói với cô những lời như vậy. Ông à, cháu xin lỗi, cháu không bái sư, có phải ông tìm nhầm người rồi không, hay là không có khó khăn gì? Đường Sở Sở nhìn ông cụ. Cô nhỏ giọng nói. Cô gái nhỏ, đây là lần đầu tiên lão phu mở lời muốn nhận người khác làm đệ tử, cô không nên bỏ qua cơ hội tốt như vậy, có thể trở thành đệ tử của tôi, bao nhiêu người muốn mà không được đấy. Ông già khẽ vuốt chòm râu nhìn Đường Sở Sở, thái độ lộ ra vài phần ngạo nghễ. Chỉ dựa vào ông cũng đòi làm sư phụ của vợ tôi. Bỗng nhiên, một giọng nói khinh thường vang lên, bóng dáng Diệp Phàm xuất hiện, hắn nhìn ông già với vẻ xem thường. Anh Tiểu Phàm, Đường Sở Sở đi tới cạnh Diệp Phàm, cậu là ai? Dám vô lễ với lão phu như vậy? Người trẻ tuổi bây giờ đều ngông cuồng tự cao tự đại như vậy sao? Ánh mắt của ông ta liếc về phía Diệp Phàm, vẻ mặt trầm xuống tỏ vẻ không hài lòng. Này ông già, mau biến khỏi đây, muốn làm sư phụ của vợ tôi, ông còn chưa đủ tư cách. Diệp Phàm không khách khí nhìn ông già nói. Khá lắm, lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm. Chưa một ai dám coi thường ta như vậy. Hôm nay lão già này sẽ dạy dỗ cho cậu biết thế nào là kính già yêu trẻ. Ông già lạnh giọng quát một tiếng rồi đánh một chưởng về phía Diệp Phàm. Kết quả, Diệp Phàm đạp một cước, ông già kia còn chưa kịp phản ứng đã bị đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó là tiếng vang truyền tới. Cơ thể của ông ta đập trên vách tường phun ra một ngụm máu, người nửa quỳ trên mặt đất. Lúc này, ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi, trong lòng dâng lên một đợt sóng hỗn loạn. Cậu chấm sao cậu có thể mạnh như vậy? Ông già nói với vẻ khó tin. Thực lực của ông ta cũng được xem là hàng đầu võ đạo Long Quốc, nhưng hôm nay lại bị một người trẻ tuổi đạp bay, đây là chuyện mà chưa bao giờ ông ta nghĩ tới. Từ khi nào Long Quốc lại có bậc xuất chúng có thực lực mạnh như vậy? Lẽ nào là thiên kiêu của những gia tộc lánh đời xuất thế? Ông ta nhìn Diệp Phàm, ánh mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy thắc mắc. Ông già, xem ông kia, thân thể yếu như vậy, một đạp của tôi cũng không tiếp nổi mà còn đòi làm sư phụ của bà xã tôi. Chỉ bằng về nhà dưỡng lão đi. Diệp Phàm bĩu môi nhìn ông già, hắn hử lạnh mỉa mai. Nghe lời Diệp Phàm nói, ông ta khó khăn lắm mới không bị tức học máu. Tên khốn này đúng là độc miệng. Với thân phận của ông ta, không biết có bao nhiêu người muốn xin làm đệ tử. Ông ta còn không thèm ngó tới. Không ngờ, hôm nay lại bị người ta vả mặt, quan trọng là ông ta còn không cãi lại được. Người trẻ tuổi, lão phu nhìn lầm rồi. Không ngờ cậu còn kinh khủng hơn cơ thể huyền âm. Có cậu ở đây, lão phu quả thật không có tư cách làm sư phụ của cô gái này. Ông già đứng dậy từ trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiền bối, người khách khí rồi. Là vãn bối không có phúc làm đệ tử của người. Lúc này, Đường Sở Sở cũng biết. Ông già trước mặt này là một vị cao nhân. Cô cũng không muốn vì mình mà Diệp Phàm lại có thêm kẻ thù, vậy nên mới nói với vẻ mặt áy náy. Người trẻ tuổi, vợ của cậu biết nói chuyện hơn cậu nhiều đấy. Ông già trực tiếp nói. Mau cút. Diệp Phàm không kiên nhẫn. Ông già còn đang định nói gì, nhưng trông thấy Diệp Phàm, sợ đối phương lại đạp mình một cước, sợ là cái mặt già này cũng mất hết, vậy nên cũng chỉ có thể chạy. Sở Sở. Vừa rồi em cần gì phải khách khí với ông ta như vậy? Diệp Phàm nhìn về phía Đường Sở Sở. Anh Tiểu Phàm, em không muốn anh vì em mà có thêm kẻ thù,
càng nhiều bạn thì càng tốt, em thấy ông ấy cũng không có ý xấu gì. Đường Sở Sở lương thiện đáp. Sở Sở, em phải nhớ kỹ, em là người vợ mà anh thừa nhận, bất cứ khi nào em cũng đừng để mình phải tủi thân. Kẻ thù của anh cũng nhiều rồi, thêm một hai người cũng chẳng sao. Diệp Phàm xoa đầu Đường Sở Sở, dịu dàng nói. Vâng. Đường Sở Sở gật đầu. Anh vẫn chưa ăn cơm, chúng ta đi ăn đi. Diệp Phàm nói. Được. Đường Sở Sở đáp. Chủ tịch, buổi đấu giá ba mảnh đất ở ngoại ô phía đông được ấn định vào ngày mai. Tôi đã để các giấy tờ cần thiết trong làm việc của cô. Lúc này, Tôn Tiểu Tiểu xuất hiện báo cáo với Đường Sở Sở. Ừ, ngày mai cô đi cùng tôi tới buổi đấu giá. Đường Sở Sở nói. Vâng thưa chủ tịch. Tôn Tiểu Tiểu gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó xoay người rời đi. Buổi đấu giá, có cần anh giúp gì không? Diệp Phàm hỏi Đường Sở Sở. Không sao, em nhìn chúng vài mảnh đất ở ngoại ô phía đông, muốn xây dựng nhà xưởng mở rộng dây chuyền, đến lúc đó sẽ sản xuất kem trị sẹo. Ngày mai vừa lúc tiến hành đấu giá những mảnh đất kia, em đã chuẩn bị xong cả rồi, nhất định sẽ giành được. Đường Sở Sở cười nói. Vậy thì tốt, có khó khăn gì thì cứ nói cho anh. Diệp Phàm đáp. Sau đó, hai người tìm một nhà hàng ăn cơm, trong phòng trà ở một nơi nào đó Thiên Hải. Viện trưởng ngự y viện của Long Quốc, Hoa Ân đang ngồi uống trà. Trước mặt Hoa Ân là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Người này chính là đại tiểu thư của một trong 10 thế gia ở đế đô, Khương Vân Hy. Vân Hy, cháu từ xa xôi chạy tới đây là để bái sư. Hoa Ân uống một ngụm trà, ánh mắt nhìn về phía Khương Vân Hy. Đúng vậy, ông nội Hoa, ông cũng biết đấy, cháu luôn muốn học được y thuật cao thâm, hiện tại chỉ có một cơ hội như vậy, cháu đương không muốn bỏ lỡ. Khương Vân Hy đáp. Vân Hy, cháu nói vậy là đang ghét bỏ y thuật của ngự y viện ông đây không được sao? Hoa Ân nói. Ông nội Hoa, ông đừng tức giận, Vân Hy không có ý đó, chỉ là... Gương mặt Khương Vân Hy thay đổi, vội vàng giải thích. Được rồi, con bé ngốc này, ông đùa cháu thôi, ông biết ý của cháu. Con bé này, từ nhỏ đã có lòng nhân từ, chỉ muốn cứu thế giúp người. Xã hội bây giờ chẳng mấy người có tấm lòng nhân hậu như cháu đâu. Hoa Ân cảm thán nói. Vậy, ông nội Hoa, ông có thể nói cho cháu biết vị thần y kia đang ở đâu không? Khương Vân Hy hỏi. Vị đó không phải là người tầm thường, cậu ấy tới từ quỷ cốc, cháu muốn bái sư, e là không dễ như vậy. Hoa Ân đáp. Quỷ cốc, lẽ nào là đệ tử của y thánh quỷ cốc trong truyền thuyết? Ánh mắt Khương Vân Hy lộ ra vẻ ngạc nhiên. Có lẽ là vậy, mà quỷ cốc thu nhận đệ tử luôn rất nghiêm khắc. Vậy nên nếu cháu muốn bái cậu ta làm sư phụ, để cậu ta truyền cho con y thuật của quỷ cốc, sợ là sẽ rất khó. Hoa Ân nhìn Khương Vân Hy nói. Con vẫn luôn nghe nói y thuật của quỷ cốc thiên hạ vô song, có thể hồi sinh người chết, không ngờ cháu lại có thể gặp được. Lần này cháu nhất định sẽ nắm chắc cơ hội, bằng mọi giá phải bái sư thành công, học y thuật chân chính để cứu thế cứu người. Khương Vân Vi nói với vẻ mặt kiên định. Nếu như cháu đã kiên trì như thế... Vậy ông sẽ giúp cháu một tay, dẫn cháu đi gặp vị thần y kia, còn thành công hay không thì phải dựa vào bản thân cháu. Đúng lúc ông cũng muốn nhờ cậu ấy một chuyện. Hoa Ân nói. Ông nội Hoa muốn nhờ thần y cái gì vậy? Chẳng lẽ là cuộc thi kia? Khương Vân Hy tò mò hỏi. Không sai, cuộc thi đấu kia liên quan tới vinh nhục của giới y học Long Quốc ta, nhất định không thể thua, nếu không, không chỉ thầy thuốc mà là cả Long Quốc chúng ta sẽ mất mặt. Hoa Ân trịnh trọng nói. Ông nội Hoa muốn vị thần y kia ra tay. Ừ, nếu cậu ấy ra tay thì thắng cuộc thi kia chỉ là chuyện ván đã đóng thuyền. Hoa Ân trầm giọng đáp. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống, Diệp Phàm nhận được điện thoại của Xuân Lan, nói, thiếu chủ, đã tra ra thân phận của đám sát thủ tối qua rồi, là người đến từ tổ chức sát thủ cấp S của thế giới hắc ám, tổ chức Cô Lang. Còn người mua ở sau lưng bọn họ thì vẫn chưa điều tra được. Tổ chức sát thủ cấp S Cô Lang. Lẽ nào lại là tên Đường Nhân Nghĩa này mời tới? Trong mắt Diệp Phàm tỏa ra ánh sáng lạnh. Đúng rồi thiếu chủ, còn có một chuyện, lúc trước ngài bảo tôi phái người đến quận Hoài Giang bắt đại tiểu thư nhà họ Liễu Liễu Như Thị, kết quả người tôi phái đi, sau khi đến quận Hoài Giang không lâu đã bị người giết hết rồi. Xuân Lan nói, người của nhà họ Liễu làm ư? Diệp Phàm chợt cau mày. Chắc là không phải, người tôi phái đi thực lực đều không tệ. Mặc dù nhà họ Liễu là hào môn ở quận Hoài Giang, nhưng chắc không có năng lực này.
Hơn nữa chuyện này không để lại bất cứ dấu vết nào, ngay cả thế lực tình báo ở quận Hoài Giang của Bách Hoa Lâu cũng không tra ra được là ai làm. Chắc không phải nhà họ Liễu, mà là thế lực siêu cấp nào đó làm. Xuyên Lan trầm giọng nói. Thú vị! Lẽ nào người phụ nữ này đã tìm được chỗ dựa gì rồi? Ánh mắt Diệp Phàm lấp lóe. Thiếu chủ, có cần tôi đích thân đến quận Hoài Giang một chuyến không? Xuân Lan hỏi. Bỏ đi, tôi tự mình đi một chuyến, tôi cũng muốn xem rốt cuộc người phụ nữ này có bản lĩnh lớn cỡ nào. Diệp Phàm trầm giọng nói. Trực giác của hắn mách bảo hắn không giải quyết người phụ nữ này, về sau sẽ mang lại phiền phức không nhỏ cho hắn. Vì vậy hắn quyết định đích thân đến quận Hoài Giang một chuyến, hoàn toàn giải quyết mầm tai họa này. Vậy được, tôi lập tức liên lạc với người phụ trách Bách Hoa Lâu quận Hoài Giang, để bọn họ toàn lực phối hợp hành động với thiếu chủ. Xuân Lan trầm giọng nói. Ừ, đúng rồi Xuân Lan, lúc trước tôi bảo cô điều tra Long Quốc có những gia tộc nào họ Diệp, đã có kết quả gì chưa? Đột nhiên, Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm vẫn luôn ghi nhớ chuyện liên quan tới thân thế của mình. Theo như dì thẩm kể lại, ba của hắn chắc là đến từ một gia tộc mạnh mẽ. Cho nên Diệp Phàm muốn điều tra rõ ràng lai lịch của ba hắn, có lẽ như vậy sẽ có thể tìm ra rốt cuộc là ai muốn ra tay tàn nhẫn với cả nhà bọn họ. Thiếu chủ, tôi đã điều động tổ chức tình báo của Bách Hoa Lâu rồi, tạm thời vẫn chưa tra ra được bất cứ gia tộc họ Diệp nào. Xuân Lan nói. Không có à, Diệp Phàm cau mày. Vì lâu chủ không ở đây, nên tôi không thể điều động quá nhiều tình báo của Bách Hoa Lâu. Có điều nếu như Long Quốc thật sự có tồn tại gia tộc họ Diệp, thì rất có thể là gia tộc ẩn thế nào đó, cho nên tôi mới không tra ra được. Xuân Lan trả lời. Gia tộc ẩn thế, ánh mắt Diệp Phàm lấp lóe. Thiếu chủ, ở trong Long Quốc có tồn tại rất nhiều gia tộc ẩn thế, lịch sử truyền thừa của bọn họ lâu dài, nội tình thâm hậu. Có điều vì bọn họ vẫn luôn sống ẩn thế, rất ít khi xuất hiện ở thế tục, cho nên người biết đến bọn họ không nhiều, tin tức liên quan tới bọn họ cũng rất ít. Xuân Lan nói. Được, tôi biết rồi, cô tiếp tục điều tra. Còn cả tin tức liên quan tới tổ chức thiên phạt kia cũng cố thu thập hết sức có thể. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Vâng. Xuân Lan gật đầu. Trong Lâm Phiệt, một trong số 9 đại môn Phiệt Long Quốc. Lâm báo đứng trước mặt Phiệt chủ Lâm Phiệt, báo cáo, Phiệt chủ, bây giờ Lâm Lang Thiên không rõ tung tích, tôi đã phái người đi tìm rồi, nhưng không có bất cứ tung tích gì, đám người kia cũng đang tìm ông ta. Con gái kia của ông ta thì sao? Phiệt chủ Lâm Phiệt nhắm hờ mắt, thản nhiên hỏi. Đám người kia vốn muốn bắt con gái của Lâm Lang Thiên, có điều bị thằng nhóc giết hại em trai của tôi cứu rồi. Bây giờ con nhỏ đó chắc là ở cùng với thằng nhóc kia. Lâm báo trầm giọng nói. Phái người đi dẫn cô ta về, còn người trẻ tuổi kia thì giết đi. Mặc kệ thế nào Lâm Hổ cũng là người của Lâm Phiệt ta, không thể chấp nhận người ngoài ra tay. Phiệt chủ Lâm Phiệt mở mắt ra, trong mắt bắn ra một tia sáng khiếp người. Vâng, Phiệt chủ. Lâm báo gật đầu. Còn ở Vũ Phiệt, sau khi tất cả người Vũ Phiệt phái đi đối phó với Diệp Phàm đều bị tiêu diệt, cũng khiến cho Phiệt chủ Vũ Phiệt phẫn nộ. Phiệt chủ, thực lực tên này mạnh như vậy, sợ rằng lai lịch không nhỏ, chúng ta có cần điều tra thân phận của hắn chút không? Trong đại điện Vũ Phiệt, một trưởng lão Vũ Phiệt nói với Phiệt chủ đang mặc một bộ áo choàng đen, mày rậm mắt to, toát ra vẻ uy nghiêm tối cao. Mặc kệ hắn có thân phận gì, dám khiêu khích Vũ Phiệt thì nhất định phải chết. Thất hộ pháp, ông đích thân dẫn người đi, cầm đầu của hắn về đây. Ánh mắt của Phiệt chủ Vũ Phiệt liếc về phía thất hộ pháp Vũ Phiệt, ra lệnh. Vâng, Phiệt chủ. Thất trưởng lão này gật đầu. Phiệt chủ, thuộc hạ đã tra ra được chỗ của một mảnh ngọc rồng mới. Lúc này, một người đàn ông xuất hiện ở đây, quỳ ở trước mặt Phiệt chủ Vũ Phiệt, nói. Ở đâu? Phiệt chủ Vũ Phiệt lạnh lùng hỏi. Ở trong Đoan Mộc Phiệt. Người đàn ông này nói. Đoan Mộc Phiệt. Bọn họ vậy mà giấu riêng một mảnh ngọc rồng. Trong mắt Phiệt chủ Vũ Phiệt lấp lóe tia sáng, nói, tốt lắm, lần này bổn Phiệt chủ muốn cả Đoan Mộc Cẩn lẫn Ngọc Rồng. Còn ở nhà họ Hạng, quận Nam Thiên. Vậy mà đều chết rồi. Sau khi ông cụ nhà họ Hạng Hạng Viễn Sơn biết tất cả chiến sĩ đánh thuê được phái đến Thiên Hải đều bị giết, sắc mặt lão ta tối sầm xuống, trong mắt lấp lóe ánh sáng lạnh. Đúng vậy, ngay cả năm cao thủ bá môn phái ra cũng đều bị giết rồi, còn là do ai làm thì vẫn đang điều tra. Có điều chắc Diệp Phàm kia không thoát được quan hệ. Quản gia nhà họ Hạng nói với Hạng Viễn Sơn. Diệp Phàm. Hạng Viễn Sơn nắm chặt hai nắm đấm, trong mắt lấp lóe sát cơ lạnh băng.
Nếu đã như vậy, lão phu sẽ đích thân đến Thiên Hải một chuyến, hoàn toàn giết chết tên này. Hạng Viễn Sơn quát lên. Lão gia chủ, ông nóng vội. Ông là trụ cột duy nhất hiện giờ của nhà họ Hạng, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Quản gia vội vàng nói. Lẽ nào thù này không báo nữa sao? Hạng Viễn Sơn lạnh lùng quát. Lần này người của bá môn cũng chết rồi, bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho tên này. Quản gia này nói. Người của bá môn cũng chưa chắc đáng tin. Trong mắt Hạng Viễn Sơn lấp lóe ánh sáng lạnh, quát. Lão gia chủ, cho dù thật sự muốn giết hắn, thì cũng không nhất định phải tự mình ra tay. Quản gia này trầm giọng nói. Ông có ý gì? Ngay sau đó, ánh mắt Hạng Viễn Sơn liếc nhìn quản gia. Lão gia chủ biết tổ chức ám võng không? Quản gia hỏi. Tổ chức ám võng, chính là mạng lưới ngầm có liên quan tới thế giới hắc ám kia sao? Hạng Viễn Sơn cau mày. Đúng vậy, chỉ cần lão gia phát một lệnh treo thưởng giá cao trên tổ chức ám võng, thì sẽ có đầy cường giả đến đối phó với thằng nhóc kia, không sợ không giết chết được hắn. Quản gia này nhìn Hạng Viễn Sơn, giới thiệu. Ý kiến này của ông đúng là không tệ. Chuyện này giao cho ông làm, phát một lệnh treo thưởng 1 tỷ cho tôi, không, 5 tỷ, chỉ cần ai có thể giết được thằng nhóc kia thì sẽ có thể có được 5 tỷ. Vẻ mặt Hạng Viễn Sơn lạnh băng quát. Vâng, lão gia. Quản gia gật đầu. Nửa tiếng sau, một lệnh treo thưởng làm chấn động cả tổ chức ám võng. Có người vậy mà treo thưởng 5 tỷ, muốn giết một thằng nhóc tên Diệp Phàm của Long Quốc. Tin tức này vừa ra đã dấy lên thảo luận to lớn ở tổ chức ám võng. Trong tổ chức ám võng, mỗi ngày đều đăng lên đủ các loại treo thưởng, nhưng giá cả của những treo thưởng kia đều chỉ là mấy chục triệu hoặc mấy trăm triệu, cao nhất cũng chỉ 1 tỷ. Nhưng bây giờ lại có người ra giá 5 tỷ để giết một người, đây chắc chắn là lần đầu của tổ chức ám võng. 5 tỷ đấy. Cho dù một công ty lớn trên thị trường cũng chưa chắc có thể lấy ra số tiền mặt 5 tỷ, bây giờ giết một người đã có thể nhận được 5 tỷ, điều này quá hấp dẫn. Trong phút chốc, vô số sát thủ, chiến sĩ đánh thuê, cường giả hắc ám của thế giới hắc ám đều rung động. Thậm chí cả đám thế lực hắc ám đều rung động rồi. Những thế lực cấp D, cấp C, cấp B kia đều bắt đầu hành động, muốn có được 5 tỷ này. Ngay cả mấy thế lực lớn cấp A cũng tràn đầy hứng thú với 5 tỷ này. Suy cho cùng dù là thế lực cấp A, muốn kiếm được 5 tỷ cũng không dễ dàng như vậy. Bây giờ giết người đã có thể nhận được 5 tỷ, làm sao bọn họ không rung động cho được. Giờ phút này, thế giới hắc ám hoàn toàn trở nên sôi sục vì 5 tỷ này, thế lực và cường giả các nơi đều nghe tin hành động, chuyển ánh mắt về phía Thiên Hải Long Quốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 5.